Y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân tại hiểu rõ chuyện toàn bộ sau khi trải qua, cũng không có oán trách Hứa Thuần Lương, ngược lại còn có loại mở mày mở mặt cảm giác, một cái lưng rộng ngã sấp xuống hung hãn Vương Đại Lôi, ngay trước bảo vệ khoa mặt của nhiều người như vậy gọi 110, nghe đều hả giận, đều có chút hối hận mình không tại hiện trường. Bất quá trong văn phòng trang giám sát, chỉ có hắn vị chủ nhiệm này có được giám sát viếng thăm quyền, Chu Văn Bân trở lại văn phòng sau trước tiên nhìn một chút chiếu lại, thông qua giám sát hắn xác nhận một sự kiện, đó chính là Khương Lão Thái Thái ném tới hẳn không phải là ngoại lực đưa đến, cùng những người khác không có bất kỳ cái gì tứ chi tiếp xúc. Quan sát chiếu lại thời điểm, đồn công an gọi điện thoại tới, hỏi hắn có hay không có thể cung cấp ngay lúc đó màn hình giám sát. Chu Văn Bân một bên cạnh nhìn trên màn ảnh thu hình lại một bên có chút tiếc nuối nói cho đối phương biết, thật sự là không có ý tứ, giám sát hỏng đã mấy ngày, còn chưa kịp sửa chữa, lấy ơn báo oán chưa hề đều không phải là Chu Văn Bân phong cách. Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng cùng đi phòng cấp cứu, Khương Lão Thái Thái lẻ loi trơ trọi nằm ở trên giường, bên người chỉ có một người y tá bồi tiếp, Lão Thái Thái có hai cái nữ nhi đều tại ngoại địa, bạn già 5 năm trước liền qua đời. Bởi vì tính tình cổ quái, thân thích phần lớn cùng với nàng đoạn mất lui tới. Trình Tiểu Hồng tướng vừa mua quả rổ buông xuống, cười nói, Khương nãi nãi, chúng ta tới nhìn ngài. Lão Thái Thái tại bọn hắn văn phòng té xỉu, dù sao cũng phải biểu thị một chút thăm hỏi. Khương Lão Thái Thái đem mặt uốn éo, không muốn phản ứng nàng. Hứa Thuần Lương nói, ngài cũng không thể động khí, vạn nhất thận thủy khô kiệt, Phật tổ cũng lực bất tòng tâm. Khương Lão Thái Thái nghe được thận thủy khô kiệt, lại đem mặt chậm rãi quay tới, nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu Hứa, ý của ngươi là nói, ta sắp chết. Hứa Thuần Lương cười nói, ta cũng không có nói như vậy, ngài thận thủy mặc dù thua thiệt chưa kiệt, chỉ cần điều trị thỏa đáng, thân thể nhất định khôi phục như lúc ban đầu. Như thế nào điều trị đâu? Trong ngũ hành phổi vì kim, thận vì nước, kim sinh thủy, cả hai như là mẹ con. Phổi âm bị hao tổn, mẫu bệnh cùng tử. Thận mới có thể xuất hiện thận thủy không đủ hiện tượng, thân thể thiếu nước, nước không hàm mộc, lá gan không có lấy tẩm bổ, lá gan dương bên trên căng, liền sẽ có đầu váng mắt hoa triệu chứng xuất hiện. Trình Tiểu Hồng một bên nghe được trợn mắt hốc mồm, cái này mới tới thật đúng là cái lớn lắc lư, bất quá, hắn giống như hiểu chút trung y đâu, ngẫm lại người này là hồi xuân đường thiếu đông ra, hiểu chút trung y cũng là bình thường, chỉ là cái này Khương Lão Thái Thái cũng không tốt lắc lư, vạn nhất trở mặt không quen biết, nhưng đủ hắn uống một bình. Khương Lão Thái Thái hai mắt phát quang, đúng à, ta vừa rồi tại các ngươi văn phòng chính là đột nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, mắt tối sầm lại liền té xỉu. Kỳ thật lấy ngài thể chất, vốn là không nên xuất hiện loại tình huống này, sở dĩ sẽ té xỉu, là bởi vì trong văn phòng đột nhiên xuất hiện mấy cái đâm rồng hỏa hổ lưu manh, bọn hắn cùng hung cực ác bộ dáng đem ngài cho dọa, nóng tính hướng lên đi vội, hết lần này tới lần khác ngài thể nội thận thủy lại không đủ để diệt đi nóng tính. Cho nên mới sẽ khẩn cấp công tâm ngã xuống đất ngất đi. Đúng à, chính là đám kia quy tôn tử đem ta cho dọa. Khương Lão Thái Thái ôm ngực, cảm thấy lại bắt đầu khó chịu. Ngài không cần sợ hãi, tại chúng ta Trường Hưng Bệnh viện, ngài an toàn hoàn toàn có thể đạt được bảo hộ, mỗi một vị bệnh nhân an toàn đều có thể đạt được bảo hộ. Trình Tiểu Hồng trong lòng thầm than, lời nói này đến độ cao có thể, Chu chủ nhiệm lần này nhìn người đủ chuẩn. Hứa Thuần Lương so với Trần Quang Minh không biết cao minh nhiều ít, không nói những cái khác, hắn có thể đánh, một cái lưng rộng liền đem Vương Đại Lôi cho chế trụ, cùng dạng này người cộng sự, có cảm giác an toàn. Khương Lão Thái Thái chủ động nắm chặt Hứa Thuần Lương tay nói, hai từ, xem xét ngươi chính là người tốt, hiện tại giống như ngươi người tốt không nhiều lắm. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là nhiều người tốt, ngài a, một mực chân thật ở chỗ này nghỉ ngơi, ngài yên tâm. Chúng ta Trường Hưng Bệnh viện nhất định sẽ vì ngài đòi lại công đạo, hù dọa ngài mấy cái kia quy tôn tử, chúng ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Khương Lão Thái Thái gật đầu nói, tạ ơn, tạ ơn. Trình Tiểu Hồng nhìn trợn mắt hốc mồm, trong lòng chỉ có bội phục phần, khó chơi như vậy Khương Lão Thái Thái đều có thể bị hắn giải quyết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy thực khó tin tưởng. Cảnh sát cũng dẫn người tới tìm hiểu tình hình, không thể chỉ nghe Hứa Thuần Lương lời nói của một bên. Cũng phải nghe một chút Khương Lão Thái Thái ý kiến. Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng bên này rời đi lưu xem thất, liền nghe đến Khương Lão Thái Thái tràn ngập oán tiếng đọc, cảnh sát đồng chí, ngài nhưng muốn giúp ta làm chủ a, mấy cái kia quy tôn tử kém chút không có đem ta dọa cho chết. Hồi xuân đường chiêu bài còn không có treo lên, nhưng đối diện trên đại thụ tổ ong đã đơn giản quy mô, Hứa Trường Thiện đứng tại cửa chính, nhìn qua ong vò vẽ vây quanh tổ ong bận rộn,
trong lòng thầm nghĩ, những này ong vò vẽ thật chẳng lẽ hiểu được chọn lân cận mà ở đạo lý. Xế chiều hôm nay, nhị tử Hứa Gia Hiên gọi điện thoại tới, hỏi thăm một chút Hứa Thuần Lương tình hình gần đây, Hứa Trường Thiện trong điện thoại đem hắn khiển trách một trận, nếu như làm phụ thân chân chính quan tâm đứa con trai này liền không phải chỉ là để gọi điện thoại, chí ít hẳn là tự mình tới một chuyến. Cháu trai đã 21 tuổi, hai cha con thời gian chung đụng thêm khởi đến còn không đến 2 tháng. Hứa Gia Hiên đối đứa con trai này cũng phi thường áy náy, nhưng hắn công việc bây giờ gia đình đều tại Mỹ, không có khả năng trường kỳ ngốc ở trong nước, hắn cũng biểu thị sẽ thông qua những phương thức khác cho lớn nhất đền bù. Hứa Trường Thiện không đợi hắn nói xong cũng cúp điện thoại, lão gia tử trong lòng kìm nén một cỗ khí, vì cháu trai bất bình, cũng là vì mình. Mặc dù hắn lúc trước cũng luôn mồm đề nghị cháu trai ra ngoại quốc học đại học, nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng thật ra là không thôi. Hiện tại Hứa Thuần Lương quyết định ở lại trong nước công việc, chính hợp hắn tâm tư, nếu như nói còn có tiếc nuối, đó chính là cháu trai không chịu kế thừa y bát của mình, nếu như kiên trì như thế, tổ tiên truyền thừa chiêu bài, đến hắn thế hệ này liền phải kết thúc. Hứa Trường Thiện chậm chạp không chịu phủ lên hồi xuân đường chiêu bài chính là nguyên nhân này, đã không người kế thừa, không cần vẽ vời thêm chuyện. Lão gia tử nghĩ đến chính nhập thần, một người cưỡi xe điện ở bên cạnh hắn dừng lại. Chào hỏi một tiếng, Hứa lão tiên sinh. Hứa Trường Thiện ngẩng đầu nhìn một chút, cảm thấy có chút quen mặt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra khi nào gặp qua, lên niên kỷ, trí nhớ cũng là ngày càng sa sút. Lão tiên sinh không nhớ rõ, ngày đó ta giúp ngài rời qua nhà, khuỷu tay khớp nối chật khớp cái kia. Hứa Trường Thiện lúc này mới nhớ tới đích thật là chuyện như vậy, đối đám kia người của công ty dọn nhà hắn cũng không quá tốt ấn tượng, lạnh nhạt cười nói, tìm ta có việc. Cố gắng nhớ lại, mình giống như không có giúp hắn thủ pháp trở lại vị trí cũ. Không có chuyện gì, chính là nghĩ biểu đạt một chút lòng biết ơn. Đối phương từ sau xe cầm kế tiếp túi sách ra rắn, bên trong chứa không ít kim thiền, tại Giang Châu nơi đó, xưng là điệp đi rùa, bình thường dầu chiên sau là nhắm rượu thức ăn ngon. Hứa Trường Thiện nói, vô công bất thụ lộc a. Lão tiên sinh, ta đây là cảm tạ tôn tử của ngài, ngày đó nếu không phải hắn kịp thời giúp ta trở lại vị trí cũ. Ta chỉ sợ muốn nằm viện mở đại đao, ta hiện tại đã rời đi thành ý công ty dọn nhà. Đối phương khăng khăng tướng đồ vật lưu lại, thừa dịp Hứa Trường Thiện không chú ý, cưỡi xe nhanh như chớp đi. Hứa Trường Thiện bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lên trên đất túi sách ra rắn, thô sơ giản lược đoán chừng một chút đến có 6-7 cân. Hiện tại kim thiền giá thị trường rất cao, mỗi cái rẻ nhất cũng muốn cửu mao, như thế một túi đến hơn 100 khối tiền đâu. Hứa Trường Thiện chợt nhớ tới vừa rồi người kia lời nói, không khỏi có chút kỳ quái, giúp hắn trở lại vị trí cũ. Làm sao không có nghe Thuần Lương nhắc qua, tiểu tử này có bản lãnh này sao? Hứa Thuần Lương cưỡi công cộng xe đạp từ bệnh viện về nhà, đây là hắn gần đây mới nắm giữ kỹ năng, hồi xuân đường địa chỉ mới cổng liền có công cộng xe đạp đỗ chỗ, hắn đem xe đạp ngừng tốt, hướng cổng đợi chờ mình lão gia tử nói, ra, lại ra ngoài đón ta. Hôm nay công việc bận quá không có quan tâm cho ngài mua thức ăn a. Nhìn thấy cháu trai trở về, Hứa Trường Thiện mặt mày hớn hở, đây không phải đã đưa tới. Hứa Thuần Lương nhìn thấy kia cái túi kim thiền, hơi kinh ngạc nói, ai đưa đến? Hứa Trường Thiện đem việc này chân tướng nói một lần, Hứa Thuần Lương mang theo kim thiền vào nhà, Lâm Di làm tốt cơm đã đi, thế là lão gia tử tự mình xuống bếp, sắc một bàn kim thiền, phối hợp tiểu mễ cay giải lên muối mịn. Thơm ngào ngạt hương vị dập dờn trong không khí. Hai người mở bình lại mau, Hứa Thuần Lương nhanh nhẹn cho lão gia tử rót, cơ hồ mỗi lúc trời tối trở về đều sẽ bồi tiếp ra uống hai chén. Hứa Trường Thiện hỏi hắn hỗ trợ phục vị sự tình, Hứa Thuần Lương liền nói bình thường thường xuyên gặp ra giúp người khác trở lại vị trí cũ, cho nên liền học lén điểm thủ pháp, vừa vặn vị kia dân công chật khớp không nghiêm trọng lắm, để hắn mèo mù đụng chuột chết, trùng hợp trở lại vị trí cũ thành công. Hứa Trường Thiện cũng không tin trùng hợp hai chữ, một cái không có học qua trở lại vị trí cũ thủ pháp người đi lên liền có thể giúp người trở lại vị trí cũ thành công. Hắn dù sao chưa thấy qua. Hứa Trường Thiện cũng không có hỏi tới đáy, đập đi một ngụm rượu, ăn một viên kim thiền, hỏi dò, Thuần Lương A, người có muốn hay không học y? Ngài nếu là nguyện ý dạy, ta liền nguyện ý học. Hứa Trường Thiện sửng sốt một chút, cháu trai quả nhiên đổi tính, đi qua mỗi khi trò chuyện khởi cái đề tài này. Hắn đều biểu hiện được phi thường kháng cự, không nghĩ tới hôm nay thế mà đáp ứng, lão gia tử có chút không thể tin vào tai của mình, Thuần Lương, ngươi không nên miễn cưỡng mình, càng không muốn vì hống ta vui vẻ mới nói như vậy. Hứa Thuần Lương cười nói, ta không có miễn cưỡng mình,
gần nhất giúp Gia Gia sao chép những phương thuốc kia, ta đối trung y bất chi bất giác sinh ra hứng thú, trong khoảng thời gian này ta xem không ít sách thuốc, ta phát hiện mình học toán lý hóa mặc dù không được, nhưng là ta tại trung y phương diện này trí nhớ cùng lực lĩnh ngộ đều cũng không tệ lắm. Thi độc người tất thiện y, thân là ngũ độc giáo chủ, hắn chẳng những là thiên hạ đệ nhất dùng độc cao thủ, đồng thời cũng là Hạnh Lâm đỉnh tiêm cao thủ. Nói câu không khiêm tốn lời nói, y thuật của mình muốn vượt qua lão gia tử rất nhiều lần, quay đầu quá khứ, hắn hơn phân nửa thời gian đều tại hạ độc, cứu người số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thời đại khác biệt, hắn sinh ở một cái y thuật bồng bột phát triển trăm hoa đua nở triều đại, Hạnh Lâm đại đạo thập tam môn, chưa được xếp vào trung tông cửa tính ra hàng trăm, chỉ là hắn không nghĩ tới, theo thời gian trôi qua, y học Trung Quốc chi đạo chẳng những không có kéo dài huy hoàng của ngày xưa, ngược lại tàn lụi như vậy. Mặc dù mỗi tòa thành thị đều có trung y viện, trung y phòng khám bệnh, nhưng là thanh thế căn bản là không có cách cùng Tây y chống lại. Võ đạo cũng là như thế, Hứa Thuần Lương đi vào thời đại này đã có một đoạn thời gian, đến nay cũng chưa phát hiện một cao thủ, Hòa Bình niên đại, đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, không có nguy cơ sinh tồn, ngay cả võ đạo cũng không khẩn yếu. Sở dĩ đáp ứng đi theo Gia Gia học y, là muốn cho tự thân năng lực một cái giải thích hợp lý. Hứa Trường Thiện nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, trong lòng lớn lao vui mừng, sau bữa ăn mang theo cháu trai lại cho hai thánh thượng hương. Hứa Trường Thiện dự định từ trung y cơ bản lý luận bắt đầu dậy lên, để hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thuần Lương đã sớm đem những cơ sở kia lý luận nhớ kỹ thuộc lầu, tưởng rằng mình trong khoảng thời gian này để hắn chép sách công lao, thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong lặng yên bước qua nhập môn một quan. Hứa Thuần Lương đề nghị lão gia tử từ châm cứu dậy lên. Hứa Trường Thiện mừng rỡ hắn ngộ tính đồng thời cũng không nhịn được cảm khái, khối này ngọc thô nếu như từ khi còn nhỏ liền bắt đầu bồi dưỡng, hiện tại nên có thể chủ lý hồi xuân đường. Hứa Thuần Lương vẻn vẹn vì ngụy trang mình, thông qua lão gia tử giới thiệu, hắn cũng biết đương đại y học Trung Quốc đến tột cùng diễn biến đến trình độ nào, ức cổ nghĩ nay, rất nhiều tiếc nuối. Liền lấy châm cứu tới nói, đương đại sử dụng 9 châm cùng đi qua 9 châm đã có trên bản chất khác biệt. Cổ có phục hy chế 9 châm. Theo thời đại chuyển rời, 9 châm tại trong truyền thừa sói mòn, hiện tại 9 châm chính là sư nghi ngờ đường căn cứ cổ tịch chế, cũng được xưng là mới 9 châm. Mới 9 châm chỉ là một cái phiếm chỉ, cũng không phải là cụ thể số lượng, bao quát, kim châm cứu, tròn châm, đối chọi châm, châm dài, đại châm, phi châm, trí châm, sàm châm, tròn châm nhọn, ba cạnh châm, từ tính tròn mai châm, mai hoa châm, phong kim móc, hỏa châm. Ngoại trừ kim châm cứu cùng ba cạnh châm chưa làm cải biến bên ngoài, sàm, tròn, trí, phi, tròn lợi, đại châm, phong câu đều tiến hành cải biến, có chút đã thay đổi được hoàn toàn thay đổi. Hứa Trường Thiện giới thiệu châm cỗ trước đó, Hứa Thuần Lương đối với mấy cái này liền vụng trộm từng có hiểu rõ, hơn phân nửa cải tiến hắn đều không tán đồng, đương đại châm pháp hiệu quả giảm bớt đi nhiều phải cùng châm cỗ thất truyền có nhất định quan hệ, công dục thiện trước phải lợi khí, ngay cả chữa bệnh khí giới đều hàng không đối bản. Hành châm chi pháp càng là sói mòn nghiêm trọng, sai một ly đi nghìn dặm. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ phủ định, có chút cải tiến coi như là qua được, tỉ như từ tính tròn mai châm cùng các loại hỏa châm. Hứa Trường Thiện lời nói thấm thía, để Hứa Thuần Lương có chuẩn bị tâm lý, học tập y học Trung Quốc tuyệt không phải một lần là xong sự tình, y học Trung Quốc bác đại tinh thâm, là nghiên cứu cơ thể người cùng tự nhiên ở Trung Chi đạo đại học vấn, cách cục cùng chiều sâu muốn viễn siêu Tây y. Hành châm chi đạo đối thầy thuốc chỉ lực cùng bắp thịt có tương đương yêu cầu, Hứa Trường Thiện đang dạy dỗ châm cứu trước đó, đầu tiên yêu cầu Hứa Thuần Lương muốn tại hai phương diện này có chỗ tăng cường. Đừng nhìn lão gia tử qua tuổi thất tuần, hiện tại vẫn có thể hai tay hai ngón tập chống đẩy hít đất, có thể nói chỉ lực kinh người. Hứa Thuần Lương tự nhiên không thể biểu hiện được quá khích tiến, bày làm ra một bộ dốc lòng thụ giáo dáng vẻ, dựa theo lão gia tử chỉ điểm từng bước một tới. Hứa lão gia tử thái độ đối với hắn phi thường hài lòng, hồi xuân đường có người kế tục, một thân nghệ nghiệp dốc túi tương thụ. Vương Đại Lôi đám người kia bị bắt được đồn công an, mặc dù luôn mồm hô hào oan uổng, nhưng ngoại trừ chính bọn hắn không ai tin tưởng, Khương lão thái thái một mực chắc chắn là bị bọn hắn đe dọa mới nhận lấy kinh hãi, y tế chỗ giám sát lại bởi vì hư hao không có ghi chép lại cảnh tượng lúc đó, kết hợp đám người này ngày xưa loang lổ việc xấu, cảnh sát đương nhiên càng tin tưởng Khương lão thái thái chỉ chứng. Còn tốt Khương lão thái thái thân thể cũng không lo ngại, nếu như náo chết người, Vương Đại Lôi đám người này coi như nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Đồn công an thông qua điều tra hiểu rõ đến, Vương Đại Lôi bọn hắn tại hiện trường cũng không có xuất thủ đánh người,
hành vi của bọn hắn cũng chính là nhiễu loạn công cộng trật tự, đe dọa người khác. Dẫn đầu Vương Đại Lôi câu lưu là không thiếu được, Khương Lão Thái Thái tại viện quan sát trong lúc đó tiền thuốc men tiền chữa bệnh cũng đến bọn hắn ra. Hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn thu hoạch được người bị hại thông cảm, nếu như Lão Thái Thái không đáp ứng, bọn hắn tất cả đều đến tiến sở câu lưu. Khương Lão Thái Thái còn đang quan sát trong phòng nằm, hai ngày này bệnh viện đối nàng chiếu cố phi thường chu đáo, ăn ngon tốt ở, bình thường còn có nhân viên y tế bồi tiếp tán gẫu, Lão Thái Thái trôi qua có chút vui đến quên cả trời đất. Hứa Thuần Lương hôm nay qua tới thăm nàng, Thuận liền dẫn sắc tốt thuốc đông y, thuốc là Hứa Thuần Lương đánh lấy ra ra cờ hiệu cho mở, sắc tốt giúp nàng mang tới. Khương Lão Thái Thái cùng hắn đã có chút quen thuộc, gặp hắn tiến đến vui tươi hớn hở hô, tiểu Hứa tới, nhanh ngồi, ta cho ngươi gọt táo. Hứa Thuần Lương để nàng đừng khách khí, khen nàng khí sắc tốt hơn nhiều. Khương Lão Thái Thái gật đầu nói, may mắn mà có ra ra ngươi mở thuốc đông y, ta sau khi uống xong, miệng cũng không làm. Lưỡi cũng không khô, mỗi lúc trời tối cũng không dậy nổi nhiều lần như vậy. Hứa Thuần Lương để nàng trước uống thuốc lại nói. Khương Lão Thái Thái nói, tiểu Hứa, người bình thường công việc bận rộn như vậy liền không nên tới, ta cảm giác mình tốt hơn nhiều. Cũng không có việc gì, tiện đường tới xem một chút ngài. Khương Lão Thái Thái nhìn chung quanh một chút nói, có phải hay không ta ở chỗ này ở lâu cho ngươi thêm phiền toái. Kỳ thật ta hiện tại tốt không sai biệt lắm, ta hôm nay liền có thể xuất viện. Lòng người đều là nhục trường, Lão Thái Thái cũng không phải hoàn toàn không có lương chi. Hứa Thuần Lương cười nói, ngài nghĩ đi nơi nào? Khương Lão Thái Thái thở dài nói, hai ngày này ta nghĩ nghĩ, kỳ thật ta cũng có rất nhiều chỗ không đúng, lúc ấy Triệu chủ nhiệm để cho ta xếp hàng, là ta không nín được hỏa khí, ta đi qua không dạng này. Ta mặc dù nhận biết ngài thời gian không dài, nhưng ta có thể nhìn ra ngài là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Trước đó sinh khí nguyên nhân là bởi vì ngài thân thể ôm việc gì, thận thủy không đủ, nóng tính quá vượng. Tha thứ ta nói thẳng, ngài về sau nhưng nhất định phải khống chế tốt cảm xúc, không có thể động một chút lại phát hỏa tức giận, nóng giận hại đến thân thể a. Khương Lão Thái Thái liên tục gật đầu, Triệu chủ nhiệm bên kia ta sẽ không lại tìm phiền toái, về sau ta cũng sẽ không lại đi y tế chỗ cho các ngươi ngột ngạt. Ngài chỉ cần đến, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Ta ngoại tôn nữ cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều, nói đến ta đều hơn nửa năm chưa thấy qua hắn. Nhớ tới chuyện này Khương Lão Thái Thái không khỏi sầu chạy lên não, lại thở dài. Hứa Thuần Lương nói, ngài nếu là nghĩ cháu gái có thể đi qua nhìn nàng a, hiện tại giao thông như thế thuận tiện, đường sắt cao tốc bốn phương thông suốt. Hắn hiểu qua Lão Thái Thái tình huống, biết Lão Thái Thái này tính cách bất thường là có nguyên nhân, trải qua trước mấy ngày sự tình, Lão Thái Thái đã buông xuống đối Trường Hưng bệnh viện oán hận. Có thể nói Hứa Thuần Lương từ nền tảng bên trên giải quyết cái này tranh chấp. Lúc này có người qua tới thăm Khương Lão Thái Thái, là Vương Đại Lôi mấy người đồng bạn, bọn hắn là đến đây thỉnh cầu Khương Lão Thái Thái tha thứ. Khương Lão Thái Thái không muốn cùng đám này lưu manh đàm, nàng hiện tại tín nhiệm nhất chính là Hứa Thuần Lương, để Hứa Thuần Lương đại biểu nàng đi hảo hảo nói chuyện. Hứa Thuần Lương bày làm ra một bộ giải quyết việc chung khuôn mặt, để mấy người bọn hắn đi y tế chỗ chờ lấy, mình lập tức đi qua. Hứa Thuần Lương cố ý đi thư viện dày vò khốn khổ một giờ, lúc này mới trở về y tế chỗ, bốn tên côn đồ đều tại y tế chỗ bên cạnh điều giải trong phòng bột chờ lấy, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, chưa hề đều không có quy củ như vậy qua. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tiến đến, bọn hắn đồng loạt đứng lên, chăm miệng một lời hô, Hứa chủ nhiệm tới. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, địa thế còn mạnh hơn người a, đám này lưu manh cũng biết sợ hãi, đi qua nghe quen người khác gọi hắn giáo chủ đại nhân. Vẫn là lần đầu nghe người khác xưng hô như vậy hắn. Cảm giác vô cùng quen thuộc, quyền lực hương vị. Hứa Thuần Lương ánh mắt từ bốn người trên mặt từng cái lướt qua, ngày bình thường ngang ngược càn rỡ bốn người, không một dám cùng hắn đối mặt. Vương Đại Lôi đâu? Bốn người nhìn nhau một cái, nói cho hắn biết Vương Đại Lôi còn tại trong sở ở lại đâu, hắn dẫn đầu nháo sự, tính chất tương đối nghiêm trọng, không dễ dàng như vậy ra. Hứa Thuần Lương khinh thường cười cười, kéo ghế ngồi xuống. Đem Khương Lão Thái Thái mấy điều kiện báo cho bọn hắn, kỳ thật đều là hắn vừa mới nghĩ ra. 1. Toàn ngạch thanh lý nàng hai ngày này chẩn đoán điều trị phí, lý do là Khương Lão Thái Thái là nhận bọn hắn kinh sợ viện, số tiền kia bệnh viện không thể gánh chịu. Mấy người ngựa bên trên biểu thị không có vấn đề, của đi thay người, cùng câu lưu so sánh, hoa chút tiền ấy không tính là gì. Hứa Thuần Lương chừng nói chuyện tiểu tử kia một chút, chê hắn đánh gãy mình, nói tiếp đi ra điều kiện thứ hai.
đền bù Khương lão thái thái dinh dưỡng phí tổn thất tinh thần phí tổng cộng 10000 nguyên, kim ngạch phương diện trước đó hắn trưng cầu Khương lão thái thái ý kiến. Cái điều kiện thứ ba là, bọn hắn về sau không được lại đến Trường Hưng bệnh viện tìm khe hở gây chuyện. Bốn người tất cả đều đáp ứng, mặc dù có chút thịt đau, nhưng nếu vì tự do cho nên, tiền tài đều có thể ném. Hứa Thuần Lương gọi tới Trình Tiểu Hồng, để bọn hắn tại hiệp nghị thư bên trên ký tên đồng ý, cụ thể chấp hành, từ đồn công an giám sát xử lý. Y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân nghe nói Khương lão thái thái sự tình đã được đến viên mãn giải quyết, cũng là thở dài nhẹ nhõm. Hứa Thuần Lương mới ra đời, liền giải quyết hai cái vấn đề khó khăn không nhỏ, thông qua chuyện lần này, triệt để làm thông Khương lão thái thái tư tưởng công việc, nàng không còn đuổi theo Triệu Vĩnh Thắng không thả, còn chủ động thừa nhận sai lầm của mình. Cái này hơn một tháng, lão thái thái cũng không có ít thiếp đại tự báo, Triệu Vĩnh Thắng thậm chí toàn bộ thần kinh nội khoa đều bị huyên náo sứt đầu mẻ chán. Càng quan trọng hơn là, Vương Đại Lôi cái này đau đầu bởi vì nhiễu loạn công cộng trật tự, nguy hại thân người an toàn lần nữa bị câu lưu. Khương lão thái thái mặc dù cầm tới bồi thường cũng xuất cụ thông cảm sách, nhưng Vương Đại Lôi thuộc về dẫn đầu tìm khe hở gây chuyện, tính chất tương đối nghiêm trọng, cho nên lại đánh lại phạt, hắn bốn tên đồng bạn tính chất hơi nhẹ, bồi thường sau miễn ở truy cứu trách nhiệm. Sau đó Chu Văn Bân hảo hảo phục bàn chuyện này, phát hiện Hứa Thuần Lương tại chuyện này xử lý bên trên dùng một hòn đá ném hai chim sách lược, lợi dụng Khương lão thái thái khác ở Vương Đại Lôi, rõ ràng có tá lực đả lực bố cục thành phần, người trẻ tuổi kia thật đúng là có dũng có mưu. Thần kinh khoa phó chủ nhiệm Triệu Vĩnh Thắng bởi vì việc này chuyên mời y tế chỗ ăn cơm, Khương lão thái thái giày vò hắn hơn một tháng, hiện tại cuối cùng đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Chu Văn Bân đáp ứng, thông chi Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng, cùng hắn cùng đi dự tiệc. Hứa Thuần Lương lúc đầu đối loại này bữa tiệc không có nhiều hứng thú, nhưng Triệu Vĩnh Thắng lại đặc địa đến y tế chỗ ở trước mặt mời, nói cho hắn biết, lần này chẳng những mời bọn hắn y tế chỗ, mời được phó viện trưởng Cao Tân Hoa, một cái bệnh viện vốn là không có nhiều bí mật, Triệu Vĩnh Thắng cũng thăm dò được Hứa Thuần Lương là Cao Tân Hoa người, bữa cơm này cũng là nhất cử lưỡng tiện, đã cảm tạ y tế chỗ, lại thuận tiện tăng tiến một chút cùng Cao Tân Hoa tình cảm. Thứ tư sau khi tan việc, Trình Tiểu Hồng mở ra nàng đại chúng polo, chở Chu Văn Bân cùng Hứa Thuần Lương cùng đi Mân Nam Hải Tươi Thành ăn cơm. Chu Văn Bân gần nhất tâm tình không tệ, mặc dù cụ thể vấn đề là Hứa Thuần Lương giải quyết, vừa vặn vì y tế chỗ chủ nhiệm, hắn đạt được cố viện trưởng miệng khen ngợi. Nhìn qua ngồi ở phía trước Hứa Thuần Lương, Chu Văn Bân không khỏi nhớ tới, thế trước có Bá Nhạc sau đó có Thiên Lý Mã. Nếu như không phải mình chi nhân thiện nhậm, y tế chỗ công việc cũng sẽ không nghênh đón chuyển cơ. Hứa Thuần Lương nói ngọt, tán dương Trình Tiểu Hồng kỹ thuật lái xe rất tốt. Trình Tiểu Hồng bị thổi phồng đến mức đều không có ý tứ, dù sao nàng vừa mới lấy được bằng lái mới 3 tháng, hỏi Hứa Thuần Lương có hay không bằng lái. Hứa Thuần Lương lắc đầu, ra ra ngược lại để hắn đi học, nhưng gần nhất không có thời gian, đi vào thế giới này thời gian càng lâu. Càng là phát hiện ô tô là không thể rời đi phương tiện giao thông, Hứa Thuần Lương đã có học lái xe ý nghĩ, kỳ thật hắn đã từ hai bánh bắt đầu học lên, công cộng xe đạp, cùng hưởng xe điện đều có thể thuần thục thao túng, tiếp xuống liền định hướng bốn bánh tiến quân. Chu Văn Bân ở phía sau nhà rãnh Giang Châu đường xá quá kém, căn bản liền không thích hợp lái xe, mua chiếc xe điện cưỡi liền rất tốt, không cần lo lắng say rượu điều khiển, cũng không cần lo lắng kẹt xe. Chính hắn liền không biết lái xe. Đối ngoại nói mình xã giao nhiều, nguyên nhân chân chính là hắn bệnh mù màu. Hắn không nói bao lâu, trước mặt con đường liền chặn lại, Trình Tiểu Hồng bình thường điềm đạm nho nhã, nhưng một lên xe tính tình liền táo bạo, liên tiếp nhấn mấy lần loa. Kỳ thật loại tình huống này, nhấn loa cũng không làm nên chuyện gì, trừ phi người có thể từ người khác trên mui xe bay qua. Chu Văn Bân một bức cảm giác tiên tri dáng vẻ, ta cứ nói đi, cái giờ này ra chuẩn chắn. Hứa Thuần Lương nói vẫn là xe gắn máy tốt. Trình Tiểu Hồng nói, nội thành cấm xe máy, chú ý này ngươi liền đừng đánh nữa, phiền chết, cả ngày kẹt xe. Nàng lại nhấn một chút loa. Phía trước màu đen Audi Q7 cửa sổ xe rơi xuống, một nhức đầu bột tử thô lái xe từ cửa sổ nhô đầu ra, hung dữ hướng về sau chừng mắt liếc, miệng há ra hợp lại, nhìn khẩu hình rõ ràng là đang mắng người. Hứa Thuần Lương nói, hắn giống như đang mắng người a. Trình Tiểu Hồng mặt đỏ lên, nàng nhấn loa trước đây, tự biết đối lý. Nàng cũng không phải là có chủ tâm, đã tạo thành hơi một tí thổi còi thói quen xấu, có chút không quản được tay. Phía sau Chu Văn Bân nhắc nhở bọn hắn đừng xúc động, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, phản chính thời gian còn sớm, không cần thiết sốt ruột. Phía trước cỗ xe một lần nữa khởi động,
Trình Tiểu Hồng lần này thành thành thật thật theo ở phía sau, ô tô vừa mới bắt đầu tăng tốc thời điểm, phía trước chiếc xe kia đột nhiên đạp xuống phanh lại. Trình Tiểu Hồng giật nảy mình, cũng may nàng phản ứng kịp thời, thành công đem xe cho ngưng lại. Hứa Thuần Lương ngồi ghế cạnh tài xế đeo dây nịt an toàn, thân thể bởi vì quán tính xông về trước một chút lại bị dây an toàn cho kéo trở về, hàng sau Chu Văn Bân không có nịt dây nịt an toàn, toàn bộ thân thể đều đâm vào Trình Tiểu Hồng chỗ tựa lưng bên trên, còn tốt vừa mới tăng tốc, không có tạo thành thân thể tổn thương, đã liền như thế, cái mũi cũng tại trên ghế dựa va vào một phát, có chút đau buốt nhức. Trình Tiểu Hồng mặt đều dọa trợn nhìn, có mau bệnh a. Chu Văn Bân xoa cái mũi nói, được rồi, mở ra cái khác đấu khí xe. Hứa Thuần Lương nhìn thấy kia chiếc Audi đã mở xa, biết đối phương là đang cố ý trả thù Trình Tiểu Hồng vừa rồi thổi còi hành vi. Lúc đầu coi là sự tình cứ như vậy đi qua, nhưng qua phía trước đèn xanh đèn đỏ, phát hiện kia chiếc Audi Q7 lại biến tuyến đi tới đầu xe của bọn họ phía trước, cố ý đè ép tốc độ, khiêu khích ý vị không nói cũng hiểu. Chu Văn Bân dù sao lịch duyệt phong phú, hắn để Trình Tiểu Hồng đừng nóng giật, đến phía trước rẽ phải, từ dọc theo sông Bắc Lộ tiến về khách sạn, lộ trình bên trên mặc dù xa một chút, khả năng đủ tránh đi không cần thiết phân tranh. Trình Tiểu Hồng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, nếu như không phải lãnh đạo trên xe, cảm xúc đã sớm bạo phát. Dựa theo Chu Văn Bân chỉ dẫn lộ tuyến, tại Trường An cầu rẽ phải, qua cầu sau tiến nhập dọc theo sông Bắc Lộ. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, kia chiếc Audi Q7 lại âm hồn bất tán đuổi theo, cấp tốc vượt qua bọn hắn, một cái cấp tốc biến tuyến cắt vào đến Polo xe phía trước, Trình Tiểu Hồng dọa đến hét lên một tiếng, tướng phanh lại đạp tới cùng, ABS đều dẫm ra tới, ô tô tựa như trong hưng phấn đột nhiên buông lỏng nam nhân, liên tiếp co quắp mấy lần mới đình chỉ tiến lên. Kia chiếc Audi Q7 lúc này mới nghênh ngang rời đi. Trình Tiểu Hồng bị dọa đến mặt không có chút máu, Hứa Thuần Lương cũng hỏa, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Trình Tiểu Hồng đơn giản là nhấn mấy lần loa, đối phương không buông tha suýt nữa tạo thành tai nạn xe cộ. Chu Văn Bân cũng dọa cho phát sợ, run rẩy nói, hiện tại người lái xe làm sao dã man như vậy. Hứa Thuần Lương an ủi Trình Tiểu Hồng nói, đừng sợ, bọn hắn còn dám đến, ta đem bọn hắn bánh xe phá hủy. Trình Tiểu Hồng cắn chặt môi, trong lòng lại là sợ hãi lại là phẫn nộ, lúc này tâm tình gì cũng bị mất. Chu Văn Bân trong lòng thầm nghĩ, về sau không dám tiếp tục ngồi cô gái nhỏ này xe, người trẻ tuổi lái xe cuối cùng vẫn là không chắc chắn. Trình Tiểu Hồng rõ ràng có bóng ma tâm lý, mở tốc độ xe chậm lại, gặp được phía trước mấy lần gia tắc đều lựa chọn nhượng bộ, loa càng là không dám loạn nhấn. Đi vào Mân Nam Hải Tươi quán rượu bãi đỗ xe, Trình Tiểu Hồng đem xe dừng hẳn, sợ hãi cảm xúc còn không có hoàn toàn điều chỉnh xong. Hứa Thuần Lương đẩy cửa xe ra xuống xe. Nhìn thấy vừa rồi đừng bọn hắn xe Q7 liền dừng ở cách đó không xa, nhìn một chút biển số xe xác nhận không sai, thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Chu Văn Bân cũng nhìn thấy chiếc xe kia, nhớ tới Hứa Thuần Lương lời nói mới rồi, thật có chút bận tâm hắn để người ta bánh xe phá hủy, vỗ vỗ Hứa Thuần Lương bả vai nói, được rồi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Bởi vì trên đường nhạc đệm, ba người bọn họ là hôm nay trễ nhất đến. Phó viện trưởng Cao Tân Hoa đều đã đến. Đang cùng trung y khoa chủ nhiệm Chu Minh Viễn nói chuyện phiếm. Chu Minh Viễn là ứng Triệu Vĩnh Thắng mời đi theo, hai người bọn họ là bạn học cũ. Triệu Vĩnh Thắng mời được thần kinh khoa y tá trưởng Đường Minh Mị tiếp khách, cái này Đường Minh Mị lúc còn trẻ được công nhận hệ thống vệ sinh một cành hoa, hiện tại mặc dù nhưng đã qua tuổi 40, bất quá từ nương bán lão phong vận vẫn còn, khí chất tuyệt hảo, màu xám sườn xám tướng thân thể phác họa đến có lồi có lõm, đi trên đường như phong bãi dương, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Nhìn thấy Chu Văn Bân bọn hắn tiến đến, Triệu Vĩnh Thắng chủ động nghênh đón, Chu chủ nhiệm, ngươi nhưng tới chậm a. Chu Văn Bân cười nói, kẹt xe, cùng Triệu Vĩnh Thắng đơn giản lên tiếng chào, thẳng đến Cao Tân Hoa mà đi, Cao Việt, làm sao không có đánh bài a? Cao Tân Hoa nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói, tiểu đường sẽ không đánh bài, ngươi lại tới đây a muộn. Đều là lỗi của ta, thời gian còn sớm, chúng ta trước chiến một ván lại ăn cơm. Cao Tân Hoa bài nghiện vô cùng lớn, lập tức nói, chiến một ván, lão Chu hai ta một nhà. Chu Minh Viễn trắng trắng mập mập mang theo hình tròn kính đen mặc đường trang, rất có vài phần nho ra chi khí, cười tủm tỉm nói, ta trình độ chơi bài không được, nếu là phạm sai lầm bài cao viện đừng trách ta a. Cao Tân Hoa nói, quăng chứng toàn bộ nhờ sờ bài, cân bài kỹ không quan hệ, ngươi không chịu theo ta người đối diện, Văn Bân hai chúng ta người đối diện. Chu Minh Viễn không nói không chịu.
luôn cảm thấy Cao Tân Hoa trong lời nói có hàm ý. Nhìn thấy Cao Tân Hoa, Về Công Về Tư Hứa Thuần Lương đều nên đi qua lên tiếng kêu gọi, ngay trước đồng sự bột Hứa Thuần Lương quy củ kêu một tiếng Cao viện trưởng. Cao Tân Hoa cười hướng đám người giới thiệu nói, tiểu Hứa các ngươi hẳn là đều biết, hai nhà chúng ta là thế giao, đứa nhỏ này từ nhỏ đã là ta nhìn lớn lên. Kỳ thật coi như Cao Tân Hoa không nói, hiện tại mọi người cũng đều biết Hứa Thuần Lương là hắn cho làm tiến bệnh viện, trước mặt mọi người chỉ ra đoạn này quan hệ là hắn cố ý gây nên. Chu Minh Viễn lúc này đột nhiên minh bạch, Cao Tân Hoa đây là mượn đánh bài gõ mình đâu, lúc trước Hứa Thuần Lương tiến bệnh viện thời điểm, ban sơ định ra đến muốn đi trung y khoa, bởi vì chính mình cực lực cản trở, cuối cùng đi y tế chỗ. Chu Minh Viễn cũng không hoàn toàn hiểu rõ trong đó quá trình, hắn đối Cao Tân Hoa cái này phó viện trưởng từ thực chất bên trong là không nhìn chúng, một cái chuyển nghề quân nhân, chỉ bất quá dựa vào thời vận đi tới vị trí hôm nay. Mấy người đi đánh bài, Đường Minh Mị tướng mang tới chính sơn nhỏ loại pha được, lúc đầu loại chuyện này hẳn là hàng tiểu bối đi làm, nhưng Trình Tiểu Hồng đến bây giờ còn không thể từ vừa rồi trong bóng tối đi tới, còn có chút tâm thần có chút không tập trung, ngồi ở một bên hứng hở soát điện thoại di động. Hứa Thuần Lương chủ động đi tới, hướng Đường Minh Mị nói, Đường y tá trưởng, ta tới đi. Đường Minh Mị hướng hắn cười cười, một đôi mắt nhộn nhạo thủy quang, Hứa Thuần Lương pha tốt trà, cho mọi người từng cái đưa qua, hắn sớm đã tiếp nhận thân phận bây giờ, đừng nhìn sang là vạn chúng kính ngưỡng ngũ độc giáo chủ, hiện tại chỉ là nào đó cấp 3 giáp đẳng bệnh viện một cái nho nhỏ cán sự, tại vị trí nào liền muốn làm gì sự tình, nhất định phải đem vị trí bày ngay ngắn. Đường Minh Mị bắt chuyện nói, tiểu Hứa, ta nghe nói là ngươi làm thông Khương lão thái thái tư tưởng công việc. Hứa Thuần Lương nói, ta cũng không có làm cái gì, chính là theo nàng tâm sự. Không dễ dàng a, Đường Minh Mị cái này âm thanh cảm thán xuất phát từ nội tâm, nàng cũng bị Khương lão thái thái mắng qua, lão thái thái ngang ngược nàng là lãnh giáo qua. Lúc này bên kia thỉnh thoảng vang lên Cao Tân Hoa âm thanh vang dội, ta nổ. Ngồi tại Cao Tân Hoa nhà dưới Chu Minh Viễn một mặt phiền muộn, lại nổ. Cao Tân Hoa à Cao Tân Hoa, ngươi là có bao nhiêu hận ta? Cao Tân Hoa ngồi hắn nhà trên, từ bắt đầu liền đối với hắn nổ không ngừng. Cao Tân Hoa cùng Chu Văn Bân cộng tác một đường hát vang, trái lại Chu Minh Viễn cùng Triệu Vĩnh Thắng hai người một ván bài đánh xong còn ghé vào hai bên trên không có. Cùng lãnh đạo quyền uy không quan hệ, Triệu Vĩnh Thắng trình độ chơi bài, hôm nay hai người vận may lại đặc biệt thối, tạm thời cho là bồi luyện, chủ yếu là để lãnh đạo cao hứng. Nhưng lãnh đạo cao hứng, bọn hắn liền uất ức, ván này bài đánh cho kỳ quái, luôn luôn bị động bị đánh, ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có. Cao Tân Hoa cũng không có ham chiến, dù sao bên cạnh còn có ba người chờ lấy, đề nghị khai tiệc, hắn tại thủ vị ngồi, lúc đầu dựa theo niên kỷ hẳn là Chu Minh Viễn ngồi tại hắn tay trái, nhưng hắn chào hỏi Chu Văn Bân ngồi xuống, bên phải để lại cho thâm niên mỹ nữ Đường Minh Mị, lãnh đạo bên người an bài mỹ nữ rót rượu là tiêu chuẩn thấp nhất. Những người khác theo thứ tự nhập tọa. Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng là tiểu bối, đương nhiên ngồi tại tịch miệng. Cao Tân Hoa nói câu mở màn từ, tuyên cáo tiệc tối chính thức bắt đầu. Hứa Thuần Lương lưu ý cho tới hôm nay dùng rượu là bát đại ngũ lương dịch, món ăn cũng phi thường cấp cao tinh mỹ, thô sơ giản lược đoán chừng, đêm nay bữa cơm này muốn qua 5.000. Hắn công việc cũng có một đoạn thời gian, đối bệnh viện tình trạng cũng có hiểu biết, bệnh viện các phòng chủ nhiệm mặc dù thu nhập không thấp, nhưng là để bọn hắn tự móc tiền túi an bài loại này tiêu chuẩn. Bình thường là không bỏ được. Cao Tân Hoa những này bệnh viện lão nhân đều lòng dạ biết rõ, bữa cơm này khẳng định là thuốc con buôn tính tiền, tại chữa bệnh hệ thống, loại tình huống này nhìn mãi quen mắt, cũng tập mãi thành thói quen. Thân là phó viện trưởng, Cao Tân Hoa tự nhiên trở thành mời rượu trung tâm, Hứa Thuần Lương lưu ý đến, Cao Tân Hoa tửu lượng rất lớn, ai đến cũng không có cự tuyệt. Mình người lãnh đạo trực tiếp Chu Văn Bân tửu lượng tầm thường, một bầu rượu uống xong mặt liền đỏ đến cổ rễ. Triệu Vĩnh Thắng cũng nhiều vô cùng, hắn đánh một vòng đến phiên Hứa Thuần Lương, cười nói, tiểu Hứa, ta mời ngươi một chén. Đổi thành đi qua, Hứa Thuần Lương tiếp nhận hắn mời rượu khẳng định yên tâm thoải mái, nhưng bây giờ hắn đã không phải là ngũ độc giáo chủ, mới đến, làm đủ lễ tiết, đứng lên nói, Triệu chủ nhiệm khách khí, nên là ta cho ngài mời rượu mới đúng. Bưng chén rượu đi vào Triệu Vĩnh Thắng trước mặt, cùng hắn ngay cả làm hai chén rượu. Cao Tân Hoa nhìn ở trong mắt, âm thầm vui mừng. Mặc dù quyết định để Hứa Thuần Lương tiến vào Trường Hưng Bệnh viện là đại lão bản Cố Hậu Nghĩa, phía sau nguyên nhân thực sự là trao đổi ích lợi, có thể đưa ra cái chủ ý này chính là mình, tại trong mắt người khác Hứa Thuần Lương liền thông qua quan hệ của hắn tiến vào bệnh viện.
một cái học sinh tốt nghiệp trung học tiến vào Trường Hưng Bệnh viện trở thành trong biên chế chính thức nhân viên, tại đương kim thời đại đã là thiên phương dạ đàm, Cao Tân Hoa đương nhiên lo lắng người hữu tâm sẽ đối với chuyện này làm văn chương, lấy hắn đối Hứa Thuần Lương hiểu rõ, cũng không có trông cậy vào đứa nhỏ này có cái gì phát triển, an an ổn ổn làm cái người trong suốt chính là. Lúc trước đem Hứa Thuần Lương biên chế đặt ở trung y khoa cũng là hắn nói ra, dù sao Hứa lão gia tử cùng cha của hắn là mạc nghịch chi giao, cuối cùng lại bởi vì Chu Minh Viễn kiên quyết phản đối mà ngâm nước nóng, đành phải trước hết để cho Hứa Thuần Lương tại hậu cần luân chuyển. Cao Tân Hoa cũng phát sầu về sau nên như thế nào hướng Hứa lão gia tử bàn giao, không nghĩ tới y tế chỗ chủ động muốn người, tiểu tử này mơ mơ hồ hồ tiến vào y tế chỗ, làm không được bác sĩ, đi hành chính cũng không tệ. Nghiệp dư làm cái trưởng thành bản khoa trình độ, về sau hỗn cái khoa cấp cũng không phải là không có khả năng. Trước mắt đến xem, Hứa Thuần Lương khi tiến vào đơn vị làm việc về sau cấp tốc thích ứng nhân vật, nếu như không phải đối với hắn hiểu rõ, rất khó tưởng tượng trước mắt cái này chuyện trò vui vẻ khiêm tốn biết lễ tiểu tử lại là cái 4 lần thi rớt học lại sinh, hơn 1 tháng trước còn kém chút bởi vì nghĩ quẩn tìm cái chết. Hứa Thuần Lương trong công tác có tư cách, Cao Tân Hoa cũng mặt mũi sáng sủa. Hứa Thuần Lương cho Triệu Vĩnh Thắng mời rượu về sau lại đi tới Cao Tân Hoa bên người, giúp hắn dơ lên chén rượu, thúc, ta mời ngài. Lần này không có gọi Cao Viện Trưởng, đã Cao Tân Hoa ngay trước mặt mọi người nói ra quan hệ giữa bọn họ, mình cần gì phải kiêng kỵ. Đừng nhìn Cao Tân Hoa quan chức không cao, nhưng là tại Trường Hưng Bệnh viện vẫn là có được tương đương ảnh hưởng lực. Một tiếng này thúc chẳng khác nào hướng tất cả mọi người tỏ rõ giữa hai người không giống bình thường quan hệ. Hứa Thuần Lương tại mọi người trong suy nghĩ địa vị không thể nghi ngờ lại có tăng lên. Cao Tân Hoa cười ha ha, uống 2 chén mời rượu, hướng Chu Văn Bân nói, lão Chu A, trong công tác người muốn chỉ đạo nhiều hơn tiểu Hứa, hắn vừa tới Trường Hưng, cái gì cũng đều không hiểu, làm sai địa phương người một mực phê bình. Chu Văn Bân nói, Cao Viện, ngài lời này liền khách khí, ngài chất tử cùng cháu ta đặc biệt thích tiểu Hứa, thông minh nhiệt tình, có đảm đương. Lời này cũng không phải nghĩ chiếm Hứa Thuần Lương tiện nghi, từ niên kỳ tới nói, thật sự là hắn có thể làm Hứa Thuần Lương thúc thúc. Triệu Vĩnh Thắng nói, ta đồng ý, tiểu Hứa A, người có phải hay không luyện qua công phu? Ta nghe nói người ngày đó tại y tế chỗ, một cái lưng rộng liền đem cái kia Vương Đại Lôi cho té ngã trên đất, xinh đẹp. Hả giận. Hứa Thuần Lương đem Vương Đại Lôi cho làm tiến đồn công an sự tình bệnh viện không ít người biết. Nhưng hắn lưng rộng vượt giáo huấn Vương Đại Lôi sự tình không có nhiều người trông thấy, Triệu Vĩnh Thắng cũng là nghe nói. Hứa Thuần Lương nói, không có sự tình, là chính hắn trượt đến. Đường Minh Mị nói, hồi xuân Đường Hứa lão tiên sinh thế nhưng là chúng ta Đông Châu danh nhân, ta nghe nói y học Trung Quốc cao thủ đều là y võ song tu. Cao Tân Hoa cười nói, ngươi nghe ai nói đến, trung y liền nhất định sẽ võ công, Chu chủ nhiệm, vậy ngươi cũng nhất định sẽ công phu. Chu Minh Viễn biết mình đắc tội Cao Tân Hoa, cho nên hắn động một chút lại tướng đầu mâu chỉ hướng mình, sớm biết tình trạng này, đêm nay bữa tiệc hắn nói cái gì cũng sẽ không tới, trong lòng mặc dù không vui tại trước mặt lãnh đạo cũng không thể hiển lộ ra, cười cười nói, ta sẽ công phu gì. Tay trói gà không chặt, chúng ta làm thầy thuốc tôn chỉ là trị bệnh cứu người, cũng không phải tranh cường hiếu thắng. Hứa Thuần Lương nói, ta nghe ra ra nói, y đạo cùng võ đạo nên là hỗ trợ lẫn nhau, tỉ như mọi người tuần chi châm cứu. Muốn luyện tốt châm pháp, đầu tiên liền phải đem bắp thịt cùng chỉ lực luyện mạnh. Chu Minh Viễn mặc dù tán đồng châm cứu nhập môn cần rèn luyện phần tay lực lượng, nhưng là đối y đạo cùng võ đạo hỗ trợ lẫn nhau câu nói này lại khịt mũi coi thường. Trình Tiểu Hồng lúc này trạng thái cuối cùng khôi phục lại, hợp thời gia nhập đề tài nói, y học Trung Quốc là rất thần kỳ, ta tò mò nhất liền là nhân thể huyệt đạo, Chu chủ nhiệm, ngài nhất định với thân thể người huyệt đạo rõ như lòng bàn tay. Chu Minh Viễn cười nhạt một tiếng. Nắm giữ huyệt đạo vị trí là y học Trung Quốc cơ sở, nếu là ngay cả huyệt đạo đều nhận không cho phép, lại thế nào đi cho người bệnh châm cứu xoa bóp. Xã hội bây giờ bên trên quá nhiều người đánh lấy y học Trung Quốc ngụy trang giả danh lừa bịp, học được chút gia lông liền tự xưng đại sư, cầm cái gọi là tổ truyền bí phương che đậy người bệnh, kiếm trác bạo lợi. Cao Tân Hoa đem chén rượu nhẹ nhàng buông xuống, nếu như đổi một cái trường hợp Chu Minh Viễn câu nói này ngược lại là không có gì mau bệnh, nhưng hôm nay Hứa Thuần Lương tại. Ra ra hắn Hứa Trường Thiện chính là Giang Châu chứ danh trung y sư, hồi xuân Đường chiêu bài chính là Hứa gia tổ truyền, ngươi Chu Minh Viễn nói như vậy liền có chút không tử tế, Cao Tân Hoa đang lo lắng có phải hay không muốn giúp lấy nói câu công đạo. Hứa Thuần Lương đã mở miệng. Chu chủ nhiệm, ta vừa vặn có một vấn đề nghĩ thỉnh giáo một chút, nhân thể hết thảy có bao nhiêu huyệt đạo?
Chu Minh Viễn cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương, "Tiểu Hứa, loại vấn đề này xem nhiều sách liền biết, nhân thể có ít huyệt đạo là 14 kinh huyệt, hết thảy 361 cái, đây là thế giới thông dụng, về phần kỳ huyệt, cổ tịch bên trên ghi chép hơn ngàn nhiều, nhưng là bởi vì không quá thường dùng, hơn phân nửa đã thất truyền." Hứa Thuần Lương nói, "Ta nghe gia gia nói, 12 kinh lạc cùng kỳ kinh bát mạch quán xuyên nhân thể từng cái huyệt vị. 12 kinh lạc bên trên sắp hàng huyệt vị, gọi chung là chính huyệt, tổng cộng 365 chỗ, tăng thêm kỳ kinh bát mạch bên trên huyệt vị, tổng cộng có 720 cái huyệt vị, trong đó 52 cái là đơn huyệt, 309 cái là song huyệt, 50 cái là trải qua bên ngoài kỳ huyệt, 720 cái huyệt vị bên trong có 108 cái là yếu hại huyệt." Chu Minh Viễn nói, "Ta nói tới 361 cái huyệt vị là thế giới châm cứu đại hội chính thức định ra tới, cũng là thực dụng nhất huyệt vị, công năng cùng tác dụng là có kiên cố lý luận cơ sở, như lời ngươi nói những cái kia huyệt vị là dân gian thuyết pháp, chân chính có ý nghĩa cũng không ngoài hồ cái này 361 cái." Hắn đánh đáy lòng xem thường Hứa Trường Thiện loại này dân gian bác sĩ, dựa vào tổ tiên truyền thừa mấy cái phương thuốc, cố lộng huyền hư, giả danh lừa bịp, thế mà cũng có thể bị người thành vì đại sư. Chu chủ nhiệm nhận ra mấy cái. Trước mặt nhiều người như vậy hỏi Chu Minh Viễn vấn đề này rõ ràng mang theo ý khiêu khích. Chu Minh Viễn nói, cái này 361 cái huyệt vị ta tự nhiên là hoàn toàn nắm giữ. Hứa Thuần Lương nói, gia gia của ta thường nói, nếu như đem thân thể người so sánh vũ trụ, cái này từng cái huyệt đạo liền giống với trong vũ trụ sao trời, mỗi một ngôi sao đều có nó tồn tại đạo lý, cho dù là cuối cùng cả đời cũng vô pháp hoàn toàn nắm giữ toàn bộ. Chu chủ nhiệm tại tự tin phương diện muốn so lão nhân gia ông ta mạnh lên quá nhiều, có cơ hội ta nhất định hướng Chu chủ nhiệm nhiều hơn lĩnh giáo. Cao Tân Hoa có chút muốn cười, Hứa Thuần Lương rõ ràng đang giáo huấn Chu Minh Viễn, câu nói này tràn đầy không phục, nghe con mới đẻ không sợ cọp, hắn càng ngày càng thích tiểu tử này, kỳ quái, đi qua làm sao không có phát hiện trên người hắn có nhiều như vậy điểm nhấp nháy. Triệu Vĩnh Thắng cũng phát giác được bầu không khí không đúng, nâng chén nói, uống rượu không trò chuyện nghiệp vụ. Tiểu Hứa thật sự là cố gắng hiếu học, về sau có thể chuyên môn đi trung y khoa thỉnh giáo Chu chủ nhiệm. Chu chủ nhiệm thế nhưng là chúng ta Đông Châu Viện Y học khách tọa giáo sư, Đông Châu thị trung y quyền uy, thích nhất dìu dắt người mới. Chu Minh Viễn đã không cách nào che giấu trong lòng không vui, lạnh nhạt nói, Tiểu Hứa ra học uyên thâm, hồi xuân đường Hứa lão tiên sinh là Giang Châu danh y, ta nhưng đảm đương không nổi dậy hư học sinh sai lầm. Hứa Thuần Lương cười nói, Chu chủ nhiệm quá lo lắng. Ta còn có thể phân rõ không phải là đúng sai. Tất cả mọi người đã nhìn ra, hai người này không hợp nhau. Chu Minh Viễn không muốn cùng một cái hàng tiểu bối nhiều trò chuyện, nếu thật là tranh chấp ngược lại kéo xuống mình, giơ ly rượu lên nói, Cao Viện, ta mời ngài, bài của ngươi kỹ đã lô hỏa thuần thanh, hôm nay đem ta đều cho nổ phủ. Cao Tân Hoa cười ha ha, ta trình độ chơi bài không được, toàn bộ nhờ vận may. Ngay trước mặt mọi người cũng không thể công khai biểu lộ đối Chu Minh Viễn bất mãn, cùng hắn đụng đụng chén uống một hơi cạn sạch. Đường Minh Mị hướng Hứa Thuần Lương nói, Tiểu Hứa, chúng ta uống một chén. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian đứng dậy, Đường Minh Mị hướng hắn vẫy vẫy tay nói, ngồi xuống, chúng ta Đông Châu quy củ đứng đấy uống rượu không tính. Hứa Thuần Lương nói, Đường y tá trưởng, ta mời ngài. Đường Minh Mị cười khanh khách nói, cũng không phải tại bệnh viện, đừng xưng hô như vậy. Ta so ngươi cũng không lớn hơn mấy tuổi, ngươi gọi ta Đường tỷ là được. Cao Tân Hoa trong lòng tự nhủ ngươi tuổi đời này đều đủ cho người ta làm mẹ, bất quá cùng một cái đơn vị xưng hô như vậy cũng không có tâm bệnh, Đường Minh Mị vẫn luôn là Trường Hưng bệnh viện nổi danh nhân vật, nhớ kỹ nàng lúc còn trẻ, mỗi lần khám gấp trực ban, đều có một đám trên xã hội thanh niên tới trích truyền dịch, vì thu hoạch được mỹ nhân yêu ái, lúc ấy trên xã hội hai nhóm người cũng bởi vì tranh giành tình nhân tại bệnh viện ra tay đánh nhau. Nháo đến cảnh sát xuất động. Hồng nhan họa thủy A, Cao Tân Hoa thầm than, chỉ là Đường Minh Mị vận khí nhưng không hề tốt đẹp gì, gặp người không quen, chồng trước mặc dù là giáo sư đại học, nhưng trời sinh tính đa nghi, mà lại có bạo lực khuynh hướng, đã từng nhiều lần bạo lực gia đình Đường Minh Mị, về sau hai người ly hôn, nữ nhi duy nhất phán cho nhà trai. Đường Minh Mị ly hôn sau không phải là cũng không ít, trong bệnh viện có không ít người có ý đồ với nàng, cũng truyền ra qua không ít chuyện xấu. Bất quá Đường Minh Mị cái này nhân tạo làm năng lực rất mạnh, đối nhân xử thế rất có một bộ, cấp lãnh đạo đã nội bộ đã định, Đường Minh Mị chẳng mấy chốc sẽ trở thành Trường Hưng bệnh viện hộ lý bộ chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Đường tỷ, đi vào bên người nàng bồi tiếp nàng uống chén rượu, lại cho nàng rót đầy, uống rượu liền muốn hảo sự thành xong.
Đường Minh Mị uống rượu về sau, Hà Sinh song má lúm đồng tiền, càng lộ ra quyến rũ động lòng người, ngay cả tuổi trẻ hơn 10 tuổi Trình Tiểu Hồng cũng bị nàng cho hạ thấp xuống. Đường Minh Mị nói, Tiểu Hứa có bạn gái sao? Hứa Thuần Lương ăn ngay nói thật mình trước mắt còn không có. Cao Tân Hoa nói, Tiểu Đường, đem người chung quanh ưu tú nữ hài tử giúp Tiểu Hứa giới thiệu a. Trình Tiểu Hồng cúi đầu uống vào đồ uống, kỳ thật nàng cũng không có bạn trai đâu, cũng không phải nàng đối Hứa Thuần Lương có cái gì đặc biệt ý nghĩ, mà là thảo luận dạng này một đề tài để nàng có chút xấu hổ. Đường Minh Mị cười nói, hiện tại cũng thời đại nào, người trẻ tuổi đã sớm không thể cái này, Tiểu Hứa ưu tú như vậy căn bản không cần ta giới thiệu, truy hắn nữ hài tử khẳng định không thể thiếu. Triệu Vĩnh Thắng nhìn qua nàng ý vị thâm trường nói, cũng không thể nói như vậy, hảo hán không tốt vợ a, bình thường cải trắng tốt đều bị heo cho ủi. Hắn đối Đường Minh Mị vẫn luôn có ý tưởng, nhưng Đường Minh Mị đối với hắn lại như gần như xa, càng là như thế, càng là để tâm hắn ngứa khó nhịn. Chu Minh Viễn cười nói, lão Triệu, ngươi là người già nhưng tâm không già, lời này nếu để cho đệ muội nghe được nhưng khó lường. Triệu Vĩnh Thắng nhà có hãn thê. Chu Minh Viễn đối bạn học cũ tâm tư nhất thanh nhị sở, kỳ thật hắn năm đó cũng truy cầu qua Đường Minh Mị, chỉ tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Đường Minh Mị lúc còn trẻ tâm cao khí ngạo, gia đình điều kiện hậu đãi, bên người đeo đuổi đông đảo, căn bản liền không có đem Trường Hưng ngay lúc đó thầy thuốc trẻ tuổi để vào mắt. Nhưng trước khác nay khác, từ khi Đường Minh Mị phụ thân bởi vì bệnh qua đời, nàng liền bắt đầu đi vận rủi, trải qua người giới thiệu quen biết nàng chồng trước Tùy Quang Viễn. Chưa từng nghĩ vị này Giang Châu sư phạm dạy đại học là cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, tâm tư đố kỵ cực nặng, cưới sau nhiều lần bạo lực gia đình Đường Minh Mị, kia đoạn hôn nhân cho đến hôm nay đều là Đường Minh Mị vung đi không được ác mộng. Đường Minh Mị ly hôn hậu sự nghiệp phía trên mới bắt đầu có khởi sắc, nàng là Trường Hưng bệnh viện hộ lý chuyên nghiệp cái thứ nhất cầm tới bằng thạc sĩ người, chịu khổ nhọc, làm gương tốt, năng lực làm việc tại Trường Hưng bệnh viện tiếng lành đồn xa. Tháng sau nguyên hộ lý bộ chủ nhiệm về hưu, viện lãnh đạo trải qua thảo luận quyết định từ Đường Minh Mị kế nhiệm hộ lý bộ chức chủ nhiệm, cũng đã tìm nàng từng đàm thoại. Triệu Vĩnh Thắng cùng Chu Minh Viễn tương ái tương sát rất nhiều năm, năm đó ở truy cầu Đường Minh Mị thời điểm, hai người lẫn nhau tướng đối phương coi là tình địch, kết quả hai người đều không thể ôm mỹ nhân về, thường xuyên cầm việc này tự diễu. Đừng nhìn Triệu Vĩnh Thắng gia đình bây giờ sự nghiệp cũng không tệ, nhưng hắn cũng không biết đủ, mỗi lần nhìn thấy Đường Minh Mị, một trái tim liền ngo ngoe muốn động. Hắn cho rằng lúc trước Đường Minh Mị sở dĩ cự tuyệt mình, là bởi vì hắn xuất thân nông thôn, gia đình điều kiện quá kém. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn là Trường Hưng Bệnh viện Thần Kinh Nội khoa chủ nhiệm y sư, thu nhập cũng phi thường khả quan, tại Đường Minh Mị trước mặt hắn cũng không có đi qua phức cảm tự ti, lấy thân phận trước mắt của hắn cùng địa vị, chủ động ôm ấp yêu thương mỹ nữ trẻ tuổi cũng không ít, nhưng trong lòng của hắn nhất nhớ thương đến vẫn là Đường Minh Mị. Hắn thậm chí cho rằng chỉ có chinh phục Đường Minh Mị đây mới thực sự là thành công. Đường Minh Mị là cái cực kỳ thông minh nữ nhân, đối Triệu Vĩnh Thắng ý nghĩ nhất thanh nhị sở, đừng nhìn Triệu Vĩnh Thắng đã trở thành thần kinh khoa chủ nhiệm, ở biệt thự, mở ra xe sang trọng, mặc hàng hiệu, nhưng loại kia dung nhập trong máu dung tục khí chất không cách nào cải biến. Đường Minh Mị cũng không có xem thường hắn xuất thân ý tứ, nàng xem thường phải là Triệu Vĩnh Thắng tâm thái cùng cách cục, mặc dù hắn kiệt lực ẩn tàng. Vẫn từ mỗi cái lỗ chân lông tản mát ra tiểu nhân đắc chí bẩn thỉu khí tức. Càng làm cho Đường Minh Mị không cách nào dễ dàng tha thứ phải là, dạng này người còn muốn thông qua chinh phục mình chứng minh hắn tồn tại cùng thành công. Bất quá Đường Minh Mị chỗ cao minh ở chỗ nàng có thể rất tốt che giấu tâm tình của mình, cho dù là đối diện một cái mình chán ghét người, vẫn có thể toát ra để cho người ta như Mộc Xuân Phong mỉm cười. Đường Minh Mị xảo diệu tướng chủ đề từ trên người chính mình rời ra chỗ khác, Chu chủ nhiệm. Tiểu thuyết võ hiệp bên trong điểm huyệt đều là thật sao? Chu Minh Viễn nói, tiểu thuyết võ hiệp đều là thêu dệt vô cớ, điểm huyệt nào có thần kỳ như vậy? Trình Tiểu Hồng cũng hỏi, Chu chủ nhiệm, á huyệt, mềm ma huyệt, cười eo huyệt những này huyệt đạo đều có sao? Chu Minh Viễn nói, đều là những cái kia tiểu thuyết võ hiệp tác gia nghệ thuật gia công, không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ. Hắn cố ý nhìn Hứa Thuần Lương một chút, tiểu Hứa sư xuất danh môn, các ngươi hỏi hắn. Hắn tướng bóng ra đá cho Hứa Thuần Lương, trong lòng còn có làm khó dễ ý tứ. Hứa Thuần Lương hướng Trình Tiểu Hồng cười cười nói, những sự tình này khả năng vượt ra khỏi ngươi nhận biết phạm trù, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại. Tất cả mọi người nghe ra câu nói này nhưng thật ra là hướng về phía Chu Minh Viễn nói. Chu Minh Viễn không vui nói, Tiểu Hứa, xem ra ngươi là điểm huyệt cao thủ. Hứa Thuần Lương nói, ta
ta từ nhỏ đã đi theo gia gia bên người học tập nhận mạch điểm huyệt, coi như nhắm mắt lại ta cũng có thể tìm tới vị trí cụ thể. Về phần á huyệt, mềm ma huyệt, cười eo huyệt tất cả đều chân thực tồn tại, mà lại không chỉ một chỗ. Chu Minh Viễn âm thầm cười lạnh, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, cái gọi là á huyệt bình thường chỉ phải là huyệt ách môn, nhưng cũng không phải là điểm trúng huyệt đạo liền không cách nào phát ra tiếng, hắn chính muốn nhân cơ hội làm khó dễ trở xuống Hứa Thuần Lương. Sớm đã phát giác bầu không khí không đúng, Cao Hứng Hoa kịp thời mở miệng nói, đều nói uống rượu không nói nghiệp vụ, tại sao lại trò chuyện. Chu Văn Bân tranh thủ thời gian phụ họa nói, đúng đấy, tiểu Hứa, ngươi còn trẻ, về sau phải hướng Chu chủ nhiệm nhiều hơn học tập. Mặc dù thời gian chung đụng không lâu, đã hiểu rõ đến tiểu tử này kiệt ngạo bất tuần. Đường Minh Mị cười nói, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, về sau Trường Hưng là thuộc về người tuổi trẻ. Triệu Vĩnh Thắng cười ha ha, nói hay lắm, tiểu Đường, hai ta uống một chén, ta nhớ được ngươi so ta sớm công việc một năm, ta cái này sóng sau kính ngươi một chén. Đường Minh Mị lập tức liền nghe được hắn ý ở ngoài lời, Triệu Vĩnh Thắng tại trên miệng chiếm mình tiện nghi đâu, nghĩ đẩy ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách, nàng cười nói, người ta tiểu Hứa mới thật sự là sóng sau, ngươi cũng đừng dưa leo giả soát Lục Sơn giả bộ nai tơ. Triệu Vĩnh Thắng hướng Chu Minh Viễn nói, nhìn xem, Đường y tá trưởng chướng mắt ta căn này dưa leo giả. Đám người nở nụ cười, Trình Tiểu Hồng chỉ coi mình không nghe thấy, Triệu Vĩnh Thắng ngay trước mình đùa kiểu này có chút quá mức điểm, bất quá nàng cũng biết, trong bệnh viện có không ít người liền thích tại rượu trên trận nói loại lời này, tự cho là rất khôi hài hài hước. Kỳ thật đặc biệt sung tục, thậm chí có chút hạ lưu. Triệu Vĩnh Thắng người này y thuật không tệ, phòng quản lý trình độ cũng rất cao, nhưng là phẩm hạnh phương diện không dám lấy lòng. Đường Minh Mị quan sát nhập vi, phát giác được Trình Tiểu Hồng xấu hổ, chủ động đưa ra đi toilet, kêu lên Trình Tiểu Hồng cùng một chỗ. Hai người trở về thời điểm, trên đường gặp một vị người quen, y dược đại biểu Bùi Lâm, Đường Minh Mị đối nàng hết sức quen thuộc, đừng nhìn Bùi Lâm vẫn chưa tới 30 tuổi. Nhưng là nghiệp vụ làm được phong sinh thủy khởi. Bùi Lâm cùng thần kinh nội khoa quan hệ đặc biệt mật thiết, đêm nay Triệu Vĩnh Thắng an bài bữa cơm này phía sau chính là từ nàng tính tiền, Mân Nam Hải Tươi Thành là Bùi Lâm thường tới địa phương, bình thường nghiệp vụ cơ bản đều an bài ở chỗ này, chủ động cùng Đường Minh Mị lên tiếng chào, giả ra đối bọn hắn đến hoàn toàn không biết gì cả, để Đường Minh Mị chuyển cáo Triệu Vĩnh Thắng, mình đợi lát nữa đi qua cho các vị lãnh đạo mời rượu. Trình Tiểu Hồng xử lý hành chính công việc, bình thường rất ít cùng thuốc con buôn liên hệ, hỏi qua Đường Minh Mị mới biết được Bùi Lâm thân phận. Hai người trở về vừa mới ngồi xuống, Bùi Lâm đã đến. Triệu Vĩnh Thắng nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói, Bùi Tổng cũng ở nơi đây ăn cơm à. Bùi Lâm xinh đẹp cười nói, gia đình liên hoan, nghe nói các vị lãnh đạo cũng ở nơi đây, không đến mời rượu có sai lầm lễ tiết, nhưng tới mời rượu lại quấy rầy các ngươi nhã hứng, Cao viện trưởng, ngài tuyệt đối đừng trách tội ta à. Cao Tân Hoa mặc dù phân công quản lý hậu cần, nhưng hắn cũng là biết Bùi Lâm kỳ nhân, nữ nhân này rất có một bộ, cùng Trường Hưng bệnh viện từ trên xuống dưới quan hệ đều rất quen, hắn nhìn quen sóng gió, trên đời nào có nhiều như vậy trùng hợp sự tình, hơi chút suy nghĩ liền đoán được đêm nay chân chính bỏ tiền mời khách người là Bùi Lâm, quay chung quanh Bùi Lâm tin đồn không ít, trong nội viện liền tiếp vào qua báo cáo, nói nàng cùng Triệu Vĩnh Thắng quan hệ mập mờ, bất quá chuyện này cha không chứng minh thực tế. Về sau cũng liền không giải quyết được gì. Bùi Lâm xuất hiện để Triệu Vĩnh Thắng có chút khó chịu, hắn thấy Bùi Lâm căn bản không cần thiết tới đây soát tồn tại cảm. Mấy năm này, Bùi Lâm thông qua mình kiếm không ít, để nàng an bài ăn cơm còn không là chuyện đương nhiên. Bùi Lâm đi trước kính Cao Tân Hoa hai chén rượu, sau đó lại kính Chu Văn Bân, ngoại trừ Trình Tiểu Hồng cùng Hứa Thuần Lương bên ngoài, người ở chỗ này nàng đều biết. Triệu Văn Bân giúp nàng giới thiệu một chút, Trình Tiểu Hồng không uống rượu. Bùi Lâm cũng liền lấy trà thay rượu, cuối cùng kính đến Hứa Thuần Lương nơi này. Đường Minh Mị cố ý tới một câu, Bùi Lâm, ta nhớ được ngươi lần trước còn nói để ta giúp ngươi giới thiệu đối tượng đâu, ngươi nhìn tiểu Hứa thế nào? Triệu Vĩnh Thắng sửng sốt một chút, lập tức liền minh bạch Đường Minh Mị là cố ý nói cho mình nghe được, kỳ thật hắn cùng Bùi Lâm quan hệ mặc dù rất gần, nhưng là không có vượt rào sự tình, Triệu Vĩnh Thắng không phải không rõ ràng người, Bùi Lâm lấy tốt chính mình đơn giản là vì dược phẩm tiêu thụ. Mình cũng có thể từ đó kiếm lời, dạng này lợi ích quan hệ không thể tùy tiện đánh vỡ, một khi đánh vỡ, hậu quả khó mà lường được. Bùi Lâm dù sao ở trong xã hội lịch luyện nhiều năm, ứng phó loại tràng diện này thành thạo điêu luyện, cười nói, Đường tỷ, ta để ngươi hỗ trợ giới thiệu đối tượng đều 2 năm trước sự tình, hiện tại ta sắp kết hôn rồi, như thế anh Tuấn nhỏ Hứa chủ nhiệm,
ngươi làm sao không còn sớm giới thiệu cho ta biết, ta hiện tại xem như hiểu được cái gì gọi là hận không gặp lại chưa gả lúc. Hứa Thuần Lương cười biểu thị mình năm nay vừa tới. Bùi Lâm mặc dù cũng rất xinh đẹp, nhưng còn chưa đủ lấy đả động Hứa Thuần Lương, hắn duyệt vô số người, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Lâm, đã từ hai tròng mắt của nàng chỗ sâu bắt được ẩn tàng dã tâm cùng tham lam, hắn không thích quá tính toán nữ nhân. Tất cả mọi người nở nụ cười, Cao Tân Hoa phát hiện Hứa Thuần Lương cực kỳ hào phóng, tại loại tình huống này thản nhiên chỗ chi, thật không giống như là vừa ra sân trường học sinh cấp 3, chợt nhớ tới tiểu tử này đã hơn 20 tuổi, cũng không phải phổ thông học sinh cấp 3. Bùi Lâm cùng Hứa Thuần Lương cũng uống hai chén, bắt đầu chia phát danh thiếp của mình, sau đó ghi lại mỗi người phương thức liên lạc. Triệu Vĩnh Thắng nâng chung trà lên yên lặng thưởng thức trà, trong lòng thầm nghĩ, Bùi Lâm mục đích chủ yếu vẫn là Cao Tân Hoa, nàng là muốn lợi dụng cơ hội này cùng Cao Tân Hoa cùng một tuyến. Triệu Vĩnh Thắng có chút kỳ quái, Cao Tân Hoa chỉ là phụ trách hậu cần phó viện trưởng, lại không chịu trách nhiệm dược phẩm mua sắm, Bùi Lâm tiếp cận hắn làm gì? Lấy hắn hiện tại chức quyền phạm vi giống như cũng không có thể cho Bùi Lâm quá lớn trợ giúp. Triệu Vĩnh Thắng nghĩ đến sắp rời chức viện trưởng Cố Hậu Nghĩa, ai có khả năng nhất tiếp Cố Hậu Nghĩa ban? Xuân Giang Thủy Ấm Việt Tiên Tri, hẳn là Bùi Lâm đã được đến tương quan tin tức. Nhưng Cao Tân Hoa là bộ đội chuyển nghề tới chỗ, lý lịch của hắn quyết định hắn không có khả năng gánh Cương Trường Hưng người đứng đầu, Triệu Vĩnh Thắng rơi vào trầm tư. Bùi Lâm ngây người hơn 10 phút cáo từ rời đi. Nàng đã được đến Cao Tân Hoa phương thức liên lạc, đạt đến mục đích của mình. Triệu Vĩnh Thắng hoài nghi là chính xác, Bùi Lâm nguyên bản không chuẩn bị tới mời rượu, nàng liền là hướng về phía Cao Tân Hoa tới. Cố Hậu Nghĩa bởi vì tuổi tác nguyên nhân sang năm hơn nửa năm liền sẽ rời đi, rất nhiều người đều đang chăm chú ai sẽ tới thay thế Cố Hậu Nghĩa, hiện tại truyền đi thịnh nhất thuyết pháp chính là từ Trường Hưng bệnh viện nội bộ đề bạt một vị nào đó phó viện trưởng. Tại mọi người xem ra đây cũng là hợp lý nhất, dù sao dạng này tuyển ra cán bộ đối Trường Hưng tình trạng hiểu rõ vô cùng. Bùi Lâm lại nghe nói một cái khác tin tức, rất có thể không hàng một vị cán bộ, vị này vô cùng có khả năng không hàng đến Trường Hưng cán bộ cùng Cao Tân Hoa là trường đảng đồng học, phụ thân của hắn vẫn là Cao Tân Hoa tại bộ đội lãnh đạo, hai nhà quan hệ cá nhân rất tốt. Trường Hưng bệnh viện là Bùi Lâm nghiệp vụ đại bản doanh, bệnh viện cấp lãnh đạo thay đổi vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến nàng bản thân lợi ích. Cho nên nàng nhất định phải sớm bỏ công sức, tại chuyện này chưa có xác định trước đó đánh trước thông thượng tầng quan hệ. Trong ngoài nước thuốc mong đợi đông đảo, Trường Hưng loại này cấp 3 giáp đảng bệnh viện tất cả đều âu là y dược đại biểu trong mắt bánh trái thơm ngon, Bùi Lâm đối thủ cạnh tranh không phải số ít. Mới viện trưởng đến nhận chức, khẳng định có hắn cố định đáng tin quan hệ, Bùi Lâm cảm giác nguy cơ thậm chí vượt qua Trường Hưng chính thức nhân viên. Chu Minh Viễn cùng Bùi Lâm không có đánh qua liên hệ gì. Trung y khoa tại Trường Hưng tòa này tổng hợp trong bệnh viện lúc đầu cũng không có cái gì tồn tại cảm, thu nhập tại các phòng hạng chót, xã sẽ trở nên càng ngày càng hiện thực, thu nhập thấp liền không có lời nói có trọng lượng. Cao Tân Hoa lúc trước muốn đem Hứa Thuần Lương nhét vào Trung y khoa, là Chu Minh Viễn đỉnh lấy áp lực hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, đồng dạng đều là chủ nhiệm y sư, Chu Minh Viễn ngoại trừ tiền lương chính là điểm này đáng thương tích hiệu, thu nhập cùng bạn học cũ Triệu Vĩnh Thắng không cách nào đánh đồng. Bây giờ Triệu Vĩnh Thắng đã ở lại Liên Hợp biệt thự, phòng ở một bộ mua, ô tô cũng là một cỗ nổi, hiện tại tọa giá là BMW X3, mình ở duy nhất phòng ở, cao tầng 3 thất 2 sảnh, xe vẫn là 8 năm trước mua sắm Passat. Chu Minh Viễn đêm nay cũng không hài lòng, chẳng những bị Cao Tân Hoa châm chọc khiêu khích, còn muốn đối diện hàng tiểu bối khiêu chiến, hắn lấy cớ nhi tử lớp 12, muốn về sớm một chút phụ đạo, cái thứ nhất xin phép nghỉ rời sân. Cao Tân Hoa vốn đang dự định lại đánh một ván bài, Chu Minh Viễn rời sân để hắn lập tức mất hết cả hứng. Cao Tân Hoa nói mình ngày mai muốn đi kinh thành họp, hôm nay đến về sớm một chút thu thập hành lý, đề nghị tiệc tối như vậy kết thúc. Cao Tân Hoa nói như vậy, tiệc rượu tự nhiên là tản, Triệu Vĩnh Thắng mặc dù luôn mồm là đáp tạ y tế chỗ, nhưng chân chính chủ khách vẫn là Cao Tân Hoa. Chu Văn Bân chủ động đưa ra để Trình Tiểu Hồng đưa Cao Tân Hoa trở về, Cao Tân Hoa khoát tay áo. Biểu thị nhà mình liền ở không xa, sau bữa ăn tản bộ đi trở về đi, Chu Văn Bân lúc này mới ý thức được Triệu Vĩnh Thắng suy tính được phi thường chu đáo, ngay cả mời khách địa phương đều chọn lựa Cao Tân Hoa nhà phụ cận, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, làm nửa ngày chủ khách vẫn là Cao Tân Hoa, cái gì đáp tạ y tế chỗ căn bản chính là cái cớ thôi. Đám người trước đưa mắt nhìn Cao Tân Hoa rời đi, Triệu Vĩnh Thắng kêu trở dùm, Đường Minh Mị đến thời điểm dựng hắn đi nhờ xe. Bây giờ lại biểu thị muốn cùng Trình Tiểu Hồng cùng đường. Rõ ràng là muốn cùng Triệu Vĩnh Thắng phân rõ giới hạn ý tứ, Triệu Vĩnh Thắng đã có 3 phần say,
không bài trừ hắn mượn chính choáng đối tự mình động thủ động cước khả năng, Đường Minh Mị mới sẽ không cho hắn cơ hội này. Mấy người tại cửa ra vào tạm biệt, Trình Tiểu Hồng một mình đi lấy xe, đi đến trước xe, đối diện đột nhiên đèn xe sáng lên, hai đạo tuyết ánh sáng trắng trụ chiếu vào trên mặt nàng, Trình Tiểu Hồng đưa tay che mắt, đối phương rất không lễ phép, cố ý dùng xa chỉ riêng đèn chiếu nàng. Trình Tiểu Hồng nhận ra là tới ăn cơm trên đường gặp phải Audi Q7, nàng không muốn đem mâu thuẫn kích thích, quay người đi hướng xe của mình, không nghĩ tới đối phương lái xe trực tiếp hướng nàng lao đến. Trình Tiểu Hồng giật nảy mình, sợ hãi bên trong dưới chân một uy, thân thể mất đi cân bằng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Q7 lái xe kịp thời dẫm ở phanh lại, đầu xe khoảng cách Trình Tiểu Hồng còn có cách xa hơn 1 mét, mặc dù như thế cũng đem Trình Tiểu Hồng dọa đến hét dầm lên. Trong xe Audi lộ ra một viên giữ lại bản thốn to lớn đầu to, mặt mũi tràn đầy dữ tợn lái xe hướng về phía Trình Tiểu Hồng hét lớn, người mẹ nó mù. Muốn tự sát đi nhảy lầu A. Đứng tại cửa ra vào nói chuyện trời đất đồng sự nghe được tiếng thét chói tai của nàng nhao nhao chạy tới, Đường Minh Mị tiến lên đỡ dậy Trình Tiểu Hồng. Trình Tiểu Hồng cái này một phát rơi cũng không nặng, chỉ là té ngã lúc trên cánh tay nát phá một lớp da. Chu Minh Viễn chỉ vào chiếc xe kia cả giận nói, ngươi làm sao lái xe? Q74 quạt gió cửa đồng thời mở ra, từ trong xe ra 5 đầu tráng hán, từng cái nghiêu cao mã đại, bình quân thân cao đều phải tại 1m8 số không trở lên, hơn phân nửa uống hết đi rượu, mang trên mặt chánh choáng. Chu Minh Viễn nhìn thấy chiến trận này lập tức sinh lòng khiếp ý, tú tài gặp có lý không nói được, hắn là bác sĩ cũng không phải võ lâm cao thủ. Chu Văn Bân cùng Triệu Vĩnh Thắng cũng đến đây, Triệu Vĩnh Thắng uống một chút rượu, hôm nay lại là hắn làm chủ, ngay trước Đường Minh Mị bột nhiều ít còn biểu hiện ra một chút dũng khí, chỉ vào đối phương nói, các ngươi tình huống như thế nào a? Lái xe tên kia đại hán nói, chúng ta cũng không rõ ràng tình huống như thế nào a, nàng đột nhiên liền xông lên, ta còn tưởng rằng là người giả bị đụng đây này. Làm sao nói đâu, Đường Minh Mị đỡ dậy Trình Tiểu Hồng. Trình Tiểu Hồng cũng bị đối phương sợ vỡ mật, căn cứ dàn xếp ổn thỏa thái độ nói, được rồi, là chính ta đi đường không cẩn thận. Chu Văn Bân nhận ra đối phương chiếc xe kia, mặc dù biết rõ đối phương là có chủ tâm gây chuyện, nhưng Trình Tiểu Hồng đều không truy cứu, mình cũng không cần thiết tướng sự tình làm lớn chuyện, mà lại đối phương đám người này xem xét cũng không phải là hiền lành gì, mâu thuẫn kích thích bọn hắn bên này khẳng định phải ăn thiệt thòi. Đường Minh Mị không buông tha nói, cái gì gọi là tính toán? Đem người dọa thành cái dạng này ngay cả câu có lỗi với cũng sẽ không nói sao. Tên kia đại hán cười nói, đúng vậy, thật xin lỗi. Triệu Vĩnh Thắng cảm thấy Trình Tiểu Hồng bị thương không nặng, đối phương cũng đã nói thật xin lỗi, cũng không muốn làm nhiều dây dưa, đưa ra nếu không còn chuyện gì, mọi người riêng phần mình rời đi. Trình Tiểu Hồng mặc dù ủy khuất, nhưng nàng cũng không dám lộ ra. Ngay tại mọi người chuẩn bị mỗi người lên xe của mình rời đi thời điểm, Hứa Thuần Lương nói câu có lỗi với liền xong rồi. Nàng thụ kinh hãi như vậy dọa, các ngươi liền không cần gánh chịu điểm trách nhiệm. Mấy tên đại hán lúc đầu đã mở cửa xe, nghe được nói chuyện, lại xoay người lại. Chu Văn Bân lặng lẽ lôi kéo Hứa Thuần Lương cánh tay, ý là sự tình đã xử lý xong, để hắn đừng có lại phức tạp. Hứa Thuần Lương chậm rãi đi hướng đối phương, vừa mới trên đường tới là các ngươi mấy lần cố ý đừng chúng ta xe có đúng hay không. Lúc đầu ta đều không muốn truy cứu, hiện tại lại náo một màn này, giết người bất quá đầu chạm đất, quá mức a. Triệu Vĩnh Thắng cùng Chu Minh Viễn liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không biết tình trạng, không rõ ràng vì chuyện gì tình đều đã xử lý xong, Hứa Thuần Lương vì sao lại muốn ra mặt. Đường Minh Mị cũng không rõ ràng tình huống, thấp giọng hỏi thăm Trình Tiểu Hồng, Trình Tiểu Hồng thút tha thút thít tướng đầu đuôi sự tình nói, Đường Minh Mị thế mới biết đối phương mới vừa rồi là cố ý hù dọa Trình Tiểu Hồng. Căn bản chính là tận lực trả thù. 5 tên đại hán hướng Hứa Thuần Lương đi đến, hiện lên hình quạt đem hắn vây ở trung tâm, lái xe trắng hắn cười tủm tỉm nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử, ngươi muốn làm sao lấy a? Chu Văn Bân phát giác được bầu không khí không đúng, mau tới trước nói, đều bớt tranh cãi, được rồi, ai đều không phải là thành tâm. Chu Minh Viễn mặc dù không thích Hứa Thuần Lương, nhưng là hiện tại cũng không thể không cùng hắn đứng tại cùng một lập trường. Tất cả mọi người không nên vọng động, chuyện gì cũng từ từ. Lái xe tráng hán đưa tay vỗ vỗ Hứa Thuần Lương, ta liền thích có đảm lượng người trẻ tuổi, tiểu tử, người muốn làm sao lấy a? Mang ta đồng sự đi bệnh viện kiểm tra, gánh chịu tất cả tiền thuốc men, ngộ công phí, tổn thất tinh thần phí. Hứa Thuần Lương dù sao tại y tế chỗ làm mấy ngày, bắt đền sáo lộ hắn đã hiểu rõ không ít.
Tráng hán kia hướng nhìn chung quanh một chút, một đám người đồng thời nở nụ cười, hắn gật đầu nói, ta cứ nói đi, chẳng những là người giả bị đụng, còn mẹ nó là lấy sứ đốt lửa. Đường Minh Mị cả giận nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, phỉ báng nhưng là muốn ngồi tù. Tráng hán nói, ta nói cứ như vậy, mấy người các ngươi cũng đi hỏi thăm một chút, tại Đông Châu, có ai dám lừa ta Đinh Tứ? Triệu Vĩnh Thắng nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn mưu cầu danh lợi hoạt động xã hội, muôn hình muôn vẻ nhân vật nhận biết không ít. Đinh Tứ người này hắn nghe tiếng đã lâu, là Đông Châu nổi danh xã hội nhân vật, lúc đầu dựa vào mở phòng trò chơi lập nghiệp, về sau bởi vì tụ chúng đánh bạc tiến vào ngục giam, sau khi ra tù làm lên điện lực công trình, nghe nói mấy năm này kiếm không ít tiền. Kỳ thật Triệu Vĩnh Thắng rất nhiều năm trước còn cùng cái này Đinh Tứ cùng uống qua rượu, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Đinh Tứ đã cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là trong lúc nhất thời không thể nhớ tới là ai, bây giờ đối phương tự giới thiệu, hắn trong nháy mắt nhớ lại. Triệu Vĩnh Thắng biết đám người này cũng không dễ chọc, mau chóng tới lôi kéo làm quen, ta cảm thấy nhìn quen mắt đâu, Đinh Tổng, ta Trường Hưng bệnh viện Triệu Vĩnh Thắng, chúng ta đi qua cùng một chỗ ăn cơm xong. Nhắc lên chuyện này hy vọng Đinh Tứ có thể cho hắn mấy phần mặt mũi. Đinh Tứ nheo mắt lại nhìn qua Triệu Vĩnh Thắng, không nhớ rõ. Triệu Vĩnh Thắng trước mặt mọi người đụng nhầm cây đinh, thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Đinh Tứ duỗi tay nắm lấy Hứa Thuần Lương cổ áo, tiểu tử, cho ta nói lời xin lỗi, hôm nay ta tha cho ngươi một cái mạng. Đường Minh Mị nói, ngươi buông tay, lại không buông tay ta báo cảnh sát. Chu Văn Bân nhìn thấy tình huống không ổn nhanh đi khách sạn gọi bảo an, Triệu Vĩnh Thắng cùng Chu Minh Viễn hai người bo bo giữ mình. Không những không dám đi lên hỗ trợ, ngược lại hướng về sau lặng lẽ lui lại mấy bước. Hứa Thuần Lương không hề sợ hãi nhìn qua Đinh Tứ nói, để cho ta xin lỗi, tốt, trừ phi ngươi quỳ xuống cho ta. Ta thao, Đinh Tứ đang muốn phát tác. Hứa Thuần Lương đã xuất thủ, tay phải vừa nhấc, như thiểm điện điểm trúng Đinh Tứ phần bụng quan nguyên huyệt, xuất thủ không nặng, nhưng là nhận huyệt rất chuẩn, Đinh Tứ cảm giác phần bụng tê dần. Chính muốn lui về phía sau, trong bụng cực huyệt lại bị Hứa Thuần Lương điểm trúng. Thân trên phảng phất trong nháy mắt cùng hạ thân tách rời, Đinh Tứ huy quyền hướng Hứa Thuần Lương bộ mặt đánh tới, Hứa Thuần Lương cúi đầu tránh thoát, tựa như linh xà từ dưới nách của hắn chui ra, đi vòng đến phía sau hắn, thẳng đến hoàn khiêu huyệt. Đinh Tứ cái mông cũng tê, Hứa Thuần Lương mũi chân đá vào hắn cong gối, đây là ủy trung huyệt. Đinh Tứ mấy đại huyệt nói liên tiếp bị phong, bịch một tiếng liền té quỵ dưới đất. Bốn tên đồng bạn đều không có làm rõ ràng tình trạng, Đinh Tứ liền quỳ xuống, bọn hắn cho rằng nhất định là Hứa Thuần Lương giở trò, gần như đồng thời hướng Hứa Thuần Lương đánh tới. Hứa Thuần Lương so động tác của bọn hắn càng nhanh, cất cao giọng nói, Chu chủ nhiệm, ngươi nhìn ta cái này công phu điểm huyệt như thế nào? Thân thể giống như linh như rắn đi xuyên qua bốn tên tráng hán ở giữa, hai tay thay nhau điểm ra, lần lượt đánh chúng bốn người huyệt đạo. Không đến nửa phút, liền đã không đánh mà thắng kết thúc chiến đấu. Hứa Thuần Lương tiếp liền xuất thủ về sau có chút thở hổn hển, trong lòng thầm than, hiện tại công lực ngay cả đi qua một thành cũng chưa tới, còn tốt đi vào một cái thái bình thịnh thế, người thọt bên trong nhổ tướng quân chính là cái đạo lý này. Năm tên đại hán huyệt đạo bị chế, tất cả đều thẳng tắp quỳ rạp xuống bãi đỗ xe bên trên, đám người này chưa hề trải qua trường hợp như vậy, đầu óc của bọn hắn đã mất đi đối tứ chi khống chế. Chu Minh Viễn trợn mắt hốc mồm, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Hắn căn bản không thể tin được, trên đời thế mà thật có điểm huyệt môn công phu này. Không có khả năng, chẳng lẽ là đám người này đang diễn giật dây. Nhưng nhìn bộ dáng lại không giống. Đinh Tứ cái nào nhận qua cái này khí, không ngừng chửi ầm lên. Hứa Thuần Lương ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn, đưa tay chọn hắn huyệt ách môn. Đinh Tứ miệng há ra hợp lại, cũng rốt cuộc không phát ra được nửa điểm thanh âm. Lúc này khách sạn thái quản lý mang theo một đám bảo an đến đây. Nhìn thấy trước mắt cục diện đều là giật nảy cả mình, Đinh Tứ đám người này đều là hết hạn tù phóng thích nhân viên, tiếng xấu bên ngoài, bọn hắn cũng không dám trêu chọc, bình thường đều là Đinh Tứ đám người này khi dễ người khác, chưa từng thấy hôm nay chật vật như vậy, thế mà thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, từng cái trên mặt biểu lộ bi phẫn không hiểu, thật sự là quá mất mặt. Là Chu Văn Bân đem bọn hắn cho kêu đến, chủ yếu là lo lắng cho mình người ăn thiệt thòi, chờ đi vào phát hiện Đinh Tứ bọn hắn đều quỳ xuống. Cũng không biết rõ đến cùng tình huống gì. Hứa Thuần Lương hướng Trình Tiểu Hồng vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới, Trình Tiểu Hồng hướng hắn khoát tay áo, nàng cũng không dám trêu chọc cái này đám ác nhân. Hứa Thuần Lương nói, xin lỗi phải có thành ý, ngươi nếu là không tới liền chứng minh ngươi không chịu tha thứ bọn hắn, liền để nhóm này cháu trai quỳ xuống sáng sớm ngày mai.
Thái quản lý tới hòa giải nói, ai u tình huống như thế nào, tứ ca ngươi mau dậy đi a. Hắn đi qua muốn đem Đinh Tứ dìu dắt đứng lên, tay còn không có đụng phải Đinh Tứ. Hứa Thuần Lương liền cảnh cáo hắn đừng lộn xộn, nếu là rơi xuống tàn tật suốt đời đó chính là hắn vấn đề. Thái quản lý giật nảy mình, tay ngừng giữa đường, tốt không xấu hổ. Đinh Tứ bị chế trụ á huyệt, hắn đồng bọn có thể nói chuyện, mấy người vừa rồi hung thần ác sát, còn muốn vây đánh Hứa Thuần Lương, ai có thể nghĩ gặp kẻ khó chơi. Đám người đều thấy được Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn giao thủ, nhưng là ai cũng không làm rõ ràng được Hứa Thuần Lương là thế nào trong thời gian ngắn như vậy đem năm tên đại hán cho đánh ngã. Chu Minh Viễn trong lòng rung động so với những người khác tới lớn hơn một chút, hắn đi qua vẫn cho rằng tiểu thuyết võ hiệp bên trong điểm huyệt là Thiên Phương Dạ Đàm, nhưng đêm nay tận mắt chứng kiến, trước đó cũng bởi vì Hứa Thuần Lương ngạo mạn mà khó chịu, bây giờ mới biết tiểu tử này quả thật người mang tuyệt kỹ, hồi xuân đường tuyệt không phải có tiếng không có miếng. Đinh Tứ mặc dù không thể nói chuyện, nhưng hắn bốn tên đồng bạn cũng không có bị Hứa Thuần Lương phong bế á huyệt, vừa mới bắt đầu còn dám hò hét, nhưng khi hắn nhóm ý thức được mình đã mất đi đối thân thể khống chế về sau, nội tâm lập tức lâm vào thật sâu sợ hãi bên trong. Một người trong đó nói, báo cảnh, Thái quản lý, giúp chúng ta báo cảnh. Hứa Thuần Lương khinh thường cười nói, không bằng ta giúp các ngươi báo cảnh đi, 110 vẫn là 119, ai biết giải huyệt về cái nào bộ môn. Thái quản lý nhìn quen tràng diện, biết chuyện này coi như đem cảnh sát gọi tới cũng không tốt giải quyết, nghe đối thoại của bọn họ, giống như năm người này bị chế trụ huyệt đạo, trong tiểu thuyết hắn nhìn qua, trong hiện thực thật chẳng lẽ có chút huyệt chuyện này. Thái quản lý nhận biết Triệu Vĩnh Thắng, biết cái này đám khách nhân đều là Trường Hưng Bệnh Viện, hắn hướng Triệu Vĩnh Thắng cười nói, Triệu chủ nhiệm, tình huống như thế nào đây là, đều là đến chỗ của ta ăn cơm, oan gia nên giải không nên kết, ngài nhìn chuyện này. Triệu Vĩnh Thắng bản ý cũng không muốn sự tình làm lớn chuyện, nhưng mới rồi hắn ra mặt điều giải thời điểm bị Đinh Tứ đỗi đến mặt mũi không ánh sáng, nhìn thấy đám người này hiện tại chật vật, trong lòng âm thầm gọi tốt, hắn mới lười nhác ra mặt, cố ý đem sự tình hướng Chu Văn Bân trên thân đẩy. Hứa Thuần Lương là Chu Văn Bân binh, muốn ra mặt cũng nên là Chu Văn Bân ra mặt. Chu Văn Bân là chuyện này từ đầu tới đuôi kinh nghiệm bản thân người, Đinh Tứ đám người này quá phận, mặc dù Trình Tiểu Hồng nhấn loa không đúng. Nhưng là bọn hắn mấy lần không buông tha đường xe, đã cấu thành nguy hiểm điều khiển, vừa rồi rõ ràng là cố ý đe dọa Trình Tiểu Hồng, làm hại Trình Tiểu Hồng ngã một phát, ngay cả câu có lỗi với cũng không chịu nói, nếu như Hứa Thuần Lương không ra mặt, bọn hắn đêm nay cũng liền nén giận được rồi. Đã phe mình nắm giữ quyền chủ động, mình thì càng không cần thiết giúp ngoại nhân nói. Đường Minh Mị nói, các ngươi không phải mới vừa rất uy phong sao. Năm cái đại lão ra, khi dễ người ta một cái tiểu cô nương. Không biết e lệ a. Hứa Thuần Lương đối Đường Minh Mị lau mắt mà nhìn, đêm nay phát sinh xung đột về sau, cũng chỉ có nàng dám đứng ra bênh vực lẽ phải, trái lại mấy vị khác liền không có gan này sắc. Thái quản lý nói, tất cả mọi người cho ta một bộ mặt, nhượng bộ một bước, nếu là sự tình làm lớn chuyện kinh động đến cảnh sát tất cả mọi người phiền phức. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ ngươi có mặt mũi sao? Hắn mới không sợ phiền phức, để Thái quản lý một mực báo cảnh. Mời cảnh sát đến phân xử thử. Đường Minh Mị giúp đỡ nói, không tệ, là hẳn là báo cảnh, mấy người các ngươi đều uống rượu a. Uống rượu còn dám lái xe a? Quay đầu các loại cảnh sát tới, để bọn hắn điều giám sát nhìn xem, đến cùng tình huống như thế nào. Đinh Tứ mấy người lúc này càng phát ra sợ hãi, Đinh Tứ không có uống bao nhiêu rượu, nhưng mới rồi thật sự là hắn lái xe, cái này bãi đỗ xe khắp nơi đều là giám sát. Nếu quả thật đem cảnh sát gọi tới, bọn hắn khẳng định không chiếm được lợi ích đi. Mượn Thái quản lý một cái lá gan hắn cũng không dám đắc tội Đinh Tứ, hắn biết bàn này khách nhân là Bùi Lâm an bài, lặng lẽ đi một bên cho Bùi Lâm gọi điện thoại. Vừa vặn Bùi Lâm bên kia rượu cục không có kết thúc, tiếp vào điện thoại tranh thủ thời gian đến đây, Bùi Lâm cũng không nghĩ tới sẽ náo ra loại sự tình này, trở ngại Thái quản lý mặt mũi nàng chỉ có thể ra mặt, đem Triệu Vĩnh Thắng gọi qua một bên, để hắn hỗ trợ tướng chuyện này hóa giải. Dưới cái nhìn của nàng Đinh Tứ đám người kia không dễ chọc, không cần thiết bởi vậy kết thù kết oán. Triệu Vĩnh Thắng nhìn thấy Bùi Lâm tới, mặt mũi này hắn đến cho, thế là đi vào Hứa Thuần Lương bên người khuyên hắn không bằng chuyện lớn hóa nhỏ, không cần thiết bởi vậy chọc phiền phức, dù sao bọn hắn đều là chút xã hội đen, trêu chọc bọn hắn chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Hứa Thuần Lương nói, chuyện này ta nói không tính, Trình tỷ, ngươi cần phải đi bệnh viện kiểm tra sao? Trình Tiểu Hồng tranh thủ thời gian lắc đầu. Hứa Thuần Lương đưa tay giải khai Đinh Tứ á huyệt,
Chu Minh Viễn đứng ở một bên chú ý nhất cử nhất động của hắn, chỉ gặp Hứa Thuần Lương tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hướng Đinh Tứ trên thân đâm một cái, Đinh Tứ lập tức liền khôi phục nói chuyện năng lực. Đinh Tứ mở miệng nói chuyện câu đầu tiên chính là, ta giết chết. Mới nói ra ba chữ, huyệt đạo lại bị Hứa Thuần Lương cho che lại. Hứa Thuần Lương nói, giết chết ta, có gan, đã không chịu xin lỗi, chúng ta vẫn là đi đi, để bọn hắn tại cái này bãi đỗ xe quỳ, không cần sợ, 48 giờ sau huyệt đạo tự giải, thái quản lý, ban đêm cho bằng hữu của ngươi nhiều thêm mấy giường chăn mền, miễn cho cảm lạnh. Bùi Lâm nhìn qua Hứa Thuần Lương, vừa rồi mời rượu thời điểm thật không nghĩ tới người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy, nàng hướng Triệu Vĩnh Thắng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nghĩ hắn hỗ trợ giải quyết chuyện này. Triệu Vĩnh Thắng chuẩn bị kiên trì lại nói vài lời thời điểm. Thật xin lỗi, lại là Đinh Tứ trận doanh từ nội bộ tan rã, trong đó một vị là thật sợ hãi, mặc dù có thể nói chuyện, nhưng tay chân không cách nào động đậy, cùng tê liệt không sai biệt lắm, phiền toái hơn chính là, hắn cảm giác bàng quang áp lực như núi, lại không thể thu được tự do liền muốn tè ra quần. Hứa Thuần Lương chậc chậc khen, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Hắn hướng Trình Tiểu Hồng nói, Trình tỷ, hắn giải thích với ngươi. Người tiếp nhận sao? Trình Tiểu Hồng nhẹ gật đầu, nàng không muốn gây chuyện, nghĩ chuyện này tranh thủ thời gian kết thúc tốt nhất. Hứa Thuần Lương đi vào nói xin lỗi cái kia vị diện trước, lặp lại lần nữa, thành khẩn điểm. Thật xin lỗi, ta sai rồi. Hứa Thuần Lương đưa tay tại bộ ngực hắn đâm một cái, đối phương cảm giác ngực buông lỏng, thử nghiệm hoạt động một chút cánh tay, quả nhiên thu được tự do, trong lòng vừa mừng vừa sợ, từ dưới đất đứng lên. Kéo lấy hai đầu vừa sót vừa tê chân khập khiễng hướng khách sạn chạy tới, lại không nhường, bàng quang liền muốn nghẹn nổ. Con hàng này mở tiền lệ, mấy người khác lập tức nói theo xin lỗi, đều là người biết chuyện, liền bọn hắn 5 cái, cộng lại đều không đủ người ta một ngón tay đâm, lái xe đụng người cũng không phải bọn hắn, Đinh Tứ gây ra họa dựa vào cái gì bọn hắn giúp đỡ chia sẻ. Hứa Thuần Lương hỏi qua Trình Tiểu Hồng biểu thị thông cảm, thế là Hứa Thuần Lương giúp lấy bọn hắn từng cái giải huyệt. Cuối cùng chỉ còn lại có Đinh Tứ vẫn quỳ trên mặt đất. Thái quản lý trong lòng thầm than, người trẻ tuổi kia rốt cuộc là nhân vật nào, ngay cả Đinh Tứ đều tại trên tay hắn cắm té ngã. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nhìn qua Đinh Tứ nói, ngươi nếu là có loại trọi cứng đến cùng, ta còn thực sự bội phục ngươi là tên hán tử. Đinh Tứ khuôn mặt đỏ bừng lên, hắn thật sự là biết vậy chẳng làm a, điểm huyệt, con hàng này thế mà lại điểm huyệt, lợi hại như vậy ngươi cũng không trước đó cho ta biết một tiếng. Ta nếu là biết, ta ngay từ đầu liền đi vòng qua. Hứa Thuần Lương lần nữa giải khai huyệt câm của hắn, Đinh Tứ lần này không có mắng chửi người, Hứa Thuần Lương đem Trình Tiểu Hồng gọi đi qua, ở trên cao nhìn xuống Đinh Tứ nói, nên nói cái gì nói tự mình biết ha. Đinh Tứ rũ cục lấy đầu, đã không dám mắt nhìn thẳng bọn hắn, tiếng như mũi vằn nói tiếng xin lỗi. Trình Tiểu Hồng nói, không sao, nàng vẫn là sợ hãi, lo lắng nhóm người này về sau lại tìm phiền toái. Hứa Thuần Lương đưa tay chiếu vào Đinh Tứ trên trán liền đến một bàn tay, chưa ăn cơm à. Nói to hơn một tí, thành khẩn điểm. Đinh Tứ đầu ông đến liền lớn, chuyện này nếu là truyền đi, về sau mình còn thế nào ở trong xã hội hỗn, tiểu tử, chỉ cần ta qua hôm nay cửa này, không để yên cho ngươi. Thật xin lỗi. Trình Tiểu Hồng hướng Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, biểu thị có thể. Hứa Thuần Lương để nàng rời đi, cúi đầu nhìn qua Đinh Tứ nói. Người có phải hay không còn muốn sau đó báo thù ta à? Đinh Tứ lắc đầu, coi như nghĩ như vậy cũng không thể thừa nhận. Hứa Thuần Lương nói, đừng sợ, dũng khí đáng giá cổ vũ, bất quá ta chuyện xấu nói trước, đêm nay ta những này đồng sự, chỉ cần bởi vì ngươi hắt hơi một cái, ta để ngươi tuổi già không làm được nam nhân. Đinh Tứ dọa đến ngược lại hút miệng khí lạnh, trên thân chịu trùng điệp một kích, tay chân rốt cục một lần nữa có cảm giác, nhưng vượt dưới lại là mát lạnh. Hứa Thuần Lương phụ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, phạt một tuần ngươi không cách nào sinh hoạt vợ chồng, nghĩ một lần nữa biến thành một cái nam nhân, một tuần sau đến bệnh viện tìm ta. Hắn chẳng những muốn nhục nhã Đinh Tứ, còn muốn triệt để phá vỡ người này tự tôn, để Đinh Tứ từ đáy lòng sinh ra e ngại, giết người chu tâm, đây cũng là vì để tránh cho về sau xuất hiện phiền toái không cần thiết. Những người khác cũng không biết Hứa Thuần Lương đối Đinh Tứ nói cái gì, bất quá Đinh Tứ hẳn là thật sợ hãi, lấy được tự do về sau. Một câu ngoan thoại đều không dám nói, cùng đồng bạn của hắn xám xịt rời đi, thậm chí ngay cả xe của bọn hắn đều không có lái đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tầng 16, Hứa Trường Thiện nằm trên ghế, một tay bưng ấm tử sa,
con mắt nửa mở nửa khép. Hứa Thuần Lương ngồi ở một bên, một tấm ván gỗ hoành đưa tại trên đùi, phía trên nệm bông thập phương, lại hướng lên là một chồng giấy bản, hắn ngay tại dựa theo ra ra chỉ điểm luyện tập chỉ cảm giác, nắm giữ cây kim thông qua từng tầng giấy bản nhỏ xíu đột phá cảm giác. Chỉ cảm giác cũng xưng là luyện thần, là châm cứu bên trong cửa ải khó khăn nhất, cũng là kim châm cứu nơi mấu chốt, sai một ly đi nghìn dặm, có thể nói chỉ cảm giác quyết định hành châm người tiêu chuẩn. Luyện tập chỉ cảm giác một trong mấu chốt ở chỗ cánh tay treo, phần tay cùng khuỷu tay không thể có dựa vào, Hứa Trường Thiện để Hứa Thuần Lương luyện tập từ nhỏ thư pháp, mục đích đúng là một ngày kia vì hắn học tập châm pháp làm chuẩn bị. Để Hứa Trường Thiện kinh hỉ phải là, vẻn vẹn luyện tập một tuần, tiểu tử này liền đã đạt đến cây kim mở to mắt tình trạng, chỉ cần hắn báo ra số trang, Hứa Thuần Lương liền có thể chính xác tướng cây kim đâm vào chỉ định địa phương, cho dù là mình lúc còn trẻ, cũng không có hắn ngộ tính như vậy, Hứa Trường Thiện càng phát ra nhận định Tôn Nhi là trời sinh học y vật liệu. Đối Hứa Thuần Lương mà nói, dạng này luyện tập chẳng qua là làm dáng một chút thôi, đừng nói là giấy bản, coi như cho hắn một khối mở ra phân tầng đậu hũ non, hắn đồng dạng có thể chính xác khống chế đâm vào chiều sâu. Cầm châm chi đạo, muốn bưng lấy chính, an lấy tính. Lão gia tử nhấp một ngụm trà, chậm rãi đạo, một bên radio bên trong lấy hắn thích nghe đàn tứ kịch, thanh âm mở rất lớn, đây là hắn tận lực gây nên, chính là muốn huấn luyện Hứa Thuần Lương chuyên chú lực, muốn trở thành ưu tú thầy thuốc nhất định phải yên tĩnh lấy tâm, chủ định một thần. Hứa Thuần Lương giả ra khiêm tốn thụ giáo dáng vẻ, kỳ thật lão gia tử dạy cho hắn những này y thuật hắn thấy vẻn vẹn nhập môn thôi, cũng không thể nói là toàn chỗ vô dụng, chỉ ít thông qua lão gia tử tự thân dạy dỗ, để hắn hiểu được y học Trung Quốc chi thuật trải qua nhiều năm như vậy phát triển không những không thể lấy được tiến bộ, ngược lại không nhiều bằng lúc trước. Hứa Trường Thiện đối tiến bộ của hắn phi thường vui mừng, mặc dù Hứa Thuần Lương cất bước muộn, nhưng dựa vào hơn người ngộ tính, lại thêm mình dốc lòng dạy bảo, tin tưởng đợi một thời gian tất có thể trò giỏi hơn thầy, lão gia tử cũng không biết, Hứa Thuần Lương y thuật không biết cao hơn hắn mình gấp bao nhiêu lần. Hứa Thuần Lương học y mục đích là vì cho mình một thân bản lĩnh một hợp lý lấy cớ, kỳ thật chủ yếu chính là mông lão gia tử, vô luận y thuật của hắn như thế nào cao minh, ngoại nhân đều sẽ cho rằng hắn là gia học uyên thâm, chỉ có lão gia tử biết hắn vừa mới bắt đầu học y. So sánh trị bệnh cứu người mà nói, Hứa Thuần Lương càng ưa thích hạ độc, thông qua dùng độc có thể khiêu chiến cường đại hơn mình mấy lần thậm chí mấy chục lần đối thủ, loại kia vượt cấp khiêu chiến cảm giác thành tựu là khó mà hình dung. Ngũ độc giáo tướng rắn, con rết, bọ cạp, nhện, con cóc xưng là ngũ đại thánh vật, ngũ độc giáo am hiểu khu ngự độc trùng, tại chính phái nhân sĩ trong mắt, ngũ độc giáo chính là thiên hạ đệ nhất tà ác giáo hội, thậm chí hô lên tà ma ngoại đạo, người người có thể tru diệt khẩu hiệu. Chân chính dẫn đến Hứa Thuần Lương xưng vì thiên hạ công địch lại là một bản bí tịch, nếu không phải hắn đạt được thông thiên bảo điển tin tức tiết lộ ra ngoài, ngũ độc giáo cũng sẽ không rơi xuống bị chín đại tông môn hợp nhau tấn công hoàn cảnh. Nghĩ gì thế, Hứa Trường Thiện phát giác được hắn chính đang thất thần. Hứa Thuần Lương cười nói, không có suy nghĩ gì, ra ra, ta tại trên giá sách phát hiện một bản cổ tịch, nội dung phía trên ta xem không hiểu. Hứa Thuần Lương cố ý xuất ra một quyển sách đưa cho ra ra. Hứa Trường Thiện tiếp tới, đây là một bản hình đường thẳng sách, trang giấy ố vàng, dựng thẳng thể chữ bản chép tay, chính là hắn tổ tông truyền thừa, hồi Xuân Đường có không ít tương tự tàng thư, đều là năm đó tiền bối truyền đến hôm nay, ở trong đó có Hứa Trường Thiện có thể xem hiểu, còn có thật nhiều hắn cũng lĩnh ngộ không được ý tứ trong đó. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn cái này vốn là, Hứa Trường Thiện nhìn trong chốc lát, thở dài nói, ngươi tằng tổ phụ qua đời quá sớm, y thuật của hắn ta chưa thể toàn bộ học được. Thật sự là hổ thẹn a. Kỳ thật y học Trung Quốc truyền thừa phương thức quá bảo thủ, nhất thường áp dụng chính là đời đời truyền lại, không cách nào cam đoan mỗi một thời đại đối nghề này đều cảm thấy hứng thú, mà lại người thiên tư khác biệt, lực lĩnh ngộ tự nhiên có chỗ khác biệt. Đương nhiên cũng có sư đồ truyền thừa, nhưng tục ngữ nói dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ bình thường đều sẽ lưu một chút bí phương chỉ truyền cho người trong nhà. Cho nên y học Trung Quốc nhiều năm như vậy lịch sử, phản thật không có nghênh đón vốn có phồn vinh, loại này truyền thừa phương thức phải bị gánh chủ yếu trách nhiệm. Liền lấy Hứa gia tới nói, Hứa Trường Thiện phụ thân chết sớm, liền có thật nhiều y thuật chưa kịp truyền cho hắn, đến Hứa Trường Thiện thế hệ này, ba vóc dáng nữ không người muốn ý học y, nếu như Hứa Thuần Lương không chịu kế thừa y bát, như vậy hồi Xuân Đường liền muốn từ đây thất truyền. Hứa Trường Thiện chưa hề nghĩ tới muốn đem y thuật của mình truyền cho ngoại nhân, y đạo bên trong có hắn loại ý nghĩ này không phải số ít. Buổi trưa, Lục Kỳ tới, hắn lần này cũng không có gì không phải a vì kê đơn thuốc,
mà là chuyên môn tìm Hứa Thuần Lương hỗ trợ. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn ăn mặc đồng phục, biết hắn chính khi làm việc, cười nói, khổ cực như vậy, thứ bảy trả hết ban. Lục Kỳ nói tháng này giảm tổng hợp sửa trị, bọn hắn đã liên tiếp 2 tuần không có nghỉ ngơi. Hứa Thuần Lương nhìn thấy hắn 2 mắt vằn vện tia máu, một mặt mỏi mệt, biết hắn gần nhất không có làm sao hảo hảo nghỉ ngơi, nếu không ngươi ngồi xuống, ta giúp ngươi đâm mấy châm, giúp ngươi an thần tỉnh não. Lục Kỳ nói, ta cảm ơn ngươi, muốn lấy ta làm vật thí nghiệm, không cửa. Hứa Thuần Lương cười cười, trong lòng tự nhủ con hàng này căn bản không biết bỏ qua cái gì, ta đường đường ngũ độc giáo chủ tớ không dễ dàng cho người khác hành châm, một châm xuống dưới bao ngươi tinh thần gấp 100 lần. Người ta không tình nguyện, hắn cũng không miễn cưỡng, cho Lục Kỳ rót chén trà. Lục Kỳ nhận lấy một giọng nói tạ ơn. Hứa Thuần Lương hỏi điện thoại mất trộm án sự tình, Lục Kỳ kỳ thật chính là vì chuyện này tới, bọn hắn trước đó cùng đi qua Thanh Long Sơn, sự thật chứng minh, Hứa Thuần Lương phán đoán là chính xác, chính là Vương Cẩm Xà nuốt vào những cái kia điện thoại. Trong khoảng thời gian này Lục Kỳ điều tra tất cả cùng phóng sinh tương quan nhân viên, nhưng là cũng không có phát hiện đầu mối mới. Đầu kia bị giết đại xà trong miệng tìm được hàng dệt sợi, thông qua xét nghiệm, phát hiện sợi bên trên nhân loại vết máu, bê hình máu, nhóm máu cùng nhân viên tương quan đều không thể xứng đôi, Thanh Long Sơn phụ cận phòng khám bệnh cùng ngày cũng không có người bởi vì bị rắn cắn tổn thương cầu y. Căn cứ vụ án này tình tiết vụ án, bắt xà nhân Phạm Á Quân điểm đáng ngờ lớn nhất, nhưng là điều tra tài khoản của hắn, cũng chưa phát hiện dị thường, hiện tại tất cả nhân viên tương quan đều đã loại bỏ hoàn tất, đã không cách nào tiếp tục điều tra đi. Bản án gặp bình cảnh. Lục Kỳ ôm thử nhìn một chút ý nghĩ tìm đến Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương nghe Lục Kỳ đem điều tra quá trình nói xong, không khỏi nở nụ cười. Lục Kỳ nói, ngươi liền đừng cười, ta cũng nhức đầu chết rồi, phu lị cả ngày thúc ta lúc đầu liền không nên ăn nàng bữa cơm kia. Ăn người ta nhu nhược. Ngươi cũng ăn à, Hứa Thuần Lương nói, nàng bữa cơm kia không phải đáp tạ chúng ta ân cứu mạng sao. Làm sao còn nhất tiễn song điêu. Người làm ăn cơm sao có thể ăn không a? À, kỳ thật coi như không ăn nàng bữa cơm kia, phá án cũng là chức trách của ta, huynh đệ, ngươi nói cái gì phải giúp ta chuyện này, cẩn thận giúp ta phân tích, vụ án này có phải hay không còn có cái khác manh mối. Hứa Thuần Lương một mực không có tướng vụ án này để ở trong lòng, dù sao không phải công tác của hắn, hơn nữa lúc trước hắn cho rằng chuyện này 89/10 cùng cái kia bắt xà nhân có quan hệ, nếu như là hắn đến tra chuyện này, tìm tới cái kia Phạm Á Quân nghiêm hình bức cung. Không lo hắn không nói thật. Nhưng là cảnh sát là phải để ý chứng cớ, mà nên lúc này đời không cho phép nghiêm hình bức cung. Hứa Thuần Lương nói, việc này không phải rõ ràng sao. Bên này phóng sinh, bên kia liền có người tiếp ứng, khẳng định là phóng sinh nhân viên bên trong một cái hoặc mấy cái có vấn đề. Nhưng chứng cứ đâu, tìm không thấy chứng cứ là không thể mù hoài nghi. Phá án giảng cứu chứng cứ, không thể bằng cảm giác làm ra phán đoán. Ngày đó chúng ta tại Thanh Long Sơn, chỉ phát hiện một đầu Vương Cẩm Xà thi thể. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác chỉ phát hiện một đầu, lúc ấy phóng sinh chính là 2 đầu, nhưng cái này lại có thể có cái gì trợ giúp. Mặt khác con rắn kia khả năng đã chết, nhưng có thể trở về dã ngoại, cho dù là tìm tới thì có ích lợi gì. Rắn lại không thể nói chuyện, không cách nào miêu tả ngay lúc đó tình tiết vụ án. Vương Cẩm Xà chính là thư hùng một đôi, chết được là rắn cái. Rắn đực chẳng biết đi đâu, kỳ thật vạn vật đều có linh tính, kia rắn đực miễn là còn sống liền nhất định sẽ tìm hung thủ báo thù. Lục Kỳ nói, nhưng cái này cùng chúng ta trước mắt bản án lại có quan hệ gì? Chúng ta cũng không biết hung thủ là ai, cũng không biết rắn đực ở nơi nào. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ngươi lần nữa nhìn thấy con rắn kia có thể nhận ra được sao? Lục Kỳ nghĩ, lắc đầu, hắn thấy Vương Cẩm Xà đều lớn lên không sai biệt lắm. Hắn có thể phân biệt đến cũng chính là lớn nhỏ khác biệt, còn phải là chênh lệch rõ ràng. Ngươi cảm thấy Phạm Á Quân có thể hay không nhận ra? Phạm Á Quân bị Lục Kỳ mời đến Thanh Long Sơn, lần này là muốn đi phóng sinh hiện trường, thực địa giảng thuật một chút cùng ngày phóng sinh tường tình. Trừ hắn ra, Hứa Thuần Lương cũng tại được mời liệt kê, Phạm Á Quân lúc đầu coi là Hứa Thuần Lương cũng là cảnh sát phá án nhân viên, nghe Lục Kỳ giới thiệu, biết người trẻ tuổi kia là bọn hắn mời tới chuyên gia. Nghe nói có thể cùng rắn tiến hành giao lưu rắn ngữ người. Phạm Á Quân 38 tuổi, vóc người trung đẳng, bề ngoài trung hậu, hắn là Đông Châu chứ danh bắt xà nhân, cũng là cục lâm nghiệp chính thức nhân viên, nhiều lần được bầu thành tiên tiến người làm việc.
Phạm Á Quân rõ ràng cảnh sát đem hắn liệt vào người hiểm nghi một trong, đối với chuyện này hắn cũng không biểu hiện ra cái gì kháng cự, phi thường phối hợp cảnh sát công việc. Cùng ngày phụ trách tiếp đãi bọn hắn vẫn là Chu Mãnh cũng bị liệt là người hiểm nghi, bị một phen điều tra, bởi vậy đối cảnh sát phá án phương thức rất có phê bình kín đáo, hắn thấy, cảnh sát hiệu suất quá thấp, mỗi bộ trên điện thoại di động đều có nhập lưới giấy phép, chỉ cần tra một chút chẳng phải rõ ràng. Lý Trung nói cho hắn biết, bản án không có hắn tưởng tượng được dễ dàng như vậy, từ khi vụ án phát sinh, bọn hắn liền một ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Chu Mãnh rõ ràng mang theo oán khí, hôm nay lại nghĩ đến tra cái gì? Ta nhật trình, tài khoản các ngươi đều điều tra một lần, còn không tin được ta. Phạm Á Quân nói, Tiểu Chu, làm sao nói đâu, người ta cảnh sát đồng chí cũng là giải quyết việc chung, chúng ta nên phối hợp. Lão đồng chí cách cục chính là không giống. Hắn cũng bị cảnh sát gọi đến hỏi lời nói, cũng cung cấp mấy ngày nay nhật trình, còn có ngân hàng tài khoản, vốn cho rằng cảnh sát điều tra đã kết thúc, không nghĩ tới hôm nay lại bắt hắn cho gọi vào phóng sinh hiện trường tới. Lục Kỳ hướng mọi người nói rõ một chút tình huống, sở dĩ đem bọn hắn triệu tập đến nơi đây cũng không phải là hoài nghi bọn hắn, mà là nghĩ trở lại như cũ một chút cùng ngày phóng sinh hiện trường, thông qua hiện trường trở lại như cũ nhìn xem có hay không chỗ sơ sót. Một cái khác mục đích đúng là tìm kiếm may mắn còn sống sót đầu kia rắn đực. Chu Mãnh mang lấy bọn hắn dọc theo cùng ngày lộ tuyến lần nữa tới đến phóng sinh địa, Phạm Á Quân dựa theo cảnh sát yêu cầu, miêu tả một chút cùng ngày phóng sinh tình huống cụ thể. Mấy ngày không đến, phóng sinh điểm cỏ cây lại thịnh vượng rất nhiều. Phạm Á Quân nói, các ngươi nói là, chúng ta phóng sinh rắn có một đầu bị người săn giết sao? Lục Kỳ nhẹ gật đầu. Phạm Á Quân thở dài nói, đi qua rất ít nghe nói qua Thanh Long Sơn có trộm săn sự tình. Chu Mãnh nói, còn không phải sao, cho dù có trộm săn, cũng là trộm săn loài chim, chưa bao giờ có săn rắn. Đông Châu không phải lưỡng quảng, dân bản xứ không có ăn rắn thói quen. Hứa Thuần Lương nói, Thanh Long Sơn hoàn cảnh cũng không thích hợp Vương Cẩm Xà sinh tồn a. Các ngươi lúc trước lựa chọn nơi này phóng sinh ra tại cái gì cân nhắc? Phạm Á Quân nhìn hắn một cái, giải thích nói, ngươi có chỗ không biết. Vương Cẩm Xà chịu rét năng lực cùng thích ứng tính đều rất mạnh, có rất nhiều chủng loại, chúng ta phóng sinh hai đầu Vương Cẩm Xà hoàn toàn có thể thích ứng Đông Châu hoàn cảnh, nhưng thủy tê cũng có thể cây rừng, nhiệt độ không khí thấp hơn 8 độ thời điểm sẽ tiến vào ngủ đông. Thanh Long Sơn là Đông Châu lớn nhất tự nhiên bảo hộ khu, nơi này tiểu động vật đông đảo, tướng hai đầu Vương Cẩm Xà thả về Sơn Lâm cũng là cân nhắc đến bọn chúng săn mồi vấn đề. Lý Trung nói, trước đó các ngươi có hay không phóng sinh Vương Cẩm Xà tiền lệ? Phạm Á Quân nói, trên cơ bản động vật hoang dã chúng ta đều sẽ đưa đến nơi đây phóng sinh, quốc gia một cấp bảo hộ động vật ngoại trừ. Lúc nói chuyện đã đi tới lúc trước phát hiện Vương Cẩm Xà thi thể địa phương, phát hiện cái kia đống đất bị gỡ ra, bên trong rắn thi thể đã không thấy. Lục Kỳ nói, kỳ quái, lúc trước rõ ràng tướng con rắn kia chôn ở chỗ này, làm sao thi thể không thấy. Một đám người nhìn qua Chu Mãnh gãi gãi cái ót nói, ta hẳn là sẽ không nhớ lầm a. Lúc ấy còn làm tiêu ký. Lục Kỳ ảo não không thôi nói, manh mối ngay tại con rắn kia trên thi thể, lần này phiền toái, nếu như tìm không thấy con rắn kia, khả năng vĩnh viễn không phá được án. Căn cứ bọn hắn nói, mời Hứa Thuần Lương tới chính là muốn cùng Vương Cẩm Xà giao lưu, tìm kiếm đầu mối. Lý Trung không tin một con rắn chết còn có thể đào tẩu, đề nghị mọi người chia ra tìm xem, hắn cùng Chu Mãnh cùng một chỗ, ba người khác cùng một chỗ. Sau 20 phút mọi người vẫn là đến nguyên địa hội hợp. Lục Kỳ biểu thị đồng ý, Phạm Á Quân nhắc nhở bọn hắn hiện tại là mùa hạ, vùng này rắn rết đông đảo, lý do an toàn, hắn phụ trách dẫn đường để cho hai người ở phía sau đi theo. Sau lưng truyền đến hai người đối thoại âm thanh. Lục Kỳ nói, kỳ quái a, làm sao lại đột nhiên không có đâu. Ngươi nói rắn đều đã chết thật đúng là sẽ tự mình đào tẩu hay sao? Hứa Thuần Lương nói. Ngươi không phải nói trước đó có hai đầu rắn, có thể là mặt khác một đầu rắn được tới đào đi rắn cái thi thể. Không có khả năng, rắn lại không có tay, nó làm sao đào. Phạm sư phó, ngươi nói đúng không? Phạm Á Quân nghe được Lục Kỳ hỏi mình, thế là quay đầu, cười nói, rắn sẽ không đánh động, dù sao ta công việc nhiều năm như vậy chưa từng nghe nói chuyện như vậy. Hắn đã biết Hứa Thuần Lương là cảnh sát mời tới chuyên gia, chỉ là tại Đông Châu, bắt rắn cao thủ hắn đều biết. Chưa từng nghe nói qua người trẻ tuổi này, đoán chừng là xuất thân chính quy nhà động vật học đi. Rắn ngữ người, chưa nghe nói qua, 8-9 phần 10 là cái giả danh lừa bịp ra hỏa, rắn căn bản sẽ không nói chuyện.
Hứa Thuần Lương nói, rắn mặc dù sẽ không đánh động, nhưng là nó sẽ chiếm lấy cái khác tiểu động vật hang động, cố gắng chuột loại hình đồ vật giúp nó đào hang, sau đó nó chui vào trong đó tướng rắn cái thi thể kéo đi. Phạm Á Quân nói, động vật không có cao như thế trí thông minh. Vạn vật đều có linh tính, nếu như không phải như vậy, vậy ngài giải thích vì cái gì rắn cái thi thể không cánh mà bay. Chẳng lẽ nó sống lại? Phạm Á Quân sửng sốt một chút, làm sao có thể, không phải đều đã. Chết sao? Làm sao không có khả năng, rắn sinh mệnh lực là phi thường ngoan cường. Lục Kỳ đi theo gật đầu nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa, cố gắng lúc ấy không hoàn toàn tắt thở đâu. Ngươi nói là con rết. Không sai biệt lắm a, không đều là ngũ độc sao? Hứa lão sư, chỉ cần tìm được con rắn kia, ngươi liền có thể từ trên người nó tìm tới manh mối sao? Hứa Thuần Lương lời thề son sắt nói, chỉ cần tìm được nó, ta liền có thể để hắn mở miệng nói chuyện. Phạm Á Quân dừng bước lại, phát hiện phía trước vũng bùn trên mặt đất có hai đầu vết tích, dựa vào hắn nhiều năm bắt rắn kinh nghiệm, vừa nhìn liền biết đây là rắn bỏ vết tích, mà lại hình thể cũng không nhỏ. Không đợi hắn mở miệng, Hứa Thuần Lương đã giành nói, có rắn. Phạm Á Quân nhẹ gật đầu, chỉ mặt đất, hai đầu vết tích phân biệt kéo dài hướng hai cái phương hướng khác nhau, bọn hắn hoặc là liền chia ra tìm kiếm, hoặc là cũng chỉ có thể trước dọc theo trong đó một đầu manh mối tìm kiếm xuống dưới. Ngắn ngủi thảo luận về sau quyết định, bọn hắn lần nữa chia binh hai đường, Phạm Á Quân đi bên trái, Lục Kỳ cùng Hứa Thuần Lương đi bên phải. Đẩy ra bụi cỏ, Phạm Á Quân dọc theo rắn bỏ vết tích chậm rãi tiến lên, đi vài bước, hắn quay đầu lại, vững tin hai người khác không có theo tới, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Phạm Á Quân tại nơi núi rừng sâu xa đi tiếp chừng 50 mét, liền đã không nhìn thấy xà tung, dừng bước lại, về trước đầu nhìn một chút, sau đó mới triển khai tại phụ cận lục soát. Đột nhiên ánh mắt của hắn dừng lại tại phía trước, một kiện thất lạc tại trong bụi cỏ vật thể đưa tới hắn chú ý, Phạm Á Quân đi tới, gỡ ra bụi cỏ, nhặt lên một vật. Đây là một cái điện thoại di động bao bên ngoài chứa vào hộp, bởi vì mưa gió ăn mòn đã biến hình, Phạm Á Quân nhìn một chút chung quanh, cấp tốc tướng cái hộp kia xé mở đập dẹp, nhét vào trong túi sách của mình. Đỉnh đầu truyền đến thanh âm huyên náo, Phạm Á Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, đã thấy đại thụ cành cây bên trên chiếm cứ một đầu vương cẩm xà, kia rắn cũng đang nhìn hắn, phun ra đỏ tươi lưỡi. Phạm Á Quân vô ý thức lui về phía sau một bước. Nhớ tới vừa rồi Hứa Thuần Lương liên quan tới vương cẩm xà phục sinh thuyết pháp, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Cũng không phải chuyện thần thoại xưa, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh. Phạm Á Quân cấp tốc từ túi công cụ bên trong lấy ra gây tê ống thổi, nhắm ngay con rắn kia. Vương cẩm xà cũng không có công kích hắn ý tứ, dọc theo nhánh cây tiếp tục trèo đi. Phạm Á Quân mím chặt môi, trên mặt biểu lộ dị thường nghiêm trọng, nội tâm đang kịch liệt giao chiến. Rốt cục hắn vẫn là làm ra xả kích quyết định. Phốc, nhẹ nhàng thổi, gây tê châm chuẩn xác không sai lầm bắn trúng rắn thân thể, vương cẩm xà bên trong châm về sau kiên trì hướng về phía trước trèo đi mấy bước, vô lực từ bên trên rơi xuống. Phạm Á Quân xông lên phía trước, một đôi hữu lực đại thủ gắt gao chế trụ nó bảy tấc, hắn muốn tại người tới trước đó đi đầu tướng đầu này vương cẩm xà giết chết, dọc theo con đường này Lục Kỳ lặp đi lặp lại cường điệu rắn trên thân có phá án manh mối. Phạm Á Quân mặc dù không rõ ràng là đầu mối gì, nhưng là hắn cho rằng con rắn này quyết không thể rơi vào cảnh sát trong tay. Còn có cái nào cố lộng huyền hư rắn ngữ người, vạn nhất hắn thật có thể cùng rắn giao lưu đâu. Nhưng vào lúc này, sau lưng truyền đến la lên thanh âm của hắn, Phạm Sư Phó, ngươi ở đâu? Phạm Á Quân thầm kêu không ổn, hiện tại ra tay đã không còn kịp rồi, do dự một chút, nắm chặt đại xà bảy tấc hai tay vẫn là chậm rãi buông ra. Hứa Thuần Lương cùng Lục Kỳ đã tìm tới, Phạm Á Quân lớn tiếng nói, nhanh đến giúp đỡ, ta tìm được. Lục Kỳ nhìn qua nằm trên mặt đất không nhúc nhích vương cẩm xà ngạc nhiên nói, chết rồi. Phạm Á Quân lắc đầu nói, không có, ta đem nó gây tê, vừa rồi nó tự ẩn thân chỗ đột nhiên hướng ta phát động công kích. Hứa Thuần Lương ánh mắt rơi trên mặt đất ống thổi bên trên, Phạm Á Quân chính là dùng căn này ống thổi thả ra gây tê châm, người này có chút công phu. Phạm Á Quân nhặt lên trên đất ống thổi cười cười nói, bình thường chúng ta thường xuyên sẽ tiếp vào một chút bắt động vật hoang dã nhiệm vụ, ta lại không có cầm súng cho phép, cho nên tự mình chế tác cái này gây tê ống thổi, chuyên môn ứng phó cỡ lớn động vật sử dụng. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, liên hệ Lý Trung bọn hắn nắm chặt tới. Hứa Thuần Lương đi vào thân rắn bên cạnh ngồi xổm xuống, duỗi tay vuốt ve một chút, ngón tay dừng lại tại rắn bảy tấc chỗ. Phạm Á Quân thấp thỏm trong lòng.
chẳng lẽ hắn có thể nhìn ra sơ hở? Không có khả năng, lấy mình bắt rắn kinh nghiệm nhiều năm, chỉ ít từ bên ngoài nhìn vào không ở cái gì. Hứa Thuần Lương cởi xuống chi kia gây tê châm, từ bên hông móc ra túi châm, từ đó lấy ra một chi kim châm cứu, từ Vương Cẩm xả phía sau cổ chậm rãi cắm vào. Lục Kỳ cùng Phạm Á Quân bị Hứa Thuần Lương cử động hấp dẫn, cho người ta châm cứu bọn hắn gặp qua, nhưng cho rắn châm cứu còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Thuần Lương lựa chọn hoàn trùy trùy lỗ hạ châm, rắn mặc dù kết cấu khác hẳn với nhân thể, nhưng là cũng có kinh mạch, chỉ cần có kinh mạch liền có huyệt vị phân bố, người chính là vạn vật chi linh, cho nên kinh mạch huyệt đạo là phức tạp nhất, những sinh vật này so với nhân loại phải đơn giản rất nhiều, cầm thường thấy nhất chó nêu ví dụ, cẩu thân bên trên chỉ có hơn 100 cái huyệt đạo, về phần loài rắn huyệt đạo càng là không cao hơn 50 cái. Lục Kỳ cùng Phạm Á Quân xem ra không thể tưởng tượng sự tình. Đối Hứa Thuần Lương mà nói lại phổ thông bất quá, trung y cũng có bác sĩ thú y chi nhánh, bác sĩ thú y bên trong cũng có châm cứu trị liệu phương pháp. Chỉ bất quá bây giờ tồn thế bác sĩ thú y châm pháp, vẻn vẹn cực hạn tại sủng vật cùng gia súc. Kim châm cứu đâm vào Vương Cẩm xà thể nội khoảng nửa tấc, Hứa Thuần Lương co lại tay phải ngón giữa ngăn chặn ngón trỏ như thiểm điện gảy tại châm chui phía trên, đây là châm cứu thường dùng đạn chui pháp, kim châm cứu cao tốc chấn động. Châm cảm dọc theo rắn kinh lạc truyền khắp toàn thân của nó. Dạng này thể trọng Vương Cẩm xà bị gây tê châm bắn chúng về sau, ngắn nhất cũng muốn 2 giờ mới có thể thức tỉnh, Phạm Á Quân cũng không tin nương tựa một cây kim châm cứu liền có thể đưa nó từ gây tê trạng thái bên trong tỉnh lại. Có thể để hắn khó có thể tin một màn phát sinh, kim châm cứu chấn động chưa ngừng, Vương Cẩm xà đã từ gây tê trạng thái bên trong tỉnh lại, Hứa Thuần Lương cấp tốc rút ra kim châm cứu. Phạm Á Quân nhắc nhở, cẩn thận nguy hiểm. Như thế đại thể hình Vương Cẩm xà có được tương đương tính công kích. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, không có việc gì, ta lại không đắc tội qua nó. Lục Kỳ nói, Hứa lão sư, ngươi hỏi một chút nó, đến tột cùng là ai giết đồng bạn của nó. Phạm Á Quân nhìn Lục Kỳ một chút, hiện tại cảnh sát cũng tin cái này. Hứa Thuần Lương thấp giọng nói câu gì, con rắn kia bắt đầu di động, mục tiêu của nó chính là Phạm Á Quân. Phạm Á Quân nuốt ngụm nước bọt, hắn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy tình trạng, tiểu tử này đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ hắn có thể nào nghe hiểu rắn ngữ cùng rắn tiến hành không chướng ngại giao lưu? Phạm Á Quân đứng ở nơi đó, xuất thủ cũng không phải trốn cũng không phải, còn tốt đại xà chưa đối với hắn phát động công kích, tại cách hắn chừng 1 mét địa phương ngẩng đầu thổ tín, một đôi mắt khóa chặt hắn. Phạm Á Quân cố giả bộ trấn định nói, nó còn biết mang thù đâu? Lục Kỳ lạnh lùng nói, chỉ sợ nó nhớ kỹ là giết vợ mối thù a. Lý Trung cùng Chu Mãnh cũng chạy tới, hai người xuất hiện tại Phạm Á Quân sau lưng. Phạm Á Quân ý thức được tình trạng không đúng, giả ra không hiểu bộ dáng, Lục cảnh sát có ý tứ gì? Lục Kỳ nghiêm nghị nói, trong túi trang cái gì? Phạm Á Quân bên trong bắt đầu lo lắng, vừa rồi nhặt lên đóng gói thời điểm, mình đặc biệt lưu ý qua, chung quanh rõ ràng không có người. Lý Trung nói, muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Phạm Á Quân, người vừa rồi nhất cử nhất động tất cả đều bị ghi chép lại. Chu Mãnh nói, Phạm sư phó, nguyên lai là ngươi giết đầu kia rắn mẹ. Phạm Á Quân xuất mồ hôi chán, biện bạch nói, không phải ta. Hắn từ trong túi lấy ra bị hắn đè ép điện thoại đóng gói hộp, ta nhặt lên rác rưởi bảo hộ hoàn cảnh chẳng lẽ cũng không đúng. Hứa Thuần Lương nói, rõ ràng đã đem Vương Cẩm xà gây tê, vì sao còn muốn đưa nó đưa vào chỗ chết. Ngươi có phải hay không lo lắng nó đem tình hình thực tế nói cho ta? Phạm Á Quân đã hoàn toàn minh bạch, hôm nay từ đầu tới đuôi chính là một cái bẫy, mới vừa rồi là bọn hắn cố ý cùng mình tách ra, điện thoại đóng gói hộp cũng là bọn hắn sớm bỏ ở nơi này, chính là muốn hấp dẫn sự chú ý của mình. Chỉ là hắn không rõ con rắn kia vì sao sẽ xuất hiện ở đây. Có một chút có thể kết luận, bọn hắn hẳn là ở chung quanh nơi nào đó sắp đặt màn hình giám sát. Phạm Á Quân lúc này trên sống lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu như nói nhặt lên điện thoại đóng gói hộp còn có thể tự viên kỳ thuyết, nhưng là vừa vặn muốn giết chết Vương Cẩm xà hành vi đã không cách nào giải thích, Lục Kỳ đám người này quá xảo trá, vậy mà thiết kế tiếp dạng này cái bẫy để cho mình chui. Lục Kỳ nói, ngươi chẳng những am hiểu bắt rắn, ngươi còn hiểu đến huấn rắn phương pháp, lợi dụng tự thân sở trường thúc đẩy hai con đại xà tiến về điện thoại cửa hàng đi trộm. Sau đó lại lợi dụng người cục lâm nghiệp chuyên nghiệp bắt xà nhân thân phận đưa chúng nó mang đi phóng sinh, an bài đồng bọn tại phóng sinh địa điểm chờ, thần không biết quỷ không hay tướng tang vật lấy đi. Phạm Á Quân một mặt vô tội nói, ta không có làm qua, người có chứng cứ gì?
Lục Kỳ nghiêm nghị nói, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn không nói thật sao? Giao ra tang vật, khai ra đồng bọn của ngươi. Ngươi phỉ báng ta. Hứa Thuần Lương nói, rắn sẽ không nói dối, nó đều nói, ngày đó chính là ngươi để bọn chúng cặp vợ chồng đi điện thoại cửa hàng đi trộm, rắn cái nuốt vào 10 bộ điện thoại, chỉ là không nghĩ tới ngươi lấy oán trả ơn, tá ma giết lừa. Phạm Á Quân hiện tại đã tin tám thành, cái này Hứa Thuần Lương thật hiểu được rắn ngữ, tựa như xương đánh quả cà giống như đạp đã kéo xuống đầu, ta không có trộm, ta chỉ giúp vội vàng đem nó đưa đến phóng sinh điểm. Câu nói này đã thừa nhận mình tham dự phạm pháp phạm tội hoạt động. Lục Kỳ cùng Lý Trung lên một lượt trước, Lục Kỳ móc ra còng tay cho Phạm Á Quân đeo lên, có lời gì trở về rồi hãy nói. Phạm Á Quân thúc thủ chịu trói không có bất kỳ cái gì quá kích cử động, hắn lại không ngốc, mình đã bị bao vây, trốn không thoát. Hứa Thuần Lương đi vào Vương Cẩm Xà trước mặt dùng túi xách ra rắn đưa nó chứa lên, hướng Lục Kỳ nói, đồ vật sử dụng hết, quay đầu cho vườn bách thú đưa đi. Phạm Á Quân trợn mắt hốc mồm, vẫn cho là đầu này Vương Cẩm Xà liền là lúc trước đầu kia rắn đực, coi là rắn đem mình bán cái không còn một mảnh, nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, lại là bọn hắn làm một đầu không sai biệt lắm Vương Cẩm Xà đến lừa gạt mình, sáo lộ a. Hết thảy tất cả đều là sáo lộ. Lục Kỳ nói, có khác may mắn tâm lý, ngay từ đầu liền hoài nghi ngươi, pháp phóng tuy thưa nhưng mà khó lọt. Phạm Á Quân tại hiện thực trước mặt hoàn toàn phục thua. Đường về trên đường liền chủ động thừa nhận mình bởi vì tham cược cho nên bị người lợi dụng, nhưng là cái này khởi trộm cướp án hắn thật không phải chủ mưu, bày ra cái này khởi trộm cướp án người gọi Hàn Thiên Trì, là cái huấn rắn cao thủ, hai đầu Vương Cẩm Xà cũng là của hắn, Hàn Thiên Trì cho hắn 3 vạn khối, để hắn bắt lấy rắn sau hỗ trợ phóng sinh. Phạm Á Quân nói mình cũng không biết Vương Cẩm Xà trộm nhiều như vậy điện thoại, mà lại hắn cũng không có Hàn Thiên Trì phương thức liên lạc. Lục Kỳ biết Phạm Á Quân khẳng định không có đem toàn bộ nói thật ra, đây là một cái lợi dụng động vật phạm tội đội, đoán chừng cái này khởi điện thoại trộm cướp án cũng không phải bọn hắn lần thứ nhất gây án. Mặc dù lần hành động này không có bắt lấy chủ mưu, nhưng là Phạm Á Quân nhận tội đã để bọn hắn thấy được ánh dạng đông, bọn hắn sẽ dọc theo manh mối này truy tra được, thẳng đến đem toàn bộ phạm tội đội một mẻ hốt gọn. Hứa Thuần Lương tại lần hành động này bên trong cho bọn hắn trợ giúp lớn lao. Chủ ý đều là Hứa Thuần Lương nghĩ ra được. Lục Kỳ chủ động đưa ra sẽ giúp Hứa Thuần Lương xin thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, Hứa Thuần Lương xin miễn, sở dĩ ra tay giúp đỡ, là bởi vì Lục Kỳ là hắn đi vào thế giới này tiếp xúc đến cái thứ nhất người nhiệt tâm. Hứa Thuần Lương đối mặt sau chủ mưu Hàn Thiên Chỉ cũng sinh ra hứng thú nồng hậu, một cái có thể khu ngự hai con đại xà công nhiên đi trộm người, tuyệt đối được xưng tụng là cao thủ, chỉ là hắn vì sao tại sau khi chuyện thành công giết chết rắn cái. Chẳng lẽ có khác nỗi khổ âm thầm, đáp án chỉ sợ muốn qua một hồi mới có thể giải khai. Ninh Tứ cuối cùng vẫn là mình không giữ được bình tĩnh, Mân Nam Hải tươi thành xung đột về sau, trong lòng của hắn kìm nén một cỗ tà hỏa, nhất định phải đòi lại mặt mũi này, muốn cho Hứa Thuần Lương một cái hung hăng giáo huấn, muốn hắn quỳ ở trước mặt mình cầu xin tha thứ. Đêm đó hắn nghĩ thừa dịp Hiến Lương hung hăng phát tiết cái này thông tà hỏa thời điểm, phát hiện mình thế mà mệt không thể hưng. Lúc này mới liên tưởng tới Hứa Thuần Lương chuẩn bị lên đường lúc nói qua ngoan thoại. Ninh Tứ không tin tà, nhiều lần cố gắng, y nguyên bất lực, lão bà ánh mắt khinh bỉ để hắn bị 2 lần tổn thương. Ngày thứ 2 như thế, ngày thứ 3 y nguyên như thế, thay đổi đối tượng cũng là như thế, Ninh Tứ bắt đầu cảm thấy sợ hãi, hắn rốt cục ý thức được Hứa Thuần Lương không phải phô trương thanh thế đe dọa mình thật sự là gặp được cao nhân. Ngày thứ 4. Vẫn là không có bất luận cái gì khởi sắc, Đinh Tứ cũng không còn có thể tiếp tục chờ xuống dưới, hắn chủ động đi Trường Hưng bệnh viện, đi tìm Hứa Thuần Lương, tuyệt không phải là vì trả thù. Đinh Tứ đi vào y tế chỗ thời điểm, Hứa Thuần Lương ngay tại điều giải trong phòng tiếp đãi Vương Đại Lôi. Y tế chỗ trong văn phòng chỉ có Trình Tiểu Hồng một người tại, Chu Văn Bân lại đi họp, nhìn thấy Đinh Tứ xuất hiện tại trước mắt, Trình Tiểu Hồng có chút sợ hãi, ý niệm đầu tiên chính là người này tới cửa đến gây chuyện. Bất quá Đinh Tứ biểu lộ cùng ngày đó rõ ràng khác biệt, chủ động hướng nàng cười cười, trong tươi cười còn mang theo vài phần xấu hổ, người tốt, xin hỏi Hứa chủ nhiệm ở đây sao? Trình Tiểu Hồng nghe hắn nói như vậy, liền đánh giá ra Đinh Tứ hẳn không phải là tới tìm phiền toái, ngay cả Hứa Thuần Lương đại danh cũng không dám nói, lễ phép xưng là Hứa chủ nhiệm, vừa rồi Vương Đại Lôi tới thời điểm cũng là xưng hô như vậy Hứa Thuần Lương. Hắn tại xử lý sự tình, nếu không ngươi ngồi xuống trước chờ xem. Ninh Tứ nhẹ gật đầu, rất lễ phép mà một giọng nói tạ ơn, tại tiếp khách khu trên ghế salon ngồi xuống, hai chân chụm lại, một hai bàn tay to đặt ở trên đầu gối, có chút co quắp,
có chút bất an. Vương Đại Lôi câu Lưu Kỳ đầy vừa phóng xuất, lần này tới Trường Hưng mục đích là ký tên điều giải đồng ý sách, triệt để nhận thua. Từ khi Hứa Thuần Lương đi vào y tế chỗ thái độ bắt đầu trở nên trước nay chưa từng có cường ngạnh. Vương Đại Lôi đã liên tiếp đưa tải Hứa Thuần Lương trong tay hai lần, lần thứ nhất chịu hai bàn tay, lần thứ hai bị hắn vật ngã, còn bị cảnh sát câu lưu, trong khoảng thời gian này duy quyền xử, căn bản chính là huyết lệ xử. Khương Lão Thái Thái té xỉu ở y tế chỗ sự tình cùng hắn không hề có một chút quan hệ, nhưng Lão Thái Thái một mực chắc chắn chính là bọn hắn dọa cho, Vương Đại Lôi đã lớn như vậy còn không có như vậy ủy khuất qua, nhìn thấy Hứa Thuần Lương về sau còn không quên chuyện này. Hứa chủ nhiệm, người ngày đó hẳn là thấy rõ ràng, Khương Lão Thái Thái té xỉu cùng ta không hề có một chút quan hệ a. Hứa Thuần Lương cười nói, sự tình đều đi qua, còn nói chuyện này làm gì? Nhưng dù sao cũng phải giảng cái lý đi, không thể oan uổng người tốt a. Tiền thuốc men ta rút, tiền ta cũng bồi thường, cuối cùng ta còn bị làm đi vào câu lưu, ta so đậu Nga còn oan a. Ngươi muốn chứng minh cái gì? Là chứng minh ngươi là người tốt? Vẫn là chứng minh cảnh sát bản án xử lý sai, hay là muốn chứng minh Khương Lão Thái Thái sự tình trách nhiệm tại bệnh viện chúng ta? Ta không phải ý tứ này, ta chính là muốn chứng minh trong sạch của mình. Hứa Thuần Lương đem điều giải đồng ý sách thả ở trước mặt hắn, nhận thức chữ A. Xem thường ai vậy, ta tốt nghiệp trung học đâu? Vương Đại Lôi điều giải sách cầm tới, hắn quan tâm nhất vẫn là kim ngạch, trước đó bệnh viện đồng ý cho hắn 5 vạn, duy nhất một lần chấm dứt trận này tranh chấp. Nhưng hắn tìm tới kim ngạch phát hiện số lượng lại có rút lại, từ quá khứ 5 vạn biến thành 3 vạn. Vương Đại Lôi phát hỏa, tình huống như thế nào đây là? Lúc trước đã nói xong là 5 vạn, vì cái gì biến thành 3 vạn rồi? Ban sơ Vương Đại Lôi ra giá 200 vạn, kỳ thật trong lòng của hắn so với ai khác đều hiểu, lão ba chết cùng Trường Hưng thật không quan hệ, nhưng là đối diện một cái tốt như vậy kiếm tiền cơ hội hắn không có lý do buông tha. Hứa Thuần Lương nói. Lúc trước bệnh viện xác thực đáp ứng 5 vạn, nhưng ngươi không đồng ý a. Ta hiện tại đồng ý, các ngươi không thể lật lọng a. Quá mức a. Hứa Thuần Lương cười nói, 3 vạn đương nhiên là có 3 vạn đạo lý, nếu như ngươi lúc trước thống thống khoái khoái tiếp nhận, 5 vạn khối khẳng định một phần không thiếu, nhưng ngươi một mực không đồng ý a, còn mang theo một đám người 5 lần 7 lượt đến bệnh viện chúng ta nháo sự, y tế chỗ vốn chính là xử lý tranh chấp địa phương, ngươi đến náo chúng ta không nói cái gì. Nhưng không nên đi bí niệu khoa phòng khám bệnh náo a, các ngươi cái này nháo trò, dọa đi nhiều ít bệnh nhân a. Vì giải quyết vấn đề của ngươi, chúng ta xuất động đại lượng vật lực nhân lực, đây không tính là chi phí a. Bệnh viện vì vậy mà được bị bao nhiêu tổn thất, cái này cũng còn không có cùng ngươi kế hoạch. Vương Đại Lôi nổi giận nói, cái này hiệp nghị ta không có cách nào ký, 3 vạn khối. Các ngươi đuổi ăn mày a. Không ký cũng được, kỳ thật phần này hiệp nghị là trong viện ý tứ. Ta cũng cảm thấy không công bằng, liên quan tới phụ thân ngươi giải phẫu, giám định kết quả giấy trắng mực đen viết đâu, Đàm Quốc Lương giải phẫu đoàn đội không tồn tại bất luận cái gì lầm thao tác vấn đề, cho nên không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, về phần ngươi cái chết của phụ thân, thuộc về bình thường tử vong, cùng bệnh viện chúng ta càng không có bất cứ quan hệ nào. Vương Đại Lôi trực lăng lăng nhìn qua Hứa Thuần Lương, nếu như đổi thành người khác đối với hắn nói lời nói này, hắn đã sớm một cái tát mạnh quất tới, nhưng trước mắt là Hứa Thuần Lương a. Tiểu tử này lợi hại a, mình đánh không lại hắn, thật dám ra tay, bị đánh phải là mình, chưa chừng còn phải đi sở câu lưu nấu lại tái tạo, đây chính là quỷ sợ ác nhân. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không ký tốt nhất, ta cũng cảm thấy cái này hiệp nghị không hợp lý, bệnh viện nhượng bộ nhiều lắm, ta dám cam đoan ngươi lần sau tới thời điểm một phân tiền đều lấy không được. Vương Đại Lôi cắn môi một cái, lấy hết dũng khí nghĩ phát tác, nhưng lý trí lại khống chế được hắn xấu tính. Hắn đương nhiên biết rõ Hứa Thuần Lương nói đến đều là sự thật, kỳ thật nếu như Trường Hưng bệnh viện ngay từ đầu liền dùng loại này cường thế thái độ đến xử lý vấn đề, hắn khẳng định sẽ nhượng bộ, nhưng hiện thực là viện phương phụ trách xử lý chuyện này người đều là chút nhát gan hạng người vô năng, hắn loại này xã hội lưu manh lại lần yếu sợ mạnh, ngươi để hắn một thước, hắn tiến lên một trường. Hứa Thuần Lương đưa tay tướng trên bàn điều giải hiệp nghị cầm trở về, Vương Đại Lôi tại trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng về sau. Duỗi tay nắm lấy phần hiệp nghị kia nói, Hứa chủ nhiệm, còn có thể hay không thương lượng một chút. 4 vạn, ta muốn 4 vạn được không? Ngươi làm là tại chợ bán thức ăn mua thức ăn đâu? Chúng ta Trường Hưng bệnh viện là quốc gia đơn vị, Hứa Thuần Lương bày làm ra một bộ không muốn nói tư thế. Vương Đại Lôi trong lòng tự nhủ y tế chỗ từ chỗ nào mời tới như vậy một tôn Phật, mấy chuyến giao thủ, mình không có một lần có thể chiếm thượng phong, đấu không lại người ta,
chỉ có thể cúi đầu, ta ký còn không được sao? Hứa Thuần Lương buông tay ra, Vương Đại Lôi tướng hiệp nghị đoạt trở về, từ đầu tới đuôi nhìn một lần, 3 vạn cũng là tiền, nếu như lấy không được cái này 3 vạn khối, lúc trước hắn nhiều như vậy cố gắng liền uổng phí, Khương lão thái thái té xỉu sự tình hắn liền bồi không ít tiền, đi qua kéo tới giúp người trận hồ bằng cầu hữu cũng không phải là không có chi phí, người ta hỗ trợ đứng đài gọi miệng, mời mấy trận rượu, cho mấy bao thuốc cũng là nhất định, xã hội hiện nay cái nào còn có cái gì nghĩa khí giang hồ. Cuối cùng đều là lợi ích trên hết. Vương Đại Lôi không phải người ngu, dù sao tốt nghiệp trung học, có chút sổ sách vẫn có thể tính toán rõ ràng, cầm tới Trường Hưng bồi giao 3 vạn khối, chỉ ít có thể cam đoan không bồi thường bản, mà lại đối ngoại còn có thể bảo tồn có chút mặt mũi, mặc dù bởi vì chuyện này tiến vào 2 lần sở câu lưu, mà dù sao lấy được Trường Hưng bồi thường, mang ý nghĩa hắn duy quyền vẫn là lấy được thắng lợi cuối cùng. Vương Đại Lôi tại hiệp nghị bên trên siêu siêu vẹo vẹo ký xuống tên của mình, 1 thước 3 phần, Vương Đại Lôi lưu 1 phần. 1 phần y tế chỗ tồn tại, 1 phần nộp lên trên bệnh viện. Hứa Thuần Lương để hắn lưu lại chương mục ngân hàng, đem hiệp nghị cho bệnh viện xét duyệt sau sẽ đem tiền trực tiếp đánh tới hắn chương mục, bình thường tới nói sẽ không vượt qua 1 tuần lễ, nhắc nhở Vương Đại Lôi hiệp nghị ký qua về sau liền không thể lại đổi ý. Vương Đại Lôi thở dài nói, Hứa chủ nhiệm, cũng chính là ngươi, ta nể mặt ngươi, đổi thành người khác, không có 100 vạn chuyện này ta nói cái gì đều không dẹp đi. Hứa Thuần Lương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, lão gia tử đều qua đời, còn dày vò hắn làm gì a? Có chút tiền có thể kiếm, có chút tiền là không thể dẫy, ta còn có việc, liền không giúp ngươi. Vương Đại Lôi biết người ta hạ lệnh trục khách, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi theo Hứa Thuần Lương cùng rời đi tranh chấp điều giải thất, ánh mắt tại y tế chỗ cổng trên mặt đất dừng lại một chút, vẫn nhớ kỹ Hứa Thuần Lương một cái lưng rộng đem hắn ngã xuống đất bên trên tình cảnh, hắn cũng nghe qua Hứa Thuần Lương bối cảnh. Không phải cái gì quan lại tử đệ, không biết ở đâu ra lực lượng. Hứa Thuần Lương trở lại văn phòng, đã sớm chờ ở nơi đó Đinh Tứ tranh thủ thời gian đứng dậy, cười theo hô, Hứa chủ nhiệm trở về. Một bên Trình Tiểu Hồng âm thầm muốn cười, ngày đó Đinh Tứ hung thần ác sát bộ dáng nhưng làm nàng dọa sợ, Hứa Thuần Lương đích thật là có loại ma lực thần kỳ. Vương Đại Lôi, Đinh Tứ, những này trên xã hội tranh cường hiếu thắng nhân vật nhìn thấy hắn đều dịu dàng ngoan ngoãn đến cùng con cừu nhỏ giống như. Kỳ thật sự tình sau khi phát sinh, nàng cũng lo lắng bị Đinh Tứ trả thù, hiện tại xem ra hẳn là sẽ không. Hứa Thuần Lương để Đinh Tứ ngồi trước, biểu thị mình còn có sự tình phải xử lý. Đinh Tứ có chút lúng túng ngồi xuống lại, Hứa Thuần Lương trở lại bàn làm việc của mình trước ngồi xuống, bắt đầu xử lý những chuyện khác, phảng phất quên Đinh Tứ sự tồn tại của người này. Đinh Tứ ở trong xã hội cũng coi là có danh tiếng nhân vật, mặc dù từng có vào tù ám muội kinh lịch, có thể ra ngục về sau. Hắn dựa vào quan hệ xã hội cùng dám đánh dám liều tính cách sự nghiệp làm được cũng là phong sinh thủy khởi, hiện tại thân gia cũng có lớn mấy ngàn vạn, đến đâu mà cũng không có bị người coi thường như thế. Đinh Tứ trong lòng tràn đầy phẫn uất, dựa vào tính tình của hắn đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, nhưng hôm nay không dám, hắn có khó khăn khó nói, hắn có việc cầu người. Trình Tiểu Hồng nhìn thấy Đinh Tứ bị vắng vẻ dáng vẻ đều có chút không đành lòng, đứng dậy rót cho hắn chén nước khoáng. Đinh Tứ hướng nàng lại nói tiếng cảm ơn. Trình Tiểu Hồng hướng Đinh Tứ cười cười. Hai người hiện tại đồng thời nghĩ đến ngày đó tranh chấp, kỳ thật bọn hắn đều có lỗi. Trình Tiểu Hồng ngay từ đầu nhấn loa không lễ phép, Đinh Tứ đến tiếp sau điên cuồng trả thù càng là bị điên, nếu như đều có thể bảo trì khắc chế, đến tiếp sau sự tình cũng sẽ không phát sinh. Đinh Tứ lặng lẽ nhìn thoáng qua Hứa Thuần Lương, có thể xác định hắn là đang cố ý phơi mình, nhưng sự kiện kia lại khó mà mở miệng. Lúc này Mỹ Dung Khoa tới một chiếc điện thoại, có cùng một chỗ chữa bệnh tranh chấp, để y tế chỗ phái người tới, Trình Tiểu Hồng biểu thị mình trước đi xem một chút tình huống. Y tế xử lý chỉ còn lại 2 người, Đinh Tứ hắng giọng một cái, Hứa chủ nhiệm. Hứa Thuần Lương hai mắt vẫn nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, nói. Đinh Tứ nói, đêm hôm đó là ta quá vọng động rồi, ta sai rồi, ta hôm nay tới là chuyên xin lỗi ngươi. Hứa Thuần Lương xoay mặt nhìn xem hắn. Không phải đêm hôm đó đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi sao? Chuyện ta sau nghĩ nghĩ, ta cảm giác đêm hôm đó xin lỗi không đủ chân thành, là ta không đúng, ta một đại nam nhân không nên cùng người ta một cái nữ đồng chí so đo. Trình Tiểu Hồng vừa ở chỗ này thời điểm ngươi tại sao không nói? Đinh Tứ mặt mo đỏ bừng, nàng ở chỗ này thời điểm không tiện nói, cái kia Hứa chủ nhiệm, ngài liền giúp ta giải huyệt đi. Từ khi sau đêm đó, tiểu huynh đệ của hắn liền không có phản ứng. 2 ngày này thời gian trôi qua là sống không bằng chết, cùng bị nhân sinh thiến không sai biệt lắm.
Hứa Thuần Lương nói, không phải ta nói ngươi, ngươi người này nói chuyện làm sao không giữ lời đâu. Nói xong một tuần lễ, lúc này mới mấy ngày a ngươi liền đến. Đinh Tứ nói, một ngày bằng một năm a, Hứa chủ nhiệm, ta còn không có sinh con a. Hứa Thuần Lương nâng chung trà lên nhấp một ngụm trà. Đinh Tứ cảm thấy mình vừa rồi câu nói này không đúng chỗ, lại bổ sung, nhà chúng ta đời thứ ba đơn truyền, bất hiếu có ba vô hậu vi đại. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không mang thai a? Bệnh viện chúng ta trợ thai nghén sinh ra thực khoa cũng không tệ lắm, có muốn hay không ta giúp ngươi giới thiệu? Không muốn, Hứa chủ nhiệm, thân thể ta không có tâm bệnh, người khác đều không giải quyết được vấn đề của ta, cởi chuông phải do người buộc chuông, là ta Đinh Tứ có mắt không biết Thái Sơn, ngài liền tha ta lần này đi. Dù sao trong văn phòng cũng không có người nào khác, đánh bạc ra mặt này từ bỏ, nói cái gì cũng phải đem nam nhân sinh lý tôn nghiêm cho cầu trở về. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng ngày quỳ gối Hứa Thuần Lương trước mặt đã không coi vào đâu. Người ngày đó không phải muốn giết chết ta sao? Hứa chủ nhiệm, ta người này sĩ diện, cũng chính là ngay trước bằng hữu bột thả cái ngoan thoại, hiện tại là xã hội pháp trị, ngài coi như cho ta mượn một cái lá gan, ta cũng không dám làm chuyện vi pháp loạn kỳ. Đinh Tứ chủ động tới đến Hứa Thuần Lương đứng trước mặt, một mặt thành ý. Hứa Thuần Lương nói, các người đám người này xáo lộ ta hiểu rõ, gây chuyện thị phi, lấn yếu sợ mạnh. Đinh Tứ tiểu hài tử một dạng quy củ đứng đấy, nghe hắn giáo huấn, hiện tại hắn liền sợ không cứng rắn. Có phải hay không còn muốn lấy trả thù? Đinh Tứ hoảng vội vàng lắc đầu, trước đó hoàn toàn chính xác nghĩ tới, hiện tại không dám. Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một tờ đơn thuốc, đi lấy thuốc A. Dựa theo phương thuốc bên trên phục dụng, một cái đợt trị liệu về sau nhất định trọng trấn hùng phong, mà lại càng hơn trước kia. Đinh Tứ vừa mừng vừa sợ, cầm đơn thuốc liên tục cảm ơn. Hứa Thuần Lương nhắc nhở hắn nói, bất quá thuốc này có tác dụng phụ, uống thuốc về sau có thể muốn ỉa chạy 7 ngày, lấy ngươi thể trạng hẳn là chịu đựng được. Đối Đinh Tứ loại này lưu manh không thể tùy tiện buông tha, nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu giáo huấn, để tránh hắn tốt vết sẹo quên đau. Vương Đại Lôi sự tình thuận lợi giải quyết, bệnh viện cuối cùng vẫn cho 3 vạn bồi thường, dựa theo bệnh viện quy định, cái này 3 vạn khối có 20% muốn từ chủ yếu người có trách nhiệm gánh chịu, chứng thực xuống dưới sẽ chụp tại bí nước tiểu ngoại khoa phó chủ nhiệm Đàm Quốc Lương trên đầu. Tại Chu Văn Bân xem ra, chuyện này đã được đến tốt nhất giải quyết, lúc đầu Vương Đại Lôi muốn 300 vạn đâu, bệnh viện danh giới cuối cùng là 5 vạn, thực tế bồi giao 3 vạn, các phương hẳn là đều có thể tiếp nhận. Nhưng là không nghĩ tới Đàm Quốc Lương đối với cái này oán khí cực lớn, khi biết kết quả xử lý về sau, trước tiên đi tới y tế chỗ, hướng về phía Chu Văn Bân đập lên cái bàn, Chu Văn Bân, các ngươi dựa vào cái gì thay ta làm chủ? Ta lại không sai, bệnh viện nguyện ý bồi thường, các ngươi bồi a? Dựa vào cái gì chụp tiền của ta? Chu Văn Bân cười nói, lão Đàm, ngươi đừng nóng giận a, Vương Đại Lôi muốn 300 vạn, hiện tại 3 vạn khối, chứng thực đến cá nhân ngươi cũng bất quá 6 ngàn. Ta xem chuyện này liền cũng đừng dây dưa nữa. Vì chuyện này y tế chỗ nhưng khốn nhiễu không ít thời gian, thật vất vả giải quyết Vương Đại Lôi, nghĩ không ra Đàm Quốc Lương lại kêu la. Đàm Quốc Lương nói, ai dây dưa ngươi rồi? 6 ngàn là không nhiều, nhưng không nên ta cầm a, nếu như là lỗi của ta lầm, đừng nói 6 ngàn, liền xem như 6 vạn ta đều nhận, ta nếu là ra số tiền kia, liền chứng minh ta sai rồi, vấn đề là ta không sai a. Lão Đàm, ta biết ngươi ủy khuất, nhưng bệnh viện chúng ta chính sách chính là cái này bộ dáng, phát sinh chữa bệnh tranh chấp, tất cả mọi người đối xử như nhau, coi như ngươi không sai, nhưng lần này tranh chấp là bởi vì ngươi mà lên a. Đàm Quốc Lương nói, cái gì gọi là nguyên nhân bắt nguồn từ ta? Còn không phải là vì bệnh viện, chúng ta tân tân khổ khổ cho bệnh viện kiếm tiền, các ngươi làm cái gì? Chút chuyện như thế đều giải quyết không tốt sao? Y tế chỗ đều là cùng một chỗ làm việc, không có chủ nhiệm văn phòng. Có chuyện riêng tư bình thường đều đi sát phách điều giải thất đàm, Đàm Quốc Lương như thế ồn ào, không để ý chút nào Hứa Thuần Lương cùng Trình Tiểu Hồng đều ở đây. Chu Văn Bân cũng hỏa, cái mông đều giúp ngươi lau xong, ngươi còn lai kình, đã ngươi Đàm Quốc Lương không nể mặt ta, ta cũng không cần thiết khách khí với ngươi, lão Đàm, ngươi nếu là có cái gì bất mãn đi tìm lãnh đạo. Ngươi ít cầm lãnh đạo hù dọa ta, các ngươi xử lý sự tình, các ngươi định bồi thường phương án, ta tìm ngươi, ngươi trưng cầu ta đồng ý sao? Hứa Thuần Lương rốt cuộc nghe không nổi nữa, Đàm phó chủ nhiệm, chuyện này là ta xử lý, ngài có cái gì bất mãn xông ta tới. Đàm Quốc Lương nhìn hắn một cái, bên cạnh đi, nơi này không có người nói chuyện phần. Chu Văn Bân là thật tức giận,
Đàm Quốc Lương, người thái độ gì? Vì chuyện của ngươi, chúng ta bận trước bận sau, chịu nhiều ít mắng, bị bao nhiêu uất khí, không có công lao cũng có khổ lao a. Ngươi bây giờ cái dạng này rõ ràng là lấy oán trả ơn. Ngươi nói ai lấy oán trả ơn? Nói ngươi. Hứa Thuần Lương nói, Chu chủ nhiệm, ngài bất giận, không đáng chấp nhặt với hắn, đã người ta không lĩnh tình, chúng ta cũng đừng rơi cái này oán trách, ta quay đầu cùng Vương Đại Lôi nói một tiếng, để hắn đem tiền cho lui, điều giải sách cũng tranh thủ thời gian trả lại, dù sao cái kia bên cạnh đối trước mắt bồi thường tiền chán cũng không hài lòng, ta liền bội phục cương trực công chính kiên trì nguyên tắc người, Đàm phó chủ nhiệm ngài thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Đàm Quốc Lương sửng sốt, hắn không nghĩ tới Hứa Thuần Lương như thế tổn hại. Hứa Thuần Lương nói làm liền làm, ở ngay trước mặt hắn cho Vương Đại Lôi gọi điện thoại, Vương Đại Lôi, người đến bệnh viện một chuyến. Cố ý dùng đến miễn đề. Vương Đại Lôi bên kia có chút mộng bức, Hứa chủ nhiệm, sự tình không phải xử lý xong sao? Ta còn đi làm cái gì? Hắn hiện tại ngược lại có chút lo lắng Trường Hưng bệnh viện đổi ý. Hứa Thuần Lương nói, Đàm phó chủ nhiệm có chuyện tìm ngươi. Hắn đưa di động đưa tới Đàm Quốc Lương trước mặt, Đàm phó chủ nhiệm, ngươi nói a, có chuyện gì ngươi trực tiếp cùng Vương Đại Lôi nói a. Đàm Quốc Lương bị hắn ngược lại đem một quân, một gương mặt mo đỏ bừng lên, xấu hổ a, chớ nhìn hắn một trận tà hỏa dám hướng về phía y tế chỗ phát, nhưng là đối Vương Đại Lôi hắn không dám, Vương Đại Lôi trong khoảng thời gian này dây dưa đã thành hắn ác mộng, bồi ba vạn chấm dứt chuyện này hắn không có cảm thấy không ổn, nhưng là để chính hắn móc 6.000, tâm hắn đau. Sở dĩ đến y tế chỗ náo, là bởi vì thông qua loại phương thức này, bình thường trong nội viện sẽ làm ra nhượng bộ, nói không chừng tiền này cũng không cần mình rút. Đàm Quốc Lương miệng ngập ngừng một chút, cái kia Vương Đại Lôi a, sự tình đã giải quyết, chuyện này hoàn toàn kết a. Chu Văn Bân một bên nghe, trong lòng thầm mắng thứ hèn nhát, người mẹ nó vừa mới cùng ta đùa nghịch huy phong dũng khí đâu. Vương Đại Lôi ở trong điện thoại nở nụ cười, Đàm chủ nhiệm, yên tâm đi. Ta cùng Hứa chủ nhiệm đều hứa hẹn qua, oan gia nên giải không nên kết, về sau gặp mặt vẫn là bằng hữu. Đàm Quốc Lương ừ một tiếng, nhìn xem Hứa Thuần Lương, ý là ngươi đem điện thoại phủ lên đi. Hứa Thuần Lương nói, Vương Đại Lôi, còn có một việc ta phải giải thích cho ngươi a, bệnh viện chúng ta đưa cho ngươi 3 vạn khối tiền, bên trong có 6.000 là Đàm phó chủ nhiệm người bồi giao, cho nên sẽ phân hai phê tới sổ, nếu như kia 6.000 không có thể kịp thời tới sổ. Người nhắc nhở một chút Đàm phó chủ nhiệm là được, đừng đến chúng ta y tế chỗ muốn. Biết, biết. Đàm Quốc Lương triệt để trợn tròn mắt, tiểu tử này đủ hung ác a, trực tiếp đem mình cho bán đi. Chu Văn Bân trong lòng cái này thống khoái a, Đàm Quốc Lương, người không nhiều bức a. Hướng chúng ta y tế chỗ phát tà hỏa, tuyển lộn chỗ. Hứa Thuần Lương cúp điện thoại, Đàm phó chủ nhiệm, ta sẽ thông báo cho tài vụ, trước cho Vương Đại Lôi chuyển 2.4 vạn. Tài khoản của hắn ta cho ngươi, ngươi nếu là cảm thấy ủy khuất, ngươi tiếp tục kiên trì nguyên tắc, ta bội phục ngươi, nhưng là ta cũng phải nhắc nhở ngươi, về sau hắn lại tìm ngươi phiền phức, đó chính là tư nhân nợ nần tranh chấp, cùng chúng ta y tế chỗ không quan hệ, cùng Trường Hưng bệnh viện cũng không có quan hệ gì, nếu như gặp phải cái gì nhân thân uy hiếp, ngươi phải nắm chắc báo cảnh. Ta tin tưởng cảnh sát sẽ cho ngươi cung cấp trợ giúp. Đàm Quốc Lương mặt xanh một miếng tử một khối, oán ai đến, khó xử đều là mình tìm. Nháo đến loại tình trạng này hắn cũng không biết làm sao xuống đài. Chu Văn Bân phi thường phối hợp, bên kia đã bắt đầu cho tài vụ khoa gọi điện thoại. Đàm Quốc Lương tranh thủ thời gian ngăn cản nói, lão Chu, cái kia ta tìm ngươi có việc nói riêng. Chu Văn Bân đưa điện thoại cho buông xuống, Đàm Quốc Lương chỉ sát phách, Chu Văn Bân cũng không muốn đem sự tình làm tuyệt, thở dài cùng hắn đi sát phách điều giải thất. Hai người vừa đi ra ngoài, Trình Tiểu Hồng liền nở nụ cười, đáng đời. Người nào a, tá ma giết lừa. Hứa Thuần Lương nói, ta không phải. Trình Tiểu Hồng liếc mắt, nhưng trong lòng đối với hắn đã phục sát đất, từ khi Hứa Thuần Lương đi vào y tế chỗ, có thể nói toàn bộ phòng cũ mạo thay mới nhan, ngay cả nàng đều đã có lực lượng, lại không như quá khứ như thế đi làm kinh sợ, sợ người bệnh đến nhà nháo sự. Chu Văn Bân ra ngoài không bao lâu liền trở lại, hướng bọn hắn cười nói, giải quyết, hắn đồng ý xuất tiền. Trình Tiểu Hồng nói, đi qua cảm thấy người khác còn rất khá, làm sao cái dạng này a? Chu Văn Bân nói, Thiêu tiên sinh quả đại phu, còn không phải nghe được mình bỏ tiền đau lòng a? Trình Tiểu Hồng nói, hắn một năm thu nhập không ít đi. Khẳng định so chúng ta nhiều, mặc dù là phó chủ nhiệm, 40-50 vạn cũng là có, đối lão bà hắn cũng là bệnh viện chúng ta, Mỹ Dung khoa chủ nhiệm Thái Vinh Quyên,
kiếm tiền so với hắn chỉ nhiều không ít, Vương Đại Lôi hẳn là biết gia đình của hắn tình trạng, cho nên mới mở miệng muốn nhiều như vậy. Trình Tiểu Hồng nói, có tiền như vậy còn như thế móc, chúng ta giúp hắn giải quyết vấn đề lớn như vậy, không nói mời ăn cơm, còn tới tìm chúng ta nợ bí mật. Chu Văn Bân thở dài một hơi nói, cho nên nói, y tế chỗ không dễ làm a, trong ngoài không phải người, thụ không hết thanh nẹp khí. Hứa Thuần Lương cười nói, Chu chủ nhiệm, ngài là không phải là bởi vì nguyên nhân này mới đem ta cho hố tiến đến. Chu Văn Bân nói, ta là thưởng thức ngươi, Tiểu Hứa, công việc của ngươi năng lực ta nhưng thấy rất rõ ràng, ta đã hướng nhân sự khoa nộp chính thức xin, đưa ngươi chính thức an bài tại y tế chỗ, làm rất tốt đi. Thông qua mấy một chuyện xử lý, hắn đã nhận định Hứa Thuần Lương là cái hiếm có nhân tài như vậy cũng không thể bị người khác cướp đi. Chu chủ nhiệm, ngài cũng không có trưng cầu ta đồng ý à. Tiểu Hứa, ta dám nói không có người so ngươi càng thích hợp phần công tác này, cố gắng công việc, tiền đồ vô lượng. Trình Tiểu Hồng nói, Hứa Thuần Lương, Chu chủ nhiệm nói ngươi vẫn không rõ, về sau ngươi chính là hắn khâm định người nối nghiệp, tương lai y tế chỗ chủ nhiệm. Chu Văn Bân cười ha hả, Tiểu Hứa còn trẻ như vậy, tiền đồ bất khả hạn lượng, sau này làm viện trưởng cũng có khả năng, ngươi cũng giống vậy. Trình Tiểu Hồng nói, quá bảo thủ, tương lai của chúng ta là tinh thần đại hải. Lúc này lại có người bệnh đến nhà Duy Quyền, Chu Văn Bân gặp được loại sự tình này theo thói quen né tránh, lấy cớ mình trong nội viện có hội, để Trình Tiểu Hồng tiếp đãi. Trước mắt y tế chỗ tạo thành một cái quy củ bất thành văn, nam người bệnh khiếu nại, Hứa Thuần Lương tiếp đãi, người nữ mắc bệnh khiếu nại chính là Trình Tiểu Hồng phụ trách, lão Chu Y Nguyên phụ trách họp, không đến bất đắc dĩ hắn mới sẽ không đích thân xuất mã. Đến đây khiếu nại người bệnh gọi Đông Mỹ Lệ, vốn là cơ quan trạm xăng dầu xuất nạp, nàng tới là khiếu nại Trường Hưng Bệnh viện Y Mỹ Trung tâm, tháng trước nàng tại Trường Hưng Y Mỹ Trung tâm làm mắt hai mí giải phẫu, đối thuật hậu hiệu quả rất không hài lòng, cho rằng đây là giải phẫu sự cố, mình bị hủy khuôn mặt. Trình Tiểu Hồng không phải lần đầu tiên giao thiệp với nàng, lần trước tại Y Mỹ Trung tâm tham gia cho hội trần, Mỹ Dung Khoa cho rằng giải phẫu hiệu quả cùng khôi phục cũng không tệ, không tồn tại giải phẫu sai lầm. Càng không tồn tại người bệnh nói tới hủy dung hiện tượng, cáo chi người bệnh, giải phẫu tồn đang khôi phục kỳ, để nàng nhiều một chút kiên nhẫn, chờ sau cùng khôi phục hiệu quả. Đông Mỹ Lệ lúc ấy ngược lại là tỏ ra là đã hiểu, nhưng nàng sau khi trở về đều không ngừng gọi 12.345 đường dây nóng, khiếu nại Trường Hưng Y Mỹ Trung tâm, sinh ra thật không tốt xã hội ảnh hưởng. Trình Tiểu Hồng về sau lại tự mình cùng đi nàng đi một chuyến Đông Châu Thị Y Hoạn tranh chấp điều giải trung tâm tiến hành điều giải. Nhưng là Đông Mỹ Lệ cũng không tiếp thụ, cho rằng thị điều giải trung tâm cùng Trường Hưng Bệnh viện thông đồng một mạch. Trình Tiểu Hồng bồi khuôn mặt tươi cười tướng Đông Mỹ Lệ mời đến trong văn phòng, cho nàng rót chén trà, Đông Đại Tỷ, ngài hôm nay đến có chuyện gì? Đông Mỹ Lệ chỉ vào cặp mắt của mình nói, ngươi nhìn kỹ một chút con mắt của ta. Trình Tiểu Hồng trừng lớn hai con mắt nhìn nàng, nói thật Đông Mỹ Lệ dáng dấp có chút có tiếng không có miếng, 40 tuổi người đã hiện ra vẻ mệt mỏi, làn da màu sắc ảm đạm. Khóe mắt cũng có không ít nếp nhăn nơi khóe mắt, vì tăng lên nhan chỉ đi vào Trường Hưng Bệnh viện Mỹ Dung Khoa làm mắt hai mí giải phẫu. Bằng tâm mà nói, cặp mắt của nàng ra làm được phi thường thành công, nhìn rất tự nhiên, nhưng là cũng không có cảm thấy so với quá khứ đẹp mắt, dù sao nội tình còn tại đó, mắt hai mí giải phẫu không có khả năng để một người nhan chỉ sinh ra thoát thai hoán cốt tăng lên. Trình Tiểu Hồng cũng đã làm đồng dạng giải phẫu, cho nên nàng ở phương diện này có nhất định quyền lên tiếng. Rất tốt ha. Che giấu lương tâm nói lời bịa đặt, ngươi nhìn không ra ta đôi mắt này một lớn một nhỏ a. Ngươi nhìn không ra ta hiện tại không bằng nguyên lai đẹp mắt a. Trình Tiểu Hồng lại chăm chú nhìn trong chốc lát, thật không nhìn ra con mắt một lớn một nhỏ, Đông Đại Tỷ, ta cảm thấy khôi phục được rất tốt ha. Trình Tiểu Hồng dùng từ khá là cẩn thận, thực sự cầu thị nói, đẹp mắt, từ nàng gương mặt này bên trên thật nhìn không ra. Đông Mỹ Lệ cười lạnh nói, các người một cái bệnh viện đương nhiên hướng về người một nhà nói chuyện, nhưng cũng không thể mở to mắt nói lời bịa đặt a. Đi qua ta mặc dù là mắt một mí, nhưng là ta tướng mạo coi như không tệ đi. Tại các người Y Mỹ Trung tâm kéo xong mắt hai mí về sau, con mắt liền trở nên một lớn một nhỏ. Vừa mới bắt đầu các người nói cần thời kỳ dưỡng bệnh, hiện tại cũng hơn một tháng, ta không những không có khôi phục, con mắt trở nên càng ngày càng xấu, ngay cả chồng của ta ngay cả chính mắt cũng không nguyện ý nhìn ta. Đông Đại Tỷ, không có nghiêm trọng như vậy à? Làm sao không nghiêm trọng? Hôm nay các ngươi nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp, không phải ta sẽ đem chuyện này hướng toàn xã hội công bố, ta lộ ra ánh sáng các ngươi.
Trình Tiểu Hồng khuyên nàng trước bất giận, định đem Y Mỹ trung tâm người phụ trách mời đi theo cho Đông Mỹ Lệ giải thích một chút. Đông Mỹ Lệ nói, được, người đem bọn hắn đều gọi đến, mở cho ta đao là Thái Vinh Quyên, đúng, đừng cho là ta không biết bệnh viện các người Mỹ Dung Khoa là tư nhân nhận thầu, hố ta nhiều tiền như vậy, còn đem ta làm cho người không ra người quỷ không ra quỷ, ta cùng các ngươi không xong. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, cái này Đông Mỹ Lệ tướng mạo không dám lấy lòng, kéo mắt hai mí đi qua thời đại chưa từng có, thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, há có thể tùy tiện động đao, nhưng cho dù là Đông Mỹ Lệ không khai đao, tướng mạo cũng đẹp mắt không đi nơi nào, hắn có chút náo không rõ, thuần thiên nhiên không tốt sao. Không phải ngày mốt cải tạo, cái gì y học Mỹ Dung, không phải liền là nhân thể làm giả công trình sao. Trình Tiểu Hồng mời Đông Mỹ Lệ đi trước sát phách điều giải thất ngồi tạm. Nàng ngựa lên liên hệ Y Mỹ trung tâm tương quan người phụ trách tới, có mấy lời dù sao không tiện ngay trước người bệnh bột nói. Trình Tiểu Hồng trước cho Y Mỹ trung tâm chủ nhiệm Thái Vinh Quyên gọi điện thoại, Thái Vinh Quyên ngay tại khai đao, muốn nửa giờ sau mới có thể xuống đài. Trường Hưng bệnh viện Y Mỹ trung tâm là nhận thầu phòng, thầu khoán Tằng Hồng Văn, là cái Mân Nam người, bọn hắn nơi đó không ít người tướng nhận thầu phòng làm thành sản nghiệp. Tằng Hồng Văn biểu thị mình không tiện tới, để y tế chỗ trước nói. Chuyện này còn phải là Thái Vinh Quyên ra mặt. Trình Tiểu Hồng cúp điện thoại, có chút buồn bực, phàn nàn Y Mỹ trung tâm đám người này vô cùng phiền phức, người ta khiếu nại phải là bọn hắn, chính bọn hắn còn không coi là chuyện to tát gì, chuyện gì đều hướng y tế chỗ đẩy, nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Y Mỹ trung tâm là hợp tác kinh doanh hình thức, xử lý tương đối khó giải quyết. Hứa Thuần Lương nói, gây chuyện kia nữ dáng dấp cũng khó nhìn a. Trình Tiểu Hồng hướng ngoài cửa quan sát. Để Hứa Thuần Lương tới, trên máy vi tính có Đông Mỹ Lệ khai đao trước sau ảnh chụp, Hứa Thuần Lương so sánh một chút, xác định khai đao sau so khai đao trước còn khó nhìn hơn một chút như vậy, Đông Mỹ Lệ nói tới lớn nhỏ mắt hiện tượng cũng không rõ ràng. Trình Tiểu Hồng nói, Mỹ Dung khoa chủ nhiệm Thái Vinh Quyên là Đàm Quốc Lương lão bà, muốn nói cái đôi này gần nhất cũng đủ không may a, lão Đàm sự tình vừa mới giải quyết, lão bà hắn lại bày ra chuyện. Hứa Thuần Lương nghe nói cái tầng quan hệ này, khinh thường cười nói, Đàm Quốc Lương như vậy năng lực, để chính hắn đi giải quyết thôi, chúng ta y tế chỗ đừng lội cái này vũng nước đục. Trình Tiểu Hồng nói, ngươi là không biết ở trong đó quan hệ, Mỹ Dung Khoa là phe thứ ba nhận thầu, nếu như trách nhiệm tại bệnh viện, bồi thường tiền cũng là phe thứ ba, bất quá chúng ta Trường Hưng bệnh viện danh dự khẳng định bị hao tổn, Tiểu Hứa, ngươi giúp ta đi lội Y Mỹ trung tâm. Làm gì? Nhìn xem Thái Vinh Quyên có phải hay không tại khai đao, nàng cho là mình không phải làm nhận gánh trách nhiệm. Đối với chuyện này phi thường tiêu cực, nàng người trong cuộc này không ra mặt, chúng ta cũng không tốt đàm. Hứa Thuần Lương biết Trình Tiểu Hồng đến lưu lại ứng phó Đông Mỹ Lệ, thế là đáp ứng xuống. Tiến về thời điểm, đối diện gặp Phó Viện trưởng Cảnh Văn Tú chính mang theo một đám hành chính nhân viên tại trong bệnh viện tuần tra, căn cứ chức trách phân công, phòng khám bệnh chữa bệnh về nàng phụ trách, mỗi tuần đều có hai lần thông lệ tuần sát. Bởi vì đi cái chính diện, Hứa Thuần Lương theo lễ phép cùng với nàng lên tiếng chào hỏi. Cảnh viện tốt. Cảnh Văn Tú chính mắt cũng không mang nhìn hắn, ưỡn ngực cất bước gặp thoáng qua, nàng vẫn luôn là này tấm cao cao tại thượng bộ dáng. Hứa Thuần Lương khó tránh khỏi có chút buồn bực, cái dám lớn một chút quan uy ngược lại là rất lớn, bệnh viện đại lão bản Cố Hậu Nghĩa cũng không có nàng lớn như vậy giá đỡ, nhớ năm đó lão tử thống lĩnh 10 vạn giáo chúng cũng không có ngươi kiêu ngạo như vậy chậm. Cảnh Văn Tú đi trôi qua về sau, nâng đỡ kính mắt, hướng bên người hành phong ban chủ nhiệm Lý Xảo Yến nói. Vừa rồi đó là ai a? Lý Xảo Yến nói, a, y tế chỗ mới tới làm việc Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương, Cảnh Văn Tú lặp lại một chút cái tên này, giờ phút này nàng còn chưa ý thức được người trẻ tuổi này đối nàng lấy hậu nhân sinh lực ảnh hưởng. Thái Vinh Quyên tại Đông Châu thị Mỹ Dung giới khá là danh khí, mấy năm trước do nhà nước cử đi Nam Hàn bồi dưỡng học tập, hoàn toàn chính xác học được một chút tiên tiến Mỹ Dung kỹ thuật. Mân Nam thương nhân Tằng Hồng Văn nhận thầu Mỹ Dung khoa về sau. Cùng Thái Vinh Quyên hợp tác đến một mực rất không tệ, tại Thái Vinh Quyên hình tượng chế tạo bên trên đầu nhập không ít. Thái Vinh Quyên mưu cầu danh lợi hoạt động xã hội, vẫn là khu hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên, đảng phái dân chủ nhân sĩ, bình thường xuyên thấu mang phi thường chú trọng, tính tình cũng có chút cao ngạo. Hứa Thuần Lương đến Trường Hưng thời gian mặc dù không dài, cũng đã phát hiện nho nhỏ Trường Hưng trong bệnh viện giai cấp rõ ràng, loại này giai cấp là lấy chức vị cùng tài phú định giá, chạy chữa liệu bộ phận tới nói. Bình thường thầy thuốc trẻ tuổi thu nhập không cao, cho dù là độc lập quản giường, cũng không có nhiều, nếu như có thể trở thành chữa bệnh tiểu tổ trưởng, liền có bay vọt về chất, trở thành phó chủ nhiệm,
chủ nhiệm thu nhập lại sẽ liên tục tăng lên. Bất luận cái gì thời đại, tài phú đều là phấn khích nơi phát ra, cho nên nói tài đại khí thô là có đạo lý. Trình Tiểu Hồng đối Thái Vinh Quyên vẫn tương đối hiểu rõ, nàng căn bản không có đi mở đao, bình thường tới nói, Mỹ Dung Khoa buổi chiều rất ít an bài giải phẫu, cho dù là an bài, Thái Vinh Quyên cũng rất ít tự thân lên đài. Hứa Thuần Lương đến nàng văn phòng thời điểm, Thái Vinh Quyên đang bồi một vị phu nhân ăn mặc nữ nhân nói chuyện phiếm, nhìn thấy hắn đẩy cửa tiến đến, chàng dùng gương mặt tinh xảo lập tức bản, ai bảo ngươi tiến đến. Ra ngoài, trong bệnh viện luôn có như vậy một bộ phận chủ nhiệm tính tình rất lớn, tự nhận ở trong viện hơn người một bậc. Hứa Thuần Lương gõ cửa, nhưng là không ai phản ứng, cho nên mới đẩy cửa. Hứa Thuần Lương không có bị nàng khí thế hùng hổ dọa người cho chấn trụ, nhìn qua Thái Vinh Quyên nói, người chính là Thái Vinh Quyên A. Thái Vinh Quyên ngây ngẩn cả người, Hứa Thuần Lương mặc bản viện quần áo lao động, cho nên nàng cho rằng là bệnh viện một cái hàng tiểu bối, loại người này bình thường là không bị nàng để ở trong mắt. Một cái hàng tiểu bối lại dám đối với mình gọi thẳng tên, lá gan cũng quá lớn. Cùng với nàng nói chuyện trời đất phu nhân cũng cảm thấy bầu không khí không đúng, cười cười nói, Thái chủ nhiệm có việc ta còn là đi trước. Thái Vinh Quyên có chút xấu hổ, kỳ thật cái này xấu hổ đều là chính nàng tìm, nếu như nàng không phải như vậy vênh váo hung hăng, Hứa Thuần Lương cũng sẽ không có hành động kế tiếp. Hứa Thuần Lương cũng mặc kệ nàng là cái gì Mỹ Dung Khoa chủ nhiệm, người không phải phách lối sao. Ta liền để ngươi biết phách lối hậu quả, ta y tế chỗ, có người bệnh khiếu nại tay ngươi thuật sự cố. Hiện tại người bệnh tại chúng ta nơi đó chờ lấy đâu, ta tới là chuyên tìm ngươi tới giải quyết vấn đề của ngươi. Thái Vinh Quyên một trương đỏ mặt lên, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho nàng lưu, tiểu tử này không biết mình ngay tại tiếp đãi khách quý sao. Lời này không là công nhiên đánh mình mặt sao. Phu nhân nghe được Hứa Thuần Lương, càng không nguyện ý dừng lại, cầm từ bản thân Hermes sắc tay, cáo từ rời đi. Thái Vinh Quyên nhớ tới thân đưa nàng, người ta khoát khoát tay để nàng dừng bước, vội vàng đi. Thái Vinh Quyên mặt âm trầm, người có ý tứ gì? Ngay trước ta bệnh nhân bột, người nói loại lời này có ý tứ gì? Ta không có ý gì chính là trình bày sự thật, thông chi ngươi một tiếng, làm phiền ngươi làm rõ ràng, chúng ta là đang giúp ngươi xử lý vấn đề. Nếu như ngươi không đi, ta có thể hiểu thành ngươi cự tuyệt chúng ta y tế chỗ cân đối, chỉ có thể để người bệnh trực tiếp tìm ngươi câu thông. Hứa Thuần Lương nói xong cũng nghênh ngang rời đi. Thái Vinh Quyên liền chưa thấy qua kiêu ngạo như vậy người trẻ tuổi. Nàng luôn luôn cho là mình tại Trường Hưng là có thân phận có địa vị, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, liền xem như viện trưởng Cố Hậu Nghĩa nhìn thấy nàng cũng là khách khách khí khí, dù sao nàng cũng là Trường Hưng chiêu bài một trong, quả thực là quá vô lễ. Thái Vinh Quyên tức giận đến toàn thân phát run, tìm ra y tế chỗ chủ nhiệm Chu Văn Bân điện thoại đánh qua. Chu Văn Bân vừa tiếp thông điện thoại, Thái Vinh Quyên lửa giận liền đập vào mặt, Chu Văn Bân, các người y tế chỗ đều người nào a? Người bình thường đều dạy thế nào đến thuộc hạ? Ta đang họp, Chu Văn Bân cấp tốc đã cúp điện thoại, vừa phủ lên điện thoại lại vang lên, Chu Văn Bân quyết định không tiếp, bởi vì lần trước Vương Đại Lôi sự tình, hắn đối Đàm Quốc Lương liền phi thường phản cảm, hiện tại Đàm Quốc Lương lão bà lại bày ra chuyện. Dứt bỏ trách nhiệm tại ai bất luận, Thái Vinh Quyên ngươi hướng ta phát cái gì lừa? Tìm ta hưng sư vấn tội ngươi còn chưa đủ tư cách. Hứa Thuần Lương trở lại y tế chỗ. Trình Tiểu Hồng gặp hắn trở về tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, Thái chủ nhiệm không đến. Nàng thích tới hay không, chúng ta lại không nợ nàng. Trình Tiểu Hồng có chút nóng nảy, rất phiền phức. Có gì có thể phiền phức, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hỏi trước một chút nàng tố cầu thì cái gì. Chúng ta giúp đỡ chuyển đạt, Hứa Thuần Lương không muốn lẫn vào chuyện này, về văn phòng tiếp lấy đọc sách. Không bao lâu liền nghe đến sát phách điều giải thất tiếng ồn ào. Trình Tiểu Hồng không cách nào tướng Đông Mỹ Lệ giải quyết, Đông Mỹ Lệ cảm xúc phi thường kích động. Hứa Thuần Lương, người mau chạy tới a. Nghe được Trình Tiểu Hồng tiếng cầu trợ, Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian chạy tới, một màn trước mắt để hắn lấy làm kinh hãi. Đông Mỹ Lệ vậy mà bò tới điều giải thất trên bệ cửa sổ, làm bộ muốn từ cửa sổ nhảy đi xuống. Đông Mỹ Lệ thét to, các ngươi tất cả đều là rắn chuột một ổ, cùng một ruột, cấu kết với nhau làm việc xấu. Hủy mặt của ta, còn không chịu nhận gánh trách nhiệm, để cho ta kiếp sau sống thế nào a? Ta không sống được. Trình Tiểu Hồng dọa sợ, Đông đại tỷ, có lời gì ta trước xuống tới nói được không? Ta không xuống, hôm nay các ngươi Trường Hưng bệnh viện nếu là không có thể cho ta một cái minh xác thuyết pháp, ta liền từ phía trên nhảy đi xuống. Hứa Thuần Lương cho bảo vệ khoa gọi điện thoại, lần này bảo vệ khoa không dám chậm trễ,
khoa trưởng Vu Hướng Đông dẫn đầu hơn 10 tên bảo an cấp tốc chạy tới. Hứa Thuần Lương tại hiện trường một mực không nói chuyện, bằng trực giác phán đoán cái này Đông Mỹ Lệ chắc chắn sẽ không nhảy lầu, nàng chẳng qua là phô trương thanh thế, nghĩ mở rộng ảnh hưởng thôi, càng là như thế, càng là không thể nào tự sát, kỳ thật y tế ở vào lầu 2, thật nhảy đi xuống cũng quăng không chết. Vu Hướng Đông hỏi rõ tình huống, trước phái mấy tên bảo an đi dưới lầu nhìn xem, bên này hắn gọi điện thoại cho Thái Vinh Quyên, để Thái Vinh Quyên tranh thủ thời gian tới, nếu như náo chết người, sự tình liền thật không dễ giải quyết. Thái Vinh Quyên nghe nói Đông Mỹ Lệ muốn nhảy lầu, tự nhiên không còn dám chậm trễ, vội vàng hấp tấp đuổi tới hiện trường. Vu Hướng Đông cũng liên hệ cảnh sát không có trước khi đến, Chu Văn Bân đã nghe hỏi chạy tới, mặc dù chữa bệnh tranh chấp là Mỹ Dung Khoa, nhưng là người ta là bò lên y tế chỗ cửa sổ, nếu quả thật nhảy đi xuống, y tế chỗ cũng là muốn nhận gánh trách nhiệm. Hứa Thuần Lương một bộ không đếm xỉa đến thái độ, hắn đối Thái Vinh Quyên một chút hảo cảm cũng không có, ngươi không phải ngạo mạn sao? Ngươi nếu có gan thì đừng đến a. Hiện tại Thái Vinh Quyên đã mất đi chấn định, nhất quán ngạo mạn trên gương mặt gạt ra lấy lòng tiếu dung, Đông Mỹ Lệ, ngươi trước xuống tới lại nói. Đông Mỹ Lệ nói, ta sống không có ý nghĩa, ta không muốn sống, ta bị ngươi hủy khuôn mặt. Thái Vinh Quyên nói, ngươi đây không phải thật đẹp mắt. Đánh giám. Ngươi mở to mắt nói lời bịa đặt, ngươi đem con mắt ta đều cắt thành cái gì rồi? Một lớn một nhỏ ngươi không nhìn thấy a? Ngươi mù a? Thái Vinh Quyên bị nàng trước mặt mọi người thóa mạ, cũng không dám cãi lại, sợ không cẩn thận kích thích Đông Mỹ Lệ, nếu quả thật nhảy đi xuống làm sao bây giờ? Chu Văn Bân nói, Đông Mỹ Lệ nữ sĩ, chúng ta đều tới, ngươi trước xuống tới, có vấn đề gì không thể đàm? Có vấn đề gì không có thể giải quyết? Ngươi dù sao cũng phải đem tố cầu nói cho chúng ta biết ha. Đông Mỹ Lệ căn bản liền không muốn nhảy lầu, chính là nghĩ chế tạo ảnh hưởng, nhìn thấy đem người đều cho giày vò tới, mục đích đã đạt tới, nàng từ trên bệ cửa sổ xuống tới, ta không thể chết, ta chết đi chẳng phải là tiện nghi các ngươi. Nguy cơ đã giải trừ, liền không có mời cảnh sát tất yếu, Vu Hướng Đông tranh thủ thời gian liên hệ cảnh sát, nói cho bọn hắn không cần tới, hắn cũng thấy rõ, chính là vừa ra Đông Mỹ Lệ tự biên tự diễn nháo kịch. Đông Mỹ Lệ trở lại trên ghế salon ngồi xuống, trà đã nguội, nàng để Trình Tiểu Hồng cho mình đổi một chén nước. Chu Văn Bân cùng Vu Hướng Đông trao đổi một chút, để hắn mang theo bảo an đi trước bên ngoài. Đừng đem động tĩnh huyên náo quá lớn, quay đầu kinh động đến trong nội viện, lại phải bị phê bình, hắn cũng minh bạch, hôm nay động tĩnh đã đủ lớn, viện trưởng khẳng định biết, đợi lát nữa không biết muốn làm sao phê bình chính mình. Đóng lại điều giải thất đại môn, Đông Mỹ Lệ nhìn qua Thái Vinh Quyên nói, Thái đại chủ nhiệm, người thật là bận bịu a. Ta một mực công việc đều bề bộn nhiều việc, người dạng này nào có ý tứ sao? Không có ý nghĩa, ta sống đều không có ý nghĩa, ngày nào ta muốn là chết, chính là ngươi làm hại, ta hóa thành lệ quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thái Vinh Quyên trong lòng dùng mình một cái, đi qua làm sao không có phát hiện Đông Mỹ Lệ khó chơi như vậy. Chu Văn Bân khuyên các nàng đều giữ vững tỉnh táo, mọi người gặp mặt chủ yếu vẫn là giải quyết vấn đề. Đông Mỹ Lệ đến cùng có cái gì không hài lòng có thể ở trước mặt mọi người nói thẳng ra. Đông Mỹ Lệ nói, còn muốn ta nói bao nhiêu lần, tay nàng thuật sự cố, mắt hai mí mở cho ta hỏng, hiện tại con mắt của ta một lớn một nhỏ, từ khi khai đao sau lại ngứa vừa đau, ta còn thị lực mơ hồ, ngay cả con mắt đều bế không lên, nhân sinh của ta đều bị nàng làm hỏng. Thái Vinh Quyên nhưng không thừa nhận nàng chỉ trích, nơi nào có một lớn một nhỏ. Ngươi nói tay ta thuật có vấn đề. Có thể tìm chuyên gia giám định a. Nếu như giám định kết quả là thủ thuật của ta trách nhiệm, ta chắc chắn sẽ không né tránh. Người nào không biết các ngươi đều là thông đồng tốt, các ngươi giám định căn bản cũng không có thể tin. Ngươi không tin tưởng chúng ta bệnh viện giám định có thể đi tìm giảm, trong thành phố không được còn có trong tỉnh, nếu như tỉnh lý giám định kết quả ngươi còn cảm thấy không thể tin, có thể tiếp tục tìm càng quyền uy cơ cấu, có phải hay không giải phẫu sự cố ngươi nói không tính. Thái Vinh Quyên tại chuyên nghiệp bên trên một bước cũng không nhường dựa vào lý lẽ biện luận. Chu Văn Bân cũng là ngoại khoa xuất thân, mặc dù cũng không phải là Mỹ Dung chuyên nghiệp, nhưng từ hắn góc độ chuyên nghiệp đến xem, Đông Mỹ Lệ mắt hai mí giải phẫu là thành công, không có một lớn một nhỏ, đến tại cái gì lại ngứa vừa đau, thị lực mơ hồ, đều là người bệnh chủ quan cảm thụ, tính chân thực còn đợi chứng thực. Đông Mỹ Lệ nữ sĩ, người có cái gì cụ thể tố cầu? Chu Văn Bân dự định trước thăm dò Đông Mỹ Lệ át chủ bài, bình thường y hoạn tranh chấp, tuyệt đại đa số đều là yêu cầu bồi thường, hắn đoán chừng Đông Mỹ Lệ cũng hẳn là như thế này. Đông Mỹ Lệ cười lạnh nói,
có ý tứ gì? Ngươi cho rằng ta là đang cố ý lừa bịp lừa dối bệnh viện các ngươi? Nghĩ tác thủ bồi thường sao? Nhà chúng ta không thiếu tiền. Nàng nâng tay lên, thuận tiện phô bày một chút nàng phỉ thúy vòng tay, ta chiếc vòng tay này liền có thể gặp phải các ngươi cả đời tiền lương. Thái Vinh Quyên liếc qua, trong lòng tự nhủ thật đúng là không thể, nàng cũng thích phỉ thúy, cái này vòng tay là băng chủng không giả, nhưng giá cả cũng không có khoa trương đến nước này, từ nàng tiếp xúc Đông Mỹ lệ quá trình đến xem, nữ nhân này dung tục con buôn, gia đình điều kiện thật là không tệ, trượng phu là đất khô xây công trình, là điển hình nhà giàu mới nổi, nhưng là nói một con vòng tay gặp phải nàng cả đời tiền lương. Thật là xem thường bọn họ thầy thuốc, chân chính so ra, Đông Mỹ lệ vốn liếng chưa hẳn so với nàng giàu có. Chu Văn Bân nói, vậy ngươi đến cùng có cái gì tố cầu? Đông Mỹ Lệ nói, ta hiện tại muốn được là các ngươi Trường Hưng Bệnh viện thừa nhận giải phẫu sự cố, thừa nhận cho ta tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, ta muốn người gây ra họa cho ta công khai xin lỗi, cũng bồi thường lần giải phẫu này mang đến cho ta nhục thể cùng tinh thần chỗ có tổn thất, giữ lại truy cứu đến tiếp sau trách nhiệm hết thảy quyền lực. Chu Văn Bân âm thầm hút miệng hơi lạnh, nữ nhân này hiển nhiên là làm qua công khóa, có chuẩn bị mà đến a. Không đề cập tới cụ thể kim ngạch, nhưng là từ nàng lời nói này liền có thể đánh giá ra, nàng muốn đến tuyệt không phải một con số nhỏ. Thái Vinh Quyên cho rằng Đông Mỹ Lệ liền là cố ý gây chuyện, nàng làm qua mắt hai mí giải phẫu nhiều lắm, cơ hồ không có gì sai lầm, Đông Mỹ Lệ giải phẫu hiệu quả hẳn là không tệ, nói mình đem nàng hủy khuôn mặt, liền nàng kia nội tình, hủy lại có thể hủy đi nơi nào. Việc quan hệ danh dự của mình, Thái Vinh Quyên mới không chịu nhận gánh trách nhiệm, lạnh lùng nói, Đông Mỹ Lệ. Nếu như ngươi kiên trì cho rằng như vậy, có thể đi giám định, thực sự không được, ngươi có thể đi pháp viện khởi tố. Đông Mỹ Lệ nói, bệnh viện các ngươi liền thái độ này. Đều nói các ngươi Trường Hưng y đức thấp, ta hiện tại xem như lĩnh giáo. Thái Vinh Quyên nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta trở về, còn có bệnh nhân chờ lấy ta. Nàng đứng dậy muốn đi, Đông Mỹ Lệ tiến lên bắt lấy nàng, sự tình không nói rõ ràng ngươi đừng nghĩ đi. Thái Vinh Quyên cũng không phải cái tốt tính, giận dữ hét, buông tay. Nàng dùng sức hất lên, Đông Mỹ Lệ tay bị nàng hất ra, ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, Đông Mỹ Lệ trên tay phỉ thúy vòng tay tuột tay bay ra ngoài, leng keng một tiếng rơi trên mặt đất, rơi vỡ nát. Tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, Đông Mỹ Lệ hét lên một tiếng, ngồi xổm xuống nhặt lên đã quẳng thành vài đoạn vòng tay, cực kỳ đau lòng, Thái Vinh Quyên, ngươi theo giúp ta vòng tay. Chu Văn Bân thật sự là đau đầu. Lúc đầu sự tình liền đủ tê dại phiền toái, hiện tại lại náo loạn một màn này, vòng tay là tại hai người lôi kéo thời điểm chóc ra, nguyên nhân gây ra là Đông Mỹ Lệ trước xông đi lên dây dưa, nhưng Thái Vinh Quyên cũng không phải một điểm trách nhiệm đều không có. Thái Vinh Quyên sửng sốt một chút, sau đó cũng không quay đầu lại đi, cục diện rối rắm để lại cho y tế chỗ. Đông Mỹ Lệ nhưng không vui, ngồi dưới đất khóc lóc om sòm lăn lộn, ồn ào nàng lấy bị Trường Hưng bệnh viện người đánh. Nằm trên mặt đất cho chồng nàng Thạch Chí Vĩ gọi điện thoại, chồng nàng nghe xong cái này còn cao đến đâu, lập tức mang theo hơn 10 công nhân chạy tới Trường Hưng bệnh viện. Bảo vệ khoa Vu Hướng Đông lúc đầu coi là đều vô sự, nhưng nghe nói sự tình lại náo đi lên, mà lại lần này huyên náo càng lớn, tranh thủ thời gian mang theo bảo an chạy tới y tế chỗ, kịp thời đem Thạch Chí Vĩ đám người kia cản lại. Có việc nói sự tình, mang nhiều người như vậy đến dính líu tụ chúng nháo sự. Vu Hướng Đông tướng mức độ nghiêm trọng của sự việc hướng Thạch Chí Vĩ nói rõ, Thạch Chí Vĩ cũng liền không có để hắn công nhân đi theo lên. Đông Mỹ Lệ nằm tại điều giải trong phòng khóc không ngừng, Trình Tiểu Hồng ở một bên khuyên. Chu Văn Bân cùng Hứa Thuần Lương đều về tới y tế chỗ, nữ nhân này khó đối phó, bọn hắn cũng không dám áp sát quá gần, vạn nhất phu hãm bọn hắn phi lễ quấy rối liền phiền toái. Chu Văn Bân đối Hứa Thuần Lương ký thác kỳ vọng, Tiểu Hứa A, ngươi nhiều chú ý, nghĩ một chút biện pháp. Hứa Thuần Lương nói, y Mỹ trung tâm không phải nhận thầu sao? Dù sao xảy ra sự tình là thầu khoán lấy tiền, cùng Trường Hưng quan hệ không lớn a. Nào có đơn giản như vậy, không là đơn thuần nhận thầu, là quan hệ hợp tác, liền xem như nhận thầu, ngoại giới cũng mặc kệ nhiều như vậy, đều sẽ đem khoản nợ này tính tại Trường Hưng bệnh viện trên đầu, cuối cùng tổn hại đến vẫn là chúng ta danh dự. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, ta cảm thấy đi, chuyện này có chút hoàng đế không vội thái giám gấp. Thái Vinh Quyên chính mình cũng việc không đáng lo, chúng ta đi theo bận rộn cái gì, đến cuối cùng người ta không những không cảm kích chúng ta, còn phải rơi oán trách. Chu Văn Bân thở dài, Đàm Quốc Lương hai người này không phải người một nhà không tiến một nhà cửa, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại,
Đông Mỹ Lệ giải phẫu không có tật xấu gì, ta nhìn nàng liền là cố ý nháo sự. Kia không thì càng dễ làm, dù sao chúng ta chiếm lý, để nàng náo đi, ta cũng không tin, pháp viện còn có thể hướng về nàng. Chu Văn Bân nói, chúng ta lo lắng không phải pháp viện, là xã hội dư luận, hiện tại dư luận vốn là đối chúng ta cái nghề này bất lợi, chỉ cần xảy ra chuyện, dân chúng đều cho rằng là trách nhiệm của chúng ta, bọn hắn mới mặc kệ chân tướng là cái gì, người đến y tế chỗ cũng có một đoạn thời gian, hẳn là có hiểu rõ à. Lúc này Thạch Chí Vĩ tìm đến đây, vừa tiến đến liền lớn tiếng hét lên, ai là người phụ trách nơi này? Chu Văn Bân đứng lên nói, ta. Thạch Chí Vĩ nắm chặt song quyền hướng về phía hắn liền đi tới, Chu Văn Bân nhìn thấy hắn khí thế hung hăng bộ dáng, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, ngươi. Ngươi muốn làm gì? Thạch Chí Vĩ mặc dù không có nhiều văn hóa, cũng sẽ không phạm tại người ta đơn vị đánh người sai lầm, ngươi giao nổi trách nhiệm sao? Lão bà của ta bị các ngươi hủy khuôn mặt tính thế nào? Các ngươi ẩu đả lão bà của ta nói thế nào? Biết kia vòng tay bao nhiêu tiền không? Chu Văn Bân nói, ta nói vị đồng chí này, ngươi trước đừng kích động, tình huống cụ thể ngươi cũng không hiểu rõ, chúng ta là có màn hình giám sát. Thạch Chí Vĩ nói, màn hình giám sát cũng có thể làm giả, ta cái gì chưa thấy qua, các ngươi chỉ để lại đối với mình có lợi, bất lợi toàn bộ xóa bỏ, lừa gạt ai đây? Đồng chí ngươi nói cũng không đúng như vậy, chúng ta Trường Hưng bệnh viện không có khả năng làm chuyện loại này. Các ngươi Trường Hưng bệnh viện làm được chuyện thất đức còn ít à. Đông Châu thì mấy chỗ bệnh viện lớn bên trong liền đếm các ngươi thanh danh kém cỏi nhất. Hứa Thuần Lương nói, đã chúng ta Trường Hưng bệnh viện thanh danh kém cỏi nhất, vì cái gì còn để lão bà ngươi tới đây khai đao? Ngươi đây không phải đem nàng hướng trong hố lửa đẩy sao? Thạch Chí Vĩ lúc này mới lưu ý đến Hứa Thuần Lương tồn tại, nhìn hằm hằm hắn nói, người mẹ nó làm sao nói đâu? Ta một mực liền nói như vậy. Ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm, nơi này là Trường Hưng bệnh viện, ngươi dám cùng ta không sạch sẽ, cẩn thận ta quất ngươi. Giống Thạch Chí Vĩ loại này nhận thầu công trường hơn phân nửa đều là xã hội người, bình thường quá ngang ngược, đều là hắn khi dễ người khác, rất ít bị người khác khi dễ, chỉ vào Hứa Thuần Lương nói, ngươi mẹ nó biết ta là ai không? Chọc giận ta, vài phút để ngươi từ bệnh viện xéo đi. Hứa Thuần Lương đứng dậy, Chu Văn Bân biết tiểu tử này không phải loại lương thiện. Mặc dù hắn cũng phản cảm Thạch Chí Vĩ loại người này, nhưng là tại y tế chỗ đánh nhau luôn luôn không tốt, bệnh viện mới mặc kệ nguyên nhân gì, khẳng định sẽ trước lấy chính mình người khai đao. Chu Văn Bân ngăn lại Hứa Thuần Lương khuyên hắn tuyệt đối đừng xúc động. Thạch Chí Vĩ khí thế hung hăng nói, ngươi tránh ra cho ta, lông đều không có đâm đủ dám cùng ta nghiêu bức, hôm nay lão tử không phải giáo dục hắn không thể. Hứa Thuần Lương lạnh lùng nhìn qua Thạch Chí Vĩ, cái này gia súc thật là muốn chết, trong lòng sát cơ nghiêm nghị. Ngăn lại hắn Chu Văn Bân không khỏi cảm thấy dùng cả mình, có chút kỳ quái, hôm nay điều hòa không khí làm lạnh hiệu quả làm sao tốt như vậy. Bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông mang theo mấy tên bảo an đi tới y tế chỗ, hỗ trợ đem Thạch Chí Vĩ cùng Hứa Thuần Lương tách ra. Thạch Chí Vĩ không buông tha nói, tiểu tử, tốt nhất đừng để ta ở bên ngoài gặp được ngươi, ta nếu không đem ngươi đánh cái răng rơi đầy đất, ta mẹ nó theo họ ngươi. Nói xong a, ngươi nếu là không làm như vậy chính là nhỏ nương dưỡng. Thạch Chí Vĩ xông đi lên muốn đi đạp Hứa Thuần Lương, bị Vu Hướng Đông một mực ôm lấy, bớt giận, chớ cùng người trẻ tuổi so đo. Một đám người lại kéo lại khuyên, đem Thạch Chí Vĩ cho ngăn cản ra ngoài. Hứa Thuần Lương người không việc gì một dạng nở nụ cười, Chu Văn Bân nói, ngươi còn không biết xấu hổ cười, chúng ta y tế chỗ là hỗ trợ cân đối, làm dịu mâu thuẫn, không là muốn đem mâu thuẫn kích thích. Ta phiền nhất loại này trong túi có hai tiền bẩn. Liền lão tử đệ nhất thiên hạ nước tiểu tính. Chu Văn Bân nói, loại tiểu nhân này tốt nhất đừng đắc tội, người còn trẻ, về sau liền biết, hành động theo cảm tính không cần thiết, nếu như mỗi sự kiện đều muốn tranh cái không phải là đúng sai, công việc của chúng ta cũng không cách nào làm. Hắn trấn an một chút Hứa Thuần Lương, ra ngoài cùng Thạch Chí Vĩ cặp vợ chồng hiệp thương. Bởi vì mâu thuẫn còn không có đạt được giải quyết, bảo vệ khoa trưởng Vu Hướng Đông cũng không có lập tức rút lui. Tại Chu Văn Bân bên cạnh bàn làm việc ngồi xuống, hảo tâm nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, cái này Thạch Chí Vĩ là làm cát đá khối đất, có chút tiền, quan hệ xã hội rất rộng. Hứa Thuần Lương nói, kẻ trâu bò đến đâu cũng sẽ nhiễm bệnh a, trời gây nhiệt còn nhưng tha thứ, tự gây nhiệt thì không thể sống, hắn gần nhất khẳng định phải xảy ra chuyện. Vu Hướng Đông thổi phù một tiếng nở nụ cười, lúc đầu hắn đối Hứa Thuần Lương còn có chút ý kiến, nhưng hôm nay lại cảm thấy tiểu tử này rất thú vị. Vừa rồi kia lời nói là nguyền rủa sao?
nếu như nguyền rủa hữu dụng còn muốn bọn hắn bảo vệ khoa làm gì? Y tế chỗ bên này náo động tĩnh lớn như vậy, sớm đã truyền khắp toàn bộ hành chính ký túc xá, nhưng là bệnh viện hành chính phòng tạo thành một cái quy củ bất thành văn, mọi người tự quét tuyết trước cửa, không quản người khác trên ngói xương, vô luận bên ngoài huyên náo nhiều hung ác, cũng không sẽ chủ động góp cái này náo nhiệt. Huống hồ y tế chỗ cơ hồ mỗi ngày đều có chuyện phát sinh, bọn hắn cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thái Vinh Quyên đi tìm đại lão bản Cố Hậu Nghĩa, làm Cố Hậu Nghĩa một tay để bạt nghiệp vụ cốt cán, nàng cùng viện trưởng quan hệ cũng không tệ. Thái Vinh Quyên cảm thấy phi thường ủy khuất, nàng kiên trì cho rằng Đông Mỹ Lệ giải phẫu không tồn tại vấn đề gì, hôm nay đem mình huyên náo chật vật như thế, cố nhiên có Đông Mỹ Lệ nguyên nhân, nhưng là y tế khắp nơi sự tình không giờ cũng thoát không ra liên quan. Thái Vinh Quyên làm việc dứt khoát, viết một phong đơn từ chức trực tiếp đưa tới Cố Hậu Nghĩa trước mặt. Cố Hậu Nghĩa nhìn qua nàng đưa tới đơn từ chức, hơi kinh ngạc, nhỏ Thái, làm cái gì vậy? Cố viện trưởng, Trường Hưng hiện tại chữa bệnh hoàn cảnh đã không thích hợp ta, đây là ta đơn từ chức, hy vọng ngài có thể phê chuẩn. Người đến tột cùng là đối đãi ngộ không hài lòng vẫn là đối ta không hài lòng. Cố viện không nên hiểu lầm, ngài đối với ta rất tốt, ta là ngài bồi dưỡng lên, ngài hẳn phải biết, ta yêu quý phần công tác này, đối đãi gặp cũng không quá cao yêu cầu. Ta chỉ là cảm thấy có chút trái tim băng giá. Cố Hậu Nghĩa kỳ thật đã nghe nói chuyện của nàng, một đoán liền cùng cái này khởi chữa bệnh tranh chấp có quan hệ, mỉm cười nói, đem ủy khuất của ngươi nói cho ta nghe một chút, ta làm cho ngươi chủ. Thái Vinh Quyên đem chuyện đã xảy ra hôm nay đơn giản miêu tả một lần, càng nói càng là kích động, ta không rõ y tế chỗ là thế nào làm việc. Gặp được chữa bệnh tranh chấp, bọn hắn đầu tiên nghĩ đến không là bảo vệ bản viện công nhân viên chức, mà là đem chúng ta đẩy đi ra. Để chúng ta trực tiếp bột đối với bệnh nhân, không chút nào cân nhắc cảm thụ của chúng ta. Vành mắt nàng đỏ lên, hôm nay Đông Mỹ Lệ nhào về phía nàng phát sinh dây dưa một màn vẫn làm cho nàng cảm thấy tim đập nhanh, Đông Mỹ Lệ loại kia bát phụ sự tình gì cũng có thể làm ra, phúc vô song chí họa bất đơn hành, chồng nàng Đàm Quốc Lương tranh chấp vừa mới chấm dứt, hiện tại lại đến phiên trên người nàng, Vương Đại Lôi sự kiện kia, cuối cùng Đàm Quốc Lương vẫn là rút 6.000 khối, mặc dù kim ngạch không lớn. Nhưng cặp vợ chồng trong lòng biệt khuất. Thái Vinh Quyên hôm nay tướng trong lòng ủy khuất một mạch phát tiết ra ngoài, làm Đông Châu Mỹ dung giới danh y, nàng căn bản sẽ không vì tương lai đi hướng phát sầu. Thái Vinh Quyên cho là mình nếu quả thật từ chức, khẩn trương đến là Trường Hưng bệnh viện, liền trước mắt mà nói, ngoại trừ mình, người khác chống đỡ không dậy nổi Mỹ dung khoa chiêu bài. Cố Hậu Nghĩa kiên nhẫn nghe nàng nói xong, mỉm cười nói, nhỏ Thái A, ngươi cũng là Trường Hưng lão công nhân. Thân là Mỹ Dung khoa chủ nhiệm động một chút lại muốn từ chức, cái này khiến người phía dưới thấy thế nào? Ta cũng không tin ngươi ngay cả cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng đều không có. Cố viện, ta có thể tiếp nhận người bệnh hiểu lầm, nhưng là ta không thể chịu đựng người một nhà ở sau lưng đâm đau a. Hôm nay ta tiếp đãi một cái vị khách cực kỳ quan trọng, ân hằng chế dược chủ tịch Lương Văn Tĩnh, y tế chỗ tiểu tử kia ngay cả cửa đều không gõ liền lỗ mãng vọt vào. Ngay trước Lương Đồng Bột liền la hét để ta lập tức đi y tế khắp nơi lý giải phẫu sự cố, Chu Văn Bân là thế nào dạy đắc thủ hạ. Đừng nói thủ thuật của ta không có vấn đề, cho dù có vấn đề, ngươi làm cường điệu muốn hộ khách bột cũng không thể làm như vậy a. Đây không phải đâm đao là cái gì. Cố Hậu Nghĩa nghe nói chuyện này, nội tâm cũng có chút không vui, ân hằng là Đông Châu lớn nhất thuốc mong đợi, đưa ra thị trường công ty, là Trường Hưng quan hệ đơn vị, Chủ tịch Lương Văn Tĩnh đến Trường Hưng bệnh viện đều là VIP đãi ngộ. Y tế chỗ người làm như vậy, chẳng khác gì là tự bộc việc xấu trong nhà. Nhỏ Thái, như vậy đi, ngươi về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo, về phần này đơn từ chức, ta sẽ không phê, ngươi là chúng ta Trường Hưng bệnh viện một tay bồi dưỡng ra được nghiệp vụ cốt cán, ngành học người dẫn đầu, ta còn trông cậy vào ngươi Trấn Hưng bệnh viện đâu. Hắn một câu hai ý nghĩa, tức biểu thị ra đối Thái Vinh Quyên coi trọng, cũng uyển chuyển nhắc nhở nàng. Ngươi là ta dùng tiền bồi dưỡng ra, muốn cho ta thả ngươi đi không dễ dàng như vậy. Thái Vinh Quyên kỳ thật cũng không phải thật muốn đi, nàng là muốn lấy loại phương thức này nhắc nhở Cố Hậu Nghĩa, chỉ cần hắn chịu đứng tại phía bên mình, cái này chuyện phiền toái hẳn là rất dễ dàng giải quyết. Cố Hậu Nghĩa bình thường rất ít đi quản chữa bệnh tranh chấp sự tình, nhưng là lần này không giống, Mỹ Dung trung tâm tính chất phi thường đặc thù, thuộc về hợp tác kinh doanh hình thức, nhận thầu thương Tằng Hồng Văn là lão bà của hắn cháu gái. Cố Hậu Nghĩa mặc dù không có từ đó kiếm chắc bất kỳ lợi ích, nhưng là Tằng Hồng Văn sở dĩ có thể nhận thầu phòng, hắn vẫn là đưa cho nhất định chiếu cố. Trường Hưng bệnh viện có rất ít người biết bí mật này,
bình thường Cố Hậu Nghĩa cùng Tằng Hồng Văn ở giữa cũng rất ít có gặp nhau, chính là vì tránh hiểm nghi. Cố Hậu Nghĩa thuộc về tương đối lạc hậu cán bộ, cẩn trọng, yêu viện như gia, nhưng là hắn cũng nhìn trọng cảm tình. Cố Hậu Nghĩa trong lòng nguyện vọng lớn nhất chính là lui ra trước khi đến đem Trường Hưng hai kỳ xây dựng thêm công trình khởi động. Tại Trường Hưng viện trưởng vị trí bên trên hắn đã làm 10 năm, tự hỏi xứng đáng Trường Hưng, xứng đáng lương tâm. Chữa bệnh hệ thống là cái dễ dàng sinh sôi dơ bẩn địa phương, Cố Hậu Nghĩa gần 30 năm lãnh đạo kiếp sống bên trong, gặp qua rất nhiều khí tiết tuổi già khó giữ được cán bộ, cho nên hắn càng là tới gần lui ra đến, càng là cẩn thận. Đây là Cố Hậu Nghĩa lần thứ nhất chủ động gọi điện thoại cho Tằng Hồng Văn, Tằng Hồng Văn nhìn thấy mã số của hắn, lập tức liền tiếp thông, tiểu di phu. Cố Hậu Nghĩa nghe được xưng hô thế này liền không khỏi nhíu mày, nếu như không phải thê tử lúc trước nước mũi một thanh nước mắt một thanh biện hộ cho, hắn mới sẽ không để thân thích tham gia Trường Hưng, chị vợ chết sớm, vứt xuống cái này khuê nữ, lâm chung thời điểm ủy thác thê tử chiếu cố nàng. Thê tử cũng hoàn toàn chính xác dùng hết một cái tiểu di trách nhiệm, giúp đỡ nàng đi học, giúp nàng tìm việc làm, thậm chí hầu hạ trong tháng, giúp nàng đưa đón hài tử, coi như đối bọn hắn mình nữ nhi cũng không có như vậy dụng tâm. Chỉ là cô cháu ngoại này không quá bớt lo, công việc không mấy năm liền từ chức, bắt đầu xuống biển kinh thương, ngược lại cũng giày vò ra một chút thành tựu. Cố Hậu Nghĩa cũng không nghĩ tới lúc trước đối y học nhất khiếu bất thông Tằng Hồng Văn thế mà tiến vào Mỹ Dung ngành nghề, đánh lên nhận thầu Trường Hưng Bệnh viện Mỹ Dung khoa chủ ý. Đối ngoại nhận thầu phòng không chỉ là Trường Hưng một nhà, tướng bộ phận hơi lợi phòng nhận thầu ra ngoài, hấp dẫn đầu tư, giảm bớt bệnh viện gánh vác, hợp tác cùng có lợi. Cố Hậu Nghĩa bắt đầu phi thường lo lắng Tằng Hồng Văn sẽ làm không nổi, bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện Tằng Hồng Văn tại kinh doanh phương diện rất có một bộ, tướng y Mỹ trung tâm làm được phát triển không ngừng, quảng cáo đều in lên hai đường ô tô, sinh ý thịnh vượng tự nhiên cũng mang đến rất nhiều thanh âm của hắn, tỉ như thu phí quá cao, khuếch đại hiệu quả trị liệu. Cố Hậu Nghĩa thông qua thê tử nhắc nhở qua nàng rất nhiều lần, nhất định phải tuân theo luật pháp kinh doanh, không được cho Trường Hưng bôi đen, may mà nhiều năm như vậy. Y Mỹ trung tâm cũng không đi ra quá lớn tranh chấp. Tằng Hồng Văn tiếp vào dựng điện thoại một khắc này liền ý thức được hắn tức giận, lập tức nói, tiểu di phu, ta chính nói đêm nay đi trong nhà nhìn các ngươi đâu. Ta ban đêm có xã giao, từ khi nàng nhận thầu Mỹ Dung khoa về sau, Cố Hậu Nghĩa liền tận lực cùng với nàng phân rõ giới hạn, thê tử nơi đó hắn cũng đặc biệt nhắc nhở qua. Tiểu di ta ở nhà đi, ta theo nàng nói chuyện phiếm đi, nhớ nàng. Cố Hậu Nghĩa cũng không thích nàng đánh thân tình bài, cô cháu ngoại này đủ thông minh, nhưng là trên thân vẫn là chạy không thoát thương nhân trục lợi mau bệnh. Thái Vinh Quyên vừa tới tìm ta. À, nàng tìm ngài làm gì? Nói là muốn từ chức. Tằng Hồng Văn lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, nàng cười nói, nàng cũng thật là, người lớn như vậy một điểm năng lực chịu đựng đều không có, là bởi vì Đông Mỹ lệ tranh chấp đi, tranh chấp nhỏ mà thôi, ta đã hiểu rõ ràng. Cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, tất cả đều là người bệnh kia tại cố tình gây sự. Người định xử lý như thế nào ha? Nên giám định một chút, nên thưa kiện, dù sao sai không ở chúng ta không sợ. Nghe nàng nói như vậy Cố Hậu Nghĩa càng phát ra không vui, nàng huyên náo không chỉ là các người Mỹ Dung khoa, còn có chúng ta Trường Hưng bệnh viện. Tiểu di phu, ta minh bạch, cho nên ta sẽ mau chóng cùng bọn hắn câu thông, tranh thủ đem chuyện này cho bình phục lại đi. Thái chủ nhiệm bên kia ta sẽ tìm nàng nói, vô luận lần này kết quả thế nào, ta cũng sẽ không để nàng ra một phân tiền. Cố Hậu Nghĩa không hứng thú nghe nàng nói thêm gì đi nữa, ngươi mau chóng xử lý đi, không muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nói xong hắn liền đã cúp điện thoại. Nhắm mắt lại, dùng sức nhéo nhéo mi tâm, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có tốt nhất, hắn không muốn Mỹ Dung khoa thành vì chúng nhân chú mục tiêu điểm, nhiều năm quản lý kinh nghiệm nói cho hắn biết. Một khi chuyện nào đó bại lộ tại ánh mắt của mọi người dưới, như vậy hết thảy nhỏ xíu tỉ vết đều sẽ bị vô hạn phóng đại. Cố Hậu Nghĩa trầm tư một hồi, để viện xử lý chủ nhiệm Lưu Đăng Khoa đi đem Chu Văn Bân gọi tới. Càng là lãnh đạo, càng là ưa thích dùng mặt đối mặt giao lưu phương thức. Chu Văn Bân tiếp vào điện thoại về sau, một lát không dám chế nãi liền chạy tới, hắn trong điện thoại hỏi trước một chút đại lão bản tâm tình bây giờ, Lưu Đăng Khoa biểu thị mình không rõ ràng. Viện xử lý chủ nhiệm chức trách là quán triệt chấp hành mệnh lệnh của lãnh đạo, mà không phải tướng lãnh đạo trạng thái tiết lộ cho những người khác, huống chi hắn cùng Chu Văn Bân mặc dù là đồng hương, nhưng không tính là bằng hữu chân chính. Chu Văn Bân đối Cố Hậu Nghĩa phi thường cảm ơn, nếu như không phải Cố Hậu Nghĩa nhớ tới đồng hương chi tình, mình cũng không có hy vọng làm bên trên y tế chỗ chủ nhiệm.
Cố Hậu Nghĩa người này liêm khiết thanh bạch, giúp mình xử lý chuyện lớn như vậy, chút xu bạc không thu. Cố Hậu Nghĩa mang theo kính lão đang xem cùng ngày báo chí, nghe được Chu Văn Bân vào cửa thanh âm, ánh mắt thông qua kính lão bên trên khung nhìn hắn một cái, tựa hồ cho Chu Văn Bân một cái liếc mắt. Chu Văn Bân cười rạng rỡ, Cố Viện, ngài tìm ta. Cố Hậu Nghĩa nhẹ gật đầu, tướng báo chí buông xuống, ngồi xuống nói. Chu Văn Bân không có ngồi, lựa chọn tại Cố Hậu Nghĩa đứng đối diện, tôn ti có khác, nhất là tại đại lão bản trước mặt không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tình huống như thế nào a? Nghe nói có người muốn tại các người y tế chỗ nhảy lầu. Chu Văn Bân ngượng ngùng cười cười, không phải thật sự nhảy, có cái mỹ dung khoa người bệnh cố tình gây sự, nàng chính là muốn thông qua loại phương thức này tranh thủ chú ý. Thật nhảy, bệnh viện chúng ta liền lên nóng lục soát. Chu Văn Bân nghe ra viện trưởng trong lời nói oán trách ý tứ, Cố Viện, ngài yên tâm đi, chuyện này chúng ta chính tại xử lý, cam đoan sẽ không để cho tình thế mở rộng. Người phụ trách y tế chỗ cũng có một đoạn thời gian, sớm hẳn là quen thuộc nơi đó phương thức làm việc đi. Chu Văn Bân càng phát ra khẳng định hắn đối với mình bất mãn, Cố Viện, ta đang làm việc bên trong vẫn tồn tại rất nhiều không đủ, về sau trong công việc ta nhất định sẽ tiếp tục cải tiến. Vừa rồi Thái Vinh Quyên đến chỗ của ta đưa đơn từ chức. Gặp được chút chuyện như thế liền từ chức, nàng cũng quá yếu đuối a. Kỳ thật Chu Văn Bân muốn nói là già mồm, ngày trước Cố Hậu Nghĩa bột không có có ý tốt nói. Người ta không phải là bởi vì người bệnh, là bởi vì các ngươi xử lý chuyện phương thức buồn lòng, không phải ta nói người a, y tế chỗ là muốn dựng lên bác sĩ cùng người bệnh câu thông cầu nối, lúc cần thiết, các ngươi muốn cản trong bọn hắn ở giữa, đưa đến bảo hộ chúng ta bản viện công nhân viên chức tác dụng, không thể đem bọn hắn hướng mặt trước đẩy a. Chu Văn Bân một đoán chính là Thái Vinh Quyên cáo bọn hắn hát trạng, thật sự là phiền thấu nữ nhân này, tại Cố Hậu Nghĩa trước mặt cũng không thể biểu lộ, có thể làm được chính là liên tục gật đầu. Cố Viện, ta hiểu được, về sau chúng ta nhất định chú ý phương thức làm việc. Cố Hậu Nghĩa cũng không nói quá nặng, thân là viện trưởng, hắn quá rõ ràng y tế chỗ công tác không dễ dàng, tại mình đốc xúc dưới, hẳn là sẽ mau chóng tướng cái này khởi tranh chấp cho đè xuống. Chu Văn Bân sau khi trở về, phát hiện Thạch Chí Vĩ hai vợ chồng đã đi, mặc dù biết chuyện này không có khả năng như vậy hoàn tất, nhưng chí ít có thể trước thở một ngụm. Trình Tiểu Hồng hiện trường nhặt được một đoạn nhỏ vòng tay đoạn ngắn. Cầm nghiên cứu cái này vòng tay đến cùng gặp bao nhiêu tiền, nữ nhân ở phương diện này kiểu gì cũng sẽ biểu hiện ra đặc biệt hứng thú. Hứa Thuần Lương gặp nàng chăm chú dáng vẻ không chịu được muốn cười, Trình tỷ, loại này chất lượng vòng tay không đáng tiền, Côn Luân Sơn lòng sông bên trong khắp nơi đều là. Châu báu ngọc khí hắn thấy cũng nhiều, cái này vòng tay cũng chính là tam lưu phẩm chất, tùy tiện cái nào tiệm đồ ngọc đều có thể tìm được, dĩ nhiên không phải hiện tại tiệm đồ ngọc. Trình Tiểu Hồng nói, người biết cái gì? Ta nhiều ít hiểu chút, cái này vòng tay hẳn là rất quý báu, ngươi không nghe nàng nói, cái này vòng tay có thể gặp phải thái chủ nhiệm cả đời thu nhập. Chu Văn Bân vừa vặn đi tới, nàng liền thổi a, thái chủ nhiệm hàng năm thu nhập bảo thủ nói cũng phải 50 vạn, cả một đời nói ít cũng phải hơn ngàn vạn, ta cũng không tin cái này vòng tay có thể đáng 1.000 vạn. Trình Tiểu Hồng tràn ngập hâm mộ nói, vẫn là làm thầy thuốc tốt, chúng ta làm hành chính liền điểm này chết tiền lương, làm cả đời cũng không bao nhiêu tiền. Hứa Thuần Lương cười nói, ngươi là nữ nhân, không muốn cân nhắc chuyện tiền bạc, gả cái nam nhân tốt cái gì cũng có. Hai người đã rất quen, giữa lẫn nhau thường xuyên nói đùa. Trình Tiểu Hồng mắng, nhìn không ra ngươi vẫn còn lớn nam tử chủ nghĩa, nữ nhân cũng phải độc lập tự chủ, mọi thứ đều dựa vào nam nhân, khẳng định sẽ bị người ta xem thường. Hứa Thuần Lương thầm nghĩ, cái niên đại này nữ nhân tính tình cùng đi qua hoàn toàn khác biệt, đi qua nữ nhân giảng cứu giúp chồng dạy con, rất ít xuất đầu lộ diện. Nữ nhân bây giờ cả ngày đem độc lập tự chủ treo ở ngoài miệng. Chu Văn Bân tìm Trình Tiểu Hồng muốn tới vòng tay tàn phiến, chăm chú nhìn trong chốc lát, chau mày, đầy mặt vẻ u sầu. Trình Tiểu Hồng cùng Hứa Thuần Lương liếc mắt nhìn nhau, Chu Văn Bân sự tình gì đều viết lên mặt, vừa nhìn liền biết tâm sự nặng nề. Hứa Thuần Lương nói, đầu nhi, tay này vòng tay cũng không phải ngươi cho rơi, ngươi sầu cái gì. Chu Văn Bân thở dài nói. Kia cặp vợ chồng xem xét cũng không phải là loại lương thiện, bọn hắn hôm nay mặc dù đi, khẳng định còn sẽ tới nháo sự, chuyện này đã kinh động đến đại lão bản, chúng ta nếu là không có thể mau chóng đem chuyện này cho kết, liền đợi đến bị phê bình đi. Hứa Thuần Lương cười nói, trời sập xuống quan lớn khiêng. Chu Văn Bân giờ khóc giờ cười nói, tiểu tử ngươi đừng như thế không có đảm đương, thái chủ nhiệm dù sao cũng là tiền bối, ngươi đến cho người ta một chút mặt mũi.
Ngài lời này ta nhưng không thích nghe, chúng ta cầm nàng trước mắt bối phận, nàng cho chúng ta nhăn mặt, rõ ràng là nàng chính mình sự tình, nàng không có chút nào tích cực, chúng ta dựa vào cái gì thay nàng bị khinh bỉ a? Nàng ra mà không kính, cũng đừng trách ta phạm thượng. Tiểu Hứa a, chúng ta y tế chỗ công việc chính là như thế. Đầu nhi, ngài có ý tứ gì? Chúng ta công việc chính là thụ thanh nẹp khí sao? Kia công việc này không làm cũng được. Đã đến lúc tan việc, Chu Văn Bân để bọn hắn đi trước, ban đêm Mỹ Dung Khoa Tằng Hồng Văn hẹn hắn ăn cơm, mục đích đúng là nói chuyện cái này khởi tranh chấp. Chu Văn Bân ước gì chuyện này sớm một chút chấm dứt, mặc dù Thạch Chí Vĩ vợ chồng không có nói ra cụ thể bắt đền kim ngạch, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể rời đi tiền, chỉ cần Tằng Hồng Văn nguyện ý xuất ra một khoản tiền tới đoạn chuyện này, sự tình liền dễ làm nhiều. Hứa Thuần Lương hiện tại thường dùng nhất phương tiện giao thông chính là công cộng xe đạp, bệnh viện khoảng cách Hồi Xuân Đường vốn là không bao xa, mùa hè còn không có đi qua, hắn dự định qua trận lại đi học điều khiển. Cưỡi xe vừa qua khỏi thông tế cầu, một cỗ Toyota bá đạo từ hắn bên người đi qua, tốc độ lập tức chậm lại, phụ xe cửa sổ xe rơi xuống, Thạch Chí Vĩ đeo kính đen hung dữ nhìn qua hắn. Hứa Thuần Lương dừng xe lại, Thạch Chí Vĩ cũng ngừng xe, tháo kính râm xuống chỉ điểm lấy Hứa Thuần Lương. Người mẹ nó cho ta cẩn thận một chút. Hứa Thuần Lương không chút nào yếu thế chỉ vào Thạch Chí Vĩ, có gan người xuống tới a. Thạch Chí Vĩ vốn là nghĩ đe dọa hắn một chút, ban ngày ban mặt cũng không có khả năng tại trên đường cái động thủ với hắn, nhưng Hứa Thuần Lương căn bản không ăn cái kia bộ, trong xe còn có Thạch Chí Vĩ mấy vị bằng hữu, vốn cho rằng khí thế bên trên có thể đem tiểu tử này trấn trụ, không có nghĩ rằng người ta mềm không được cứng không xong, còn chủ động khiêu khích bên trên. Thạch Chí Vĩ phát hỏa, để đồng bạn dừng xe lại, từ trong xe xuống tới ba người. Hứa Thuần Lương tại bệnh viện liền nhìn con hàng này không vừa mắt, chẳng qua là lúc đó ở đơn vị, nhịn xuống không có xuất thủ, hiện tại cái này mắt không mở đồ vật thế mà chủ động tìm tới mình, muốn chết tìm khiếu môn, oán ai tới. Xung đột hết sức căng thẳng, hậu phương đột nhiên truyền đến tiếng còi cảnh sát, lại là một xe cảnh sát đi tới phụ cận. Trong xe cảnh sát là Lục Kỳ cùng Lý Trung, Lục Kỳ đẩy cửa xe ra đi xuống. Nghiêm nghị quát, ai bảo các ngươi ở chỗ này dừng xe. Thạch Chí Vĩ sừng sốt một chút, hắn rất nhanh liền ý thức được đối phương không phải cảnh sát giao thông, cười nói, chỗ này không có quy định không cho phép lâm thời dừng xe a. Các ngươi cũng không phải cảnh sát giao thông a. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, vậy ngươi tiếp tục ngừng, ta liên hệ xe kéo giúp ngươi tìm bãi đỗ xe. Thạch Chí Vĩ lập tức sợ, cười rạng rỡ nói, cảnh sát đồng chí, ta lúc này đi, đều là người một nhà. Ta cùng các ngươi lưu đại đội đặc biệt quen. Cái nào lưu đại đội a? Gọi điện thoại để hắn tới. Lục Kỳ phiền nhất loại này tự cho là quan hệ rất rộng, động một tí sách lãnh đạo người. Thạch Chí Vĩ ý thức được đối phương kẻ đến không thiệt, chút chuyện nhỏ như vậy không cần thiết làm lớn chuyện, mau tới xe, lái xe rời đi. Chờ bọn hắn đi xa, Lục Kỳ mới cùng Hứa Thuần Lương lên tiếng chào, tình huống như thế nào a? Ta nhìn mấy người kia muốn tìm ngươi phiền phức. Hứa Thuần Lương cười nói, Lục ca, ngươi hiểu lầm, bọn hắn tìm ta hỏi đường. Lý Trung cũng xuống xe, người kia ta biết, kiến trúc công trường đất khô phương công trình, gọi Thạch Chí Vĩ, mình có cái mỏ đá, có chút ít tiền, trong đám cũng có chút quan hệ. Lục Kỳ nhẹ gật đầu, xử lý loại nghề nghiệp này trong tay đều có xe ngựa, khẳng định nhân mạch không tệ, Hứa Thuần Lương không có nói thật, nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, có phiền phức tìm cảnh sát, đừng nghĩ lấy tự mình giải quyết vấn đề. Hắn nhận biết Hứa Thuần Lương lâu như vậy, nhưng là cũng chưa nói tới hiểu rõ Hứa Thuần Lương, càng cùng hắn tiếp xúc, càng là cảm thấy tiểu tử này thâm bất khả trắc. Hứa Thuần Lương nói, yên tâm đi, ta hiểu pháp, đúng, kia vụ án tra được thế nào. Lục Kỳ không thể hướng hắn lộ ra quá nhiều, chỉ nói trước mắt còn đang truy tra, bất quá Phạm Á Quân đã thừa nhận, cái khác thiệp án nhân viên cũng tại bắt bên trong. Hứa Thuần Lương về đến nhà, nhìn thấy Phó Viện trưởng Cao Tân Hoa cũng tại. Hắn hôm nay tỉnh ngủ đi sau hiện bị sái cổ, buổi sáng đi vật lý trị liệu khoa xoa bóp phép điện nhiệt cũng không có gì hiệu quả, vì chậm lại đau đớn ăn phiến phân nhất định được, vẫn là không có giảm bớt, tại là nhớ tới Hứa lão gia tử. Trị liệu bị sái cổ là Hồi Xuân Đường sở trường tuyệt chiêu, Hứa Trường Thiện cho hắn kiểm tra một chút, bị sái cổ bình thường là giấc ngủ lúc tư thế ngủ không tốt, hoặc cái cổ vai bị phong hàn xâm lấn gây nên cái cổ vai mềm tổ chức kim loan đau đớn, hoạt động nhận hạn chế chứng bệnh. Từ kinh lạc góc độ đến xem, phía sau cổ có thái dương kinh thông qua, bên gáy có thiểu dương kinh thông qua, bình thường tới nói phía sau cổ đau đớn hoặc đè lên rõ ràng, bệnh tại thái dương kinh, đơn bên cạnh phần cổ đau đớn hoặc đè lên rõ ràng,
bệnh tại Thiểu Dương Kinh, Cao Tân Hoa thuộc về cái sau. Hứa Trường Thiện để Cao Tân Hoa nằm ở trên giường, trước tiên ở treo chuông dưới huyệt châm, treo chuông huyệt lại tên tuyệt xương, ở vào bắp chân cạnh ngoài phần dưới, mắt cá ngoài trên ngọn ba tấc, tiếp cận xương mắt tiền duyên. Châm cứu kinh có nói, tìm kiếm nhọn xương người, chính là tuyệt xương hai điểm mở, đủ tam dương chi lớn lạc, ấn chi dương minh mạch tuyệt. Thuộc túc thiếu dương đảm kinh. Hứa Trường Thiện lấy kim châm cứu đâm tuyệt xương ở giữa gân cốt trong khe treo chuông huyệt. Cây kim đâm vào, Cao Tân Hoa lập tức cảm thấy nhói nhói cảm giác dọc theo túc thiếu dương đảm kinh hướng phía dưới khuếch tán đến mắt cá ngoài, rất nhanh cảm giác đau liền biến thành ê ẩm sưng, ngón chân run lên, Hứa Trường Thiện tiếp tục hướng chỗ sâu tiến châm, ê ẩm sưng cảm giác càng phát ra mãnh liệt, dọc theo kinh lạc mở rộng đến đầu gối cùng mắt cá chân khớp nối, đây là thứ hai châm cảm. Hứa Trường Thiện để Cao Tân Hoa thử nghiệm chuyển động phần cổ, bảo trì thứ hai châm cảm khoảng 4 phút. Cao Tân Hoa lúc bắt đầu còn không dám làm quá lớn động tác, bất quá rất nhanh liền phát hiện phần cổ đau đớn rõ ràng giảm bớt, động tác của hắn biên độ cũng theo đó tăng lớn. Hành châm sau 4 phút, Hứa Trường Thiện lại cạn đâm thứ nhất châm cảm giác đau giảm bớt, ê ẩm sưng cảm giác càng rõ ràng. Hứa Trường Thiện tiếp xuống một châm lấy kim môn huyệt, trung y bên trong kim chính là phổi tính chi khí vậy. Cửa chính là xuất nhập chi môn hộ, bàng quang kinh khí huyết tại kim môn huyệt hóa thành ấm áp chi tính, hướng lên truyền thâu chính là bàng quang kinh phần dưới kinh mạch hút nóng trưng sinh dương nhiệt chi khí, bàng quang kinh đình trệ cùng lạnh lẽo ẩm ướt chi khí bị kim môn huyệt khóa tại dưới, cho nên kim môn huyệt lại xưng là quan lương huyệt. Kim môn huyệt vị tại nhân thể phần đùi cạnh ngoài, mắt cá ngoài thẳng xuống dưới cùng xúc sắc xương cạnh dưới chỗ giao giới. Vẫn là trước dùng kim châm cứu sâu đâm, kích phát thứ hai châm cảm, hành châm 3 phút. Cao Tân Hoa ngoại trừ vừa rồi ê ẩm sưng cảm giác lại có một loại phát nhiệt cảm giác, tựa hồ có một cỗ nhiệt khí dọc theo kinh lạc ngược lên, dựa theo Hứa Trường Thiện chỉ dẫn tiếp tục chuyển động phần cổ càng ngày càng nhẹ nhàng. Tại trung y lý luận bên trong, bị sái cổ cùng thụ hàn có quan hệ, giữa hè tham lạnh, dẫn đến cái cổ phần lưng khí huyết không khoái, cứng ngắc đau đớn, động tác bất lợi. Hứa Trường Thiện kim châm kim môn huyệt, kích phát dương nhiệt chi khí, có thể nhanh chóng đuổi đi phong hàn. 3 phút sau, sách châm kích phát thứ nhất châm cảm, Cao Tân Hoa lúc này phần cổ đã có thể chuyển động tự nhiên, mới lưu ý đến Hứa Thuần Lương trở về. Cao Tân Hoa cười nói, Thuần Lương tan việc. Hứa Thuần Lương nói, Cao Viện lạc gối rồi.